Các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Nữ Nhi Lạc Gia của tác giả Yên Nùng. Phần 6. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các truyện hương xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Lạc đại lão gia say khướt đi tới từ trong ngách nhỏ vườn hoa, bên người là Lý Di Nương, một tay khoác lên hông của nàng, miệng tiến tới hôn lên mặt nàng. Ôi ôi ôi! Cổ Nhạc Linh Đường còn chưa rút lui kìa, đại ca ngươi đã uống rượu tìm vui rồi sao? Một giọng nói chanh chua vang lên một bên, Lý Di Nương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người Lạc Nhị Phu Nhân và Lạc Tam Phu Nhân sóng vai đứng đó. Mỗi người mặc y phục một mạc màu trắng, sau lưng là mấy nha hoàn bà tử đi theo. Lý Di Nương cúi đầu không dám nói lời nào, Lạc đại lão gia lại phát hỏa, ta uống rượu của ta và Di Nương ta giải sầu, các ngươi quản cái gì? Đại ca, ngươi làm người cũng thật hết chỗ nói. Lạc Tam Phu Nhân giận đến gò má phình lên, một mảnh đỏ rực. Quả thật nàng không thích Lạc đại phu nhân, chê nàng xuất thân thương nhân, người đầy hơi tiền, nhưng bây giờ nhìn lại, Lạc đại phu nhân lúc này mới buông tay một cái, Lạc đại lão gia chẳng quan tâm tang sự của nàng, toàn dựa vào Lạc Tương Hồn trước mặt quan tài khóc nức nở, nàng nhìn thấy cũng chua xót trong lòng. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, nữ nhân thấy một nữ nhân sau khi chết lạnh lẽo. Không khỏi sẽ bỏ qua toàn bộ ân oán trước kia, thay nàng đòi lên nam nhân ngoan tâm này. Lại nói, hai vị thiếu phu nhân Lạc gia nghe nói Cao gia dời trở về toàn bộ của hồi môn của Lạc đại phu nhân. Biết cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu lắm, càng có lời oán thán Lạc đại lão gia, không biết hắn vì sao phải chọc giận Cao gia, ngay cả đồ cưới vợ mình cũng không giữ được. Đại ca, ngày mai đại tẩu ra ngoài, tối nay ngươi giàu gì phải tuân thủ một buổi tối chứ? Lạc Nhị phu nhân hầm hừ nói, khi đó ngươi và nàng muôn vàng ân ái, thế nào hôm nay lại như người không quen? Ta nhổ vào. Hai người các ngươi người nhiều chuyện cái gì? Lạc đại lão gia hung hăng phun một bãi nước miếng về phía Lạc Nhị phu nhân và Lạc Tam phu nhân, hai người các ngươi ở Lạc phủ ăn uống không? Còn có tư cách gì quản ta? Lạc Tam phu nhân giận đến toàn thân run rẩy, ta ăn uống chùa. Ta sinh con trai cho Lạc gia, đây không phải bản lĩnh của ta. Ngược lại là ngươi, hài tử cũng không sinh, nắm bạc một bút đưa ta ngoài, đã nhiều năm như vậy, mới làm một thôi quan phẩm đẩy, ngươi có bản lãnh gì phun ta? Vừa nghĩ tới phu quân của mình đến bây giờ còn ở trong học đường nghiễm lăng ngây ngốc đọc sách. Bó lớn bạc trong nhà đều cho Lạc đại lão gia đút lót, tam phòng không được một chút chỗ tốt, trong lòng Lạc Tam phu nhân càng tức giận bất bình. Lạc Nhị phu nhân cũng là bị lây, hai người cùng mắng một hồi, chọc giận Lạc đại lão gia, nhảy cẩn lên muốn đánh người. Lạc Nhị phu nhân và Lạc Tam phu nhân thấy Lạc đại lão gia siết quả đấm xông lại, hai người kinh hoảng luống cuống. Nha hoàng bà tử sau lưng nhanh chóng đi lên ngăn Lạc đại lão gia lại, đại lão gia, ngươi lại nghỉ ngơi một chút. Thừa dịp nha hoàng bà tử môn bắt được Lạc đại lão gia, Lạc Nhị phu nhân và Lạc Tam phu nhân lúc này mới chạy trở lại, hai người đưa ngón tay ra quấy nhiễu trên mặt trên người Lạc đại lão gia, không lâu lắm, trên mặt Lạc đại lão gia có mấy cái dấu móng tay. Trịnh ra chút tơ máu. Lạc đại lão gia đưa tay lên sờ, cũng hơi đau. Hai người các ngươi không biết xấu hổ, lại càng rỡ như vậy. Lạc đại lão gia tức đến cơ hồ phát điên, hai xú bà nương, ta lập tức sẽ phân gia Lạc phủ, đến lúc đó xem các ngươi ngông cuồng đến mức nào. Phân gia. Lạc Nhị phu nhân và Lạc Tam phu nhân liếc nhìn nhau, hơi kinh hoảng. Mang theo nha hoàng bà tử thật nhanh đi về viện của Lạc đại phu nhân, Lạc đại lão gia muốn cùng đi qua, chỉ là mới vừa uống rượu, bước chân không ổn. Mới vươn chân ra chạy một bước đã ngã ở trên mặt đất. Lý Di Nương đuổi lên đỡ, bị Lạc đại lão gia sáng một bạt tai, thật là không có dùng, thấy ta bị người bắt bị người đá, cũng không biết lên giúp đỡ. Nếu là Thúy Ngọc, đã bỏ thân thể tới cản trở thay ta rồi. Cô nương, cha kia của ngài quả thực không phải người, nhất định là thứ cặn bã. Vài người đi ra từ trong bụi rậm cạnh vườn, Phương Tẩu nhìn bóng lưng Lạc đại lão gia, lắc đầu một cái. Nếu phân gia Lạc phủ, sớm muộn hắn cũng sẽ đánh chủ ý tới trên người của ngài. Phương Tẩu. Ta cảm thấy được là nên cho hắn tới chủ ý mới phải.
Tương Nghi cười hì hì ngẩng đầu lên, nếu không phải nữ nhi tốt như ta làm sao vạch mặt với hắn. Phương Tẩu suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười, lời này của cô nương không sai, chờ hắn đến tìm thôi. Lạc Nhị phu nhân và Lạc Tam phu nhân chạy như bay đi tới cửa viện Lạc Đại phu nhân. Hai người quay đầu nhìn, thấy Lạc Đại lão gia không đuổi theo, lúc này mới đứng lại thở hổn hển. Lạc Nhị phu nhân xoa xoa ngực, đệ muội, tâm tư của đại ca rất rõ ràng, hắn muốn thừa dịp nhốt mẫu thân trong đại lao, nhân cơ hội chiếm đoạt tài sản Lạc gia. Ai, chuyện này? Lạc Tam phu nhân thò đầu nhìn một chút, Cổ Nhạc trong sân kia hình như hơi mệt mỏi. Tiếng đứt quãng, diễn tấu sáo và trống một trận, lại ngừng một trận, ngươi nhìn một chút, tang sự đại tẩu làm thành hình dáng gì? Lạc phủ này không có ai ở. Dầu gì cũng nhịn ba ngày rồi, ngày mai là được ra ngoài. Lạc Nhị phu nhân nhìn Lạc Tương Hồn nằm trước quan tài khóc thê thảm, lắc đầu một cái, cũng không biết khối băng kia làm đầy đủ không. Khí trời cuối tháng 7, còn nóng kia. Chúng ta cũng đi nhìn một chút, khi còn sống mặc dù không hòa hợp với nhau, nhưng người đã chết, chúng ta còn so đo cái gì? Lạc Tam phu nhân nói rồi nắm tay của Lạc Nhị phu nhân đi vào trong viện, trong lòng âm thầm so đo, nàng chờ xong thì đi đại lao một chuyến thăm lão phu nhân mới được, không thể để cho Lạc đại lão gia chiếm toàn bộ tiền tài Lạc gia. Vào viện, an ủi Lạc Tương Hồn mấy câu, hôm nay ngủ thật tốt, ngày mai còn phải đưa mẫu thân của ngươi lên núi. Mặt mày Lạc Tương Hồn ủ dục trả lời một câu, cổ họng khàn khàn, nói chuyện cũng sắp không nói ra nữa. Lạc Nhị phu nhân và Lạc Tam phu nhân ở một bên bắn hai giọt nước mắt, cha kia của ngươi quả thực quá không ra gì, lại không sang nhìn một chút. Rõ ràng cha vì là của hồi môn mẫu thân bị cướp đi mới hẹp hòi trút giận lên người mẫu thân, Lạc Tương Hồn tức giận nắm quả đấm nhỏ một cái, trong lòng âm thầm thề, cha lòng lang dạ sói như thế, sau này mình tuyệt đối sẽ không để cho hắn tốt hơn. Tối hôm qua bà Vú liên tục nói với hắn Lạc đại lão gia rất nhiều chuyện, Lạc Tương Hồn càng nghe càng giận. Thật là hối hận mình lại phải kêu người này là cha, còn không bằng về nhà ông ngoại ở, ít nhất còn có mấy biểu huynh muội tính tình thật thà phụng bồi. Giờ nghe hai vị thẩm nương lại nhắc đến cha, Lạc Tương Hồn càng không dễ chịu, đã nhiều ngày cha chỉ qua hai lần, phần lớn thời gian đều ngây ngốc uống rượu trong phòng di nương, ngoài ra đi loanh quanh là trong chủ viện. Tổ mẫu cũng không ở chủ viện, cũng không biết cha qua bên kia làm gì, Lạc Tương Hồn hơi nghi hoặc một chút, nhất mặt nhìn Lạc Nhị phu nhân và Lạc Tam phu nhân, thẩm nương, bọn họ đều nói cha ta luôn đi ở chủ viện, tổ mẫu không có ở đây, hắn đến nơi đó làm gì? Mặt Lạc Nhị phu nhân và Lạc Tam phu nhân biến sắc, chẳng qua là trong miệng không hoảng hốt, có lẽ là tổ mẫu ngươi ở trong đại lao. Trong lòng của hắn khổ sở, muốn đi bên kia nhìn một chút. Lạc Tương Hồn lắc đầu một cái, ta nhìn không giống, bọn họ đều nói đại khái cha muốn đi tìm bạc của tổ mẫu. Lạc Nhị phu nhân và Lạc Tam phu nhân cũng không nhịn được nữa, hai người sờ đầu Lạc Tương Hồn nói mấy câu, đi ra thật nhanh, như thần giao cách cảm đều đi tới chủ viện. Nương tử giữ cửa thấy hai vị phu nhân tới, đứng ở cửa cười, Nhị phu nhân Tam phu nhân, tới làm chi? Mặc dù cười vui sướng, vừa vặn lại không có dời đi, giống như không muốn để cho người ta vào. Mặc dù mẫu thân không ở nhà, nhưng chúng ta lại muốn đi nhìn một chút, hành lễ về phía chủ tọa của bà cũng là vấn an. Lạc Tam phu nhân cơ trí, cười đáp một câu, để cho chúng ta đi vào. Nương tử kia lắc đầu một cái, đại lão gia từng dặn, chủ viện này ai cũng không cho vào, chờ sau khi lão phu nhân trở về lại nói. Lạc Nhị phu nhân vừa vội vừa tức, lời hắn nói ngươi nghe toàn bộ. Hắn gọi ngươi đi ăn phân, ngươi có đi không? Nhị phu nhân, xin thứ cho mạo phạm. Nương tử giữ cửa đỏ bừng cả khuôn mặt, Lạc phủ này, ngoại trừ lão phu nhân, không phải là đại lão gia lớn nhất. Dĩ nhiên ta là phải nghe hắn. Lạc Nhị phu nhân giận đùng đùng vén tay áo lên, lại dám chống đối ta. Mau mau đánh nô tỳ trong mắt không người này cho ta. Lạc Tam phu nhân kéo Lạc Nhị phu nhân, nhị tẩu, chúng ta chớ tính toán với kẻ mắt chó coi thường người khác này. Trở về trước rồi nói. Bây giờ đi vào tìm lão phu nhân gì đó, mấy nha hoàn nội thất chắc chắn sẽ không cho, Thanh La Lục Nhược, người người đều là người hầu trung thành của lão phu nhân, đi vào cũng không chiếm được chỗ tốt gì, còn không bằng đi hỏi lão phu nhân muốn một tin chính xác trước. Đệ muội,
ngươi quá dễ nói chuyện. Lạc nhị phu nhân hung tợn nhìn chồng chọc nương tử giữ cửa, loại này nô gian xảo. Cũng chỉ có ngươi mới nói tốt thay nàng. Đi thôi, cho dù ta ngươi đi vào, cũng đòi không ra chỗ tốt gì. Lạc tam phu nhân kéo lạc nhị phu nhân đi sang một bên, ngươi yên tâm, Thanh La Lục Nhược, không dễ dàng giao đồ của lão phu nhân ra. Đại ca háo sắc như vậy, sớm đã làm mấy nha hoàng này chịu tội. Vậy cũng đúng. Lạc nhị phu nhân nhớ tới thường ngày mấy thiếp thân đại nha hoàng bên người lạc lão phu nhân. Người người đều không thích lạc đại lão gia, ai bảo mỗi lần hắn luôn muốn chấm mút trên người các nàng, không phải nhân cơ hội sờ một tay nhỏ, chính là ở cố ý lau trước ngực, mấy đại nha hoàng ghét cay ghét đắng hắn, thấy hắn đều nghiêng người đi. Lạc tam phu nhân an ủi lạc nhị phu nhân đôi câu, đưa nàng về viện, sửa sang lại y phục đạo, mau mau, đi hầm một con gà. Thả dược tốt nhất. Phu nhân, không phải ngươi nói ăn ít đồ ăn hơn. Bây giờ thân thể ngươi càng ngày càng nặng nề. Có bà tử nhỏ giọng nói, hôm qua mới ăn gà hầm rồi, cũng nên nghỉ một ngày rồi. Ngươi biết cái gì? Lạc tam phu nhân liếc mắt nhìn bà tử kia, ta lại không phải cho mình ăn. Nàng kéo ống tay áo lên một ít, lộ ra bản thân cánh tay như ngó sen. Trắng trắng mềm mềm, chỉ tiếc hơi to. Lạc tam phu nhân sâu kín thở dài, cùi chỏ này, cũng lớn gấp đôi khi làm khuê nữ, khi đó trong nhà có thứ tốt gì toàn bộ cho ca ca hoặc là đệ đệ ăn, nàng chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn. Thật vất vả gả vào lạc phủ, lạc tam phu nhân cảm thấy mình rơi vào hang mật, càng rỡ ăn ăn uống uống, cuối cùng làm thân thể vốn gầy yếu của mình bắt đầu tròn trịa lên. Phu nhân không ăn, chẳng lẽ cho tam gia ăn? Nhưng cơm trưa tam gia đều ăn ở học đường. Bà tử tiếp tục lải nhải, hôm qua phu nhân còn nói, không bao giờ ăn nhiều đồ như vậy nữa, hôm nay lại quên. Bớt dài dòng, ngươi thì biết cái gì? Lạc tam phu nhân liếc mắt nhìn bà tử, thật nhanh về viện mình. Trong đại lao rất u ám, cho dù là phòng giam điều kiện tốt hơn nữa. Dù sao cũng là đại lao. Căn phòng giam này là một hang nằm riêng. Rơm rạ bên trong ít nhất cũng có, một tầng thật dày, mặc dù cũng ngủ trên rơm rạ như vậy, có thể so với đại lao trong kia, đen như mực, rơm rạ vừa ít vừa ẩm ướt, điều kiện coi như là tốt đến không thể tốt hơn rồi. Trước phòng giam có một hàng cây, chặn ánh mặt trời lại. Khí trời đầu tháng 8 này còn nóng, có một hàng cây che bóng thật ra thì không tồi. Quá ma ma dương mắt nhìn trong phòng một phen, thở thật dài một cái, lão phu nhân, hôm nay không biết có người đưa thức ăn tới không? Lạc lão phu nhân đã vào 3 ngày rồi, lạc nhị lão gia tới thăm một lần, lạc tam lão gia mỗi ngày đều tới, chẳng qua là hôm nay còn chưa tới, lạc đại lão gia cả bóng người cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa hắn cam kết có người đưa cơm đưa đồ ăn cũng là một câu nói suông, lạc phủ căn bản không phái người đưa thức ăn tới, mỗi ngày đều ăn cơm tù. Thức ăn trong phòng giam đừng nói ăn, chỉ ngửi cũng không thoải mái. Những thứ kia rõ ràng là bị mốc meo, còn lẫn lộn cát đá, những món ăn kia, rau héo toàn thân ướp một chút, tùy tiện trộn một ít thứ vào trong nồi hầm rồi đưa tới. Lạc lão phu nhân ăn món ăn đẹp đẽ ngon miệng cả đời, sao có thể ăn được thức ăn như vậy? Lúc vừa vào cơm tối và cơm sáng ngày thứ hai cũng không ăn. Lần thứ hai lạc tam lão gia tới mới biết mẫu thân mình không có ăn cơm, đau lòng nước mắt sắp rơi xuống. Tranh thủ thời gian cho người làm ra tửu lầu bên ngoài mua hai phần thức ăn tới, ta đi nói với đại ca. Sao hắn có thể làm việc không chu đáo như vậy? Nhưng cơm tối lại là cơm tù, quá ma ma tức không nhịn nổi, chỉ cai tù nói, ngươi mau mau đến tửu lâu như ý mua thức ăn cho lão phu nhân nhà chúng ta, còn sợ lạc gia không cho bạc hả? Cai tù nhìn nửa ngày, mới nửa tin nửa ngờ đi ra ngoài, mua một món ăn, nhiều cơm chút tới. Hắn rất sợ lạc đại lão gia không cho bạc. Chỉ chọn rồi món ăn rẻ nhất, nhưng rơi vào trong mắt lạc lão phu nhân, lại cảm thấy là thức ăn ngon nhất cả đời này bà từng ăn. Chỉ tiếc cơm tối hôm qua ăn một bữa thật ngon, cơm sáng hôm nay đưa tới là cháo loãng có thể soi thấy bóng người, dùng đũa khuấy một cái, còn có thể nghe tiếng cát đá đụng chén. Lạc lão phu nhân nhìn một cái, đẩy chén kia qua một bên, ta không muốn ăn. Chịu đựng buổi sáng không ăn, còn chưa tới buổi trưa, bụng đã đói ục ục, suy nghĩ một chút lại phải ăn cơm tù, lạc lão phu nhân vốn được yêu chiều hơn nửa đời người tái mặt rồi.
Mới vào 3 ngày, bà đã bỏ đi căn cơ giàu sang của lão phu nhân Lạc gia, đai buộc đầu đã không còn nghiêm chỉnh, xéo xuống rơi rũ giữa chân mày. Tóc rơi bù xù, như có thể phản ra ánh sáng. Nếp nhăn trên mặt nhiều hơn không ít, nếp nhăn như giấy bị vò lại, nhìn thế nào cũng thấy bất bình. Lạc lão phu nhân, có người tới thăm ngươi. Cai tù lười biếng đứng ở cửa kêu một tiếng, là nữ quyến. Trên mặt quá ma ma lộ ra vẻ vui mừng, nhìn ra cửa một cái, chỉ thấy một người mặc xiêm y màu xanh lam tươi sáng, mang theo mấy nha hoàn bà tử đi qua bên này. Người kia thân mình tròn vo, nhưng đi đường rất nhanh, quá ma ma vừa thấy thì nở nụ cười, là tam phu nhân tới. Nhìn tay nha hoàn bà tử trong sách hộp đựng thức ăn, là đưa thức ăn tới. Lạc lão phu nhân thở vào nhẹ nhõm thật dài, cũng là lão tam nhớ nhung ta. Khuôn mặt lạc tam phu nhân nụ cười đi tới cạnh cửa, cai tù mở cửa ra, đi vào đi, đưa thức ăn thì đi. Không thể quá lâu, biết không? Biết, biết. Bà tử sau lưng lạc tam phu nhân nhét một đỉnh bạc vào tay cai tù, chúng ta cũng chẳng thể làm gì khác. Lại không phải tới cướp ngục. Cai tù cầm bạc cân nhắc, nở nụ cười ha ha, các ngươi cướp ngục. Còn không có bản lãnh kia. Lạc tam phu nhân nhìn cai tù vừa cười, vừa đi ra bên ngoài. Lúc này mới yên lòng, kêu nha hoàng bà tử đặt hộp đựng thức ăn và bình trên đất, ngồi chồng hổm xuống, y phục tơ lụa căng ra, hình như bị xé rách. Mẫu thân, con dâu tự mình xuống bếp hầm gà cho ngài, ngài nếm thử đi. Nàng cầm một cái chén lên, dùng thìa hớt dầu vàng ống trên đó, ta nhớ mẫu thân không thích uống cháo gà có dầu, ngại vị dầu quá nặng, con dâu hớt dầu gà này đi trước. Trong lòng lạc tam phu nhân đắc ý, lạc lão phu nhân thấy nàng nhớ sở thích của bà như thế, nhất định sẽ rất vui vẻ. Lạc lão phu nhân khoát tay một cái, đừng hớt, mấy ngày ta không ăn dầu ăn, rất thèm. Lạc tam phu nhân kinh ngạc nhìn lạc lão phu nhân, thấy xương gò má bà nhô lên, trên mặt đã không còn thịt gì, trên gương mặt già nua da dáng xương thật chặt. Không chỉ hơi đồng tình, đại lao này đúng là không phải nới người sống. Nàng vội vàng múc một chén cháo gà, nổi lên một tầng chấm dầu vàng sáng, hai tay đưa đến trong tay lạc lão phu nhân, mẫu thân, lại nếm thử một chút đi, mặn nhạt thế nào? Nếu là ngại nhạt, con mang muối tới. Lạc lão phu nhân uống một hớp, không lạnh không nóng, vừa vặn, cháo gà kia thơm tho khác thường. Bà bưng chén lên một hơi uống cạn sạch, nhận lấy khăn trong tay quá ma ma lau miệng, uống thật là ngon, uống thật là ngon. Không lâu lắm, cho lạc lão phu nhân ăn xong 7-8 phần gà hầm kia, thấy quá ma ma đứng bên cạnh trơ mắt nhìn, lạc lão phu nhân giữ lại cho bà một cái đùi gà, ngươi cũng tới nếm thử một chút đi. Quá ma ma cầm đùi gà, hai mắt mang lệ. Lão phu nhân buông đưa thức ăn của mình cho lão nô ăn. Cái này làm lão nô an lòng thế nào? Lạc lão phu nhân thở dài, ngươi một mực ở cạnh ta, cũng chịu khổ, ít nhiều gì coi như là bồi thường. Bà quay mặt lại nhìn lạc tam phu nhân, trong phủ bây giờ thế nào? Tang sự làm thế nào rồi? Lạc tam phu nhân đang rầu không biết làm sao nói đến chuyện này, nghe lạc lão phu nhân hỏi, nhanh mồm nhanh miệng nói, mẫu thân. Ngài không biết đâu, giờ lạc phủ rối bời một mảnh, đại ca căn bản không quản chuyện, suốt ngày sẽ nghỉ ngơi trong phòng hai di nương, uống rượu tìm vui, tang sự đại tẩu, hắn chỉ đi qua hai lần, tất cả đều do tương hồn ở bên kia một mình khóc than. Ai? Lòng dạ hắn cũng quá độc ác. Có cái gì lòng ác không ác? Hắn ngay cả mẫu thân như ta cũng đưa đến trong phòng giam. Còn có thể không ác với con trai. Lạc lão phu nhân nghĩ đến lạc tương hồn mới 6 tuổi, thì một mình đảm đương một phía, không chỉ than thở, hồn ca nhi vốn được nuông chiều từ bé, bây giờ chợt gặp biến cố, cũng không biết nó chịu được hay không. Không chịu nổi cũng nổi nha, cũng may ngày mai sẽ đưa quan tài đại tẩu lên núi, tương hồn cũng có thể không cố hết sức như vậy. Lạc tam phu nhân cười một tiếng, thịt trên gương mặt nhô ra toàn bộ, tang sự này cũng làm quá đơn sơ rồi. Mới làm 4 ngày ra lên núi. Lạc lão phu nhân giật mình trợn to hai mắt, sao lại hấp tấp như vậy? Con dâu cũng cảm thấy kỳ lạ, dù là nhà giàu tầm thường, dù sao cũng phải gõ 7 ngày, lạc gia chúng ta ngược lại, 4 ngày đã đuổi người ta ra ngoài. Lạc tam phu nhân thấp giọng. Đưa miệng lại gần tai lạc lão phu nhân, hôm nay con dâu gặp đại ca trong vườn, đại ca nói một câu,
Con dâu nghe thấy hết sức khả nghi. Nói gì? Lòng Lạc lão phu nhân hừng hực giận lên, không biết lão đại này chuẩn bị làm ra chuyện quỷ quái gì. Đại ca nói, hắn muốn chia nhà. Lạc Tam phu nhân hầm hừ nói, ta thấy hắn là muốn vội vội vàng vàng đưa quan tài đại tẩu ra ngoài. Hắn có thể lập tức chia nhà. Cái gì? Lạc lão phu nhân cắn chặt răng, không nghĩ tới con trai lớn của mình đúng là kẻ lòng dạ đen tối, hóa ra hắn đưa mình vào trong đại lao, là muốn thừa dịp mình không có mà chia nhà. Không chừng hắn còn thông đồng trên Chu Tri phủ đầu heo kia, xử mình 8 năm 10 năm, vậy thì Lạc gia tùy hắn xử trí. Thấy Lạc lão phu nhân nổi giận. Lạc Tam phu nhân mới yên lòng, nàng thấp giọng nói, đại ca còn đi chủ viện nhiều lần, bọn họ đều nói là đi tìm bạc. Tốt tốt tốt, tính toán thật là giỏi. Lạc lão phu nhân nở nụ cười, sao lại nghĩ đến dễ dàng như vậy? Lạc Tam phu nhân không lên tiếng, chẳng qua chỉ nhìn Lạc lão phu nhân, không biết nên mở miệng thế nào hỏi bà dự định cho Tam phòng bao nhiêu bạc. Lúc này nghe bên ngoài có tiếng bước chân lộn xộn, chìa khóa bên hông cai tù lạch cạch vang lên, Lạc lão phu nhân, con thứ ba của ngươi lại tới thăm. Lão Tam lại tới. Lạc lão phu nhân vừa mừng vừa sợ, nhìn Lạc Tam lão gia đi từ bên ngoài tới, gật đầu liên tục, tốt lắm, cũng là hai vợ chồng ngươi có hiếu tâm. Lạc Tam lão gia thấy vợ mình đưa thức ăn tới cho mẫu thân. Cũng rất hài lòng, cười gật đầu với Lạc Tam phu nhân một cái, Minh Ngọc, cực khổ ngươi. Không khổ cực, đây không phải chuyện thiếp nên làm sao. Ban đầu ta không biết đại ca chưa an bài cơm nước cho mẫu thân, nếu là sớm biết, vậy thì mỗi ngày phái người đưa thức ăn tới. Lạc Tam phu nhân nói hết sức chân thiết, vành mắt đều đỏ, thấy dáng vẻ mẫu thân. Tâm lý ta thật là khó chịu. Lạc lão phu nhân thấy hai người đứng trước mặt mình, mặc dù Lạc Tam lão gia gầy Lạc Tam phu nhân mập, nhưng trong mắt bà lại là một đôi vợ chồng tốt. Bà cười gật đầu với hai người một cái, các con đừng khổ sở, đây chỉ là mẫu thân trúng kiếp nạn. Đại ca con lang tâm cẩu phế, sẽ không có kết quả gì tốt. Lạc Tam phu nhân thấy chuyển biến tốt nửa ngày không một câu nói rơi vào khó xử, trong lòng có mấy phần nóng nảy, cũng nên nói một chút bạc và đồ trang sức, địa sản trong nhà gì đó, sao mẹ chồng lại không mở miệng chứ? Nàng vươn tay ra, ở đẩy sau lưng Lạc Tam lão gia một cái, muốn hắn mở miệng hỏi, Lạc Tam lão gia không có lĩnh hội ý tứ, sững sờ nhìn nàng, thế nào? Da mặt Lạc Tam phu nhân đỏ bừng lên, cúi đầu, thì nghe Lạc lão phu nhân chậm rãi nói, lão Tam, vợ lão Tam, hai người các ngươi kê lỗ tai vào, ta có lời muốn nói. Quá ma ma nhìn mấy nha hoàn bà tử xung quanh, còn không mau mau đi ra ngoài. Lạc lão phu nhân vươn tay ra, gỡ đai buộc đầu xuống giao cho Lạc Tam lão gia, lão Tam, con cầm đai buộc đầu này đi tìm Thanh La và Lục Nhược. Nói cho các nàng biết, dưới tấm lót giường của ta có một cơ quan ngầm, mở cơ quan ngầm kia ra, tất cả bên trong đều là ngân phiếu ta cất giữ, tuy không nhiều, cũng đủ các con tiêu xài nửa đời sau. Lạc Tam phu nhân nghe thấy trong lòng mừng như điên, một tay đè lồng ngực của mình, nửa ngày không nói ra lời. Chẳng qua là nàng bỗng nhiên lại có lo lắng mới, mẫu thân. Đại ca đã đi qua chủ viện rồi. Cho dù hắn có thể đụng tới cơ quan ngầm, có thể tìm được ngân phiếu của ta không? Lạc lão phu nhân cười hắc hắc, lại giơ tay lên, lấy mai hoa trâm trên tóc xuống, đây là chìa khóa mở cơ quan ngầm kia, không có chìa khóa này, hắn làm thế nào mở được cơ quan ngầm? Tiếng pháo đùng đùng vang lên, một nhóm chiêu hồn phiên màu trắng lay động phía trước. Đi phía sau chiêu hồn phiên là Lạc Đại Lão Gia và Lạc Tương Hồn, hai người đều là một thân đồ trắng, trên đầu còn cột một vòng dây màu trắng. Lạc Tam phu nhân đứng ở cửa, nhìn đội ngũ đưa tang từ từ đi xa, trong lòng hết sức vui vẻ, chung quy hôm nay cũng được coi là cơ hội để đi chủ viện lấy bạc, chỉ là vì không để cho Lạc nhị phu nhân lòng sinh nghi. Tối hôm qua nàng và Lạc Tam lão gia thương lượng rồi, nàng lôi kéo Lạc nhị phu nhân nói chuyện, hắn thì dẫn người đi chủ viện lấy bạc. Nhị tẩu, chúng ta đi bên chỗ cháu gái Tương Nghi ngồi đi. Lạc Tam phu nhân nôn nóng kéo tay của Lạc nhị phu nhân, trong phủ này cuối cùng cũng thanh tịnh. Lạc nhị phu nhân gật đầu một cái, có thể không phải. Tam đệ muội này đúng là sẽ gió chiều nào theo chiều nấy, giờ Tương Nghi là người có tiền nhất trong phủ, tự nhiên phải đi nịnh nọt nàng nhiều chút.
Lạc nhị phu nhân nhìn Lạc tam phu nhân bên người một cái, trong lòng than thở, suy nghĩ tam đệ muội thật lanh lẹ, lập tức biết gió sẽ thổi hướng nào. Tương Nghi ngồi trong phòng viết chữ, đã nhiều ngày nàng không đi tộc học. Lạc đại phu nhân qua đời, dù thế nào nàng cũng phải giả vờ giả vịt, tránh cho người khác ở sau lưng nàng nhàn thoại. Chẳng qua sáng sớm hôm nay phải đưa quan tài Lạc đại phu nhân, Tương Nghi kiên quyết không đi, dù Lạc đại lão gia mắng nàng thế nào, nàng cũng không đi. Thù hận của Lạc đại phu nhân với nàng, một lời khó nói hết, bây giờ nàng không có lòng tốt kia mà đi đưa. Lạc Tương Hồng tội nghiệp nhìn nàng, đại tỷ, tỷ đi một chút đi. Tương Nghi nhìn hắn, lắc đầu một cái, không, ta không thể đi, xưa nay mẫu thân của ngươi không thích ta, nếu biết ta lại đi tống tán nàng, chắc chắn sẽ không an tâm. Lạc Tương Hồng nháy nháy mắt, suy nghĩ lời nói của Tương Nghi một chút, giống như cũng có mấy phần đạo lý. Hắn cũng không khăng khăng nữa, khóc sướt mướt bưng cái chậu đi ra ngoài. Tương Nghi nhìn bóng lưng Lạc Tương Hồn, khẽ thở dài một hơi, đối với biến chuyển mấy ngày nay của Lạc Tương Hồn, quả thực làm nàng không thể tin được. Hắn bỗng nhiên biến thành một đứa trẻ cô độc, thầm nghĩ lệ thuộc vào đến hắn, dáng vẻ kiêu căng phách lối trước kia hoàn toàn biến mất. Nhưng mình không cần quá để ý hắn, hắn còn có nhà ngoại tổ hắn mà, ngay tại Nghiễm Lăng, gia cảnh rất tốt, chắc chắn sẽ không mặc lệ hắn. Cuộc sống của mình thảm quá hắn rất nhiều, ông ngoại và cậu ở Hoa Dương, có ai lợi hại như Cao Triệu phố Đông Nghiễm Lăng. Huống chi nàng nhìn Cao lão phu nhân bảo Chu Tri phủ viết bản án, rõ ràng có ý nghĩ muốn tính toán thay cháu ngoại. Đồ cưới Lạc đại phu nhân rơi vào trong tay Lạc đại lão gia, nhất định là dùng bánh bao thịt nuôi chó, đừng mơ tưởng lại nhả ra, đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu sẽ dùng trên người Lạc Tương Hồn. Giờ Cao gia cầm đồ cưới về, thứ nhất là bảo quản thay Lạc Tương Hồn, lại nói cũng để cho Lạc đại lão gia có chỗ kiêng kỵ, không thể để cho người vợ thứ ba ngược đãi Lạc Tương Hồn. Cao gia đối với cháu ngoại của mình, cũng coi là quan tâm đầy đủ rồi, cho nên mình cũng không cần thiết lo lắng thay Lạc Tương Hồn, giờ chuyện quan trọng nhất là suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi Lạc gia. Tương Nghi dừng bút, nhìn một hàng chữ viết xinh đẹp trên giấy, vẻ mặt hơi hoảng hốt. Nhị phu nhân, tam phu nhân. Liên Kiều cười ở cửa kêu một câu. Tương Nghi ngẩng đầu lên nhìn, Lạc nhị phu nhân và Lạc tam phu nhân mặc xiêm y màu trắng đứng ở cửa, hai người đều có khuôn mặt tròn, giống như tỷ muội. Sao hai vị thẩm nương lại đến nơi này của ta rồi? Tương Nghi cười đứng dậy nghênh đón, mấy ngày nay, hai vị thẩm nương cực khổ. Khổ cực thì không có, chỉ là buổi tối không ngủ được. Bên lỗ tai luôn là tiếng vang sao sao đã đã. Lạc nhị phu nhân vẫn cay nghiệt như cũ, ai, sao lại không vượt qua nửa tháng 7, đi bên kia cũng thật là vừa nóng vừa náo. Lạc tam phu nhân vội vàng chặn lại lời của nàng, nhị tẩu, người chết nhập thổ vi an, đừng nói những lời có không có này. Trong lòng Tương Nghi âm thầm than thở, nếu so sánh lại. Tam thẩm nương tốt quá nhị thẩm nương phải nhiều, ít nhất không đến mức không có đầu óc như vậy. Lạc đại phu nhân đã chết, cần gì phải lấy roi đánh thi thể nàng, như vậy có thể có ích lợi gì. Nàng dời một chút vào trong phòng, hai vị thẩm nương mau mau ngồi, chẳng qua là chỗ Tương Nghi đơn sơ, chỉ sợ thẩm nương ngồi không thoải mái. Làm sao lại đơn sơ chứ? Chỗ này của ngươi bây giờ hẳn là chỗ thoải mái nhất Lạc phủ. Lạc nhị phu nhân cười híp mắt, nhìn khắp nơi một chút, thấy ngọn đèn lưu ly tú cầu treo ở mép giường kia, đèn lưu ly tú cầu kia, nghe nói tới 50 lượng bạc lận đó. Tương Nghi cười nhẹ, đó chỉ là đồ chơi nhỏ người ta đưa thôi, chẳng lẽ thẩm nương cũng để mắt sao? Vậy cũng phải xem người đưa mới được. Lạc nhị phu nhân thở dài, ngươi nhìn đám con của ta. Không có ai tặng đồ, con người này quả nhiên phải xinh đẹp mới được người thích. Tương Nghi nghe lời này càng không giống, cúi đầu, chỉ lẳng lặng nhìn giày thêu của mình. Lạc tam phu nhân nhìn dáng vẻ kia, rất sợ Lạc nhị phu nhân không biết nói chuyện đắc tội Tương Nghi, nhanh chóng giảng hòa, cháu gái Tương quần sinh mỹ mạo như vậy, ngươi còn chê nàng. Ta thấy ước chừng phải thắng nhị tẩu mấy phần. Nàng rất giống ta lúc còn trẻ. Lạc nhị phu nhân tuét miệng cười, giống như một con ếch lẩm bẩm nói. Liên Kiều đưa nước trà lên, hai vị phu nhân nếm thử lá trà nơi này của chúng ta, cũng biết cô nương chúng ta sống qua ngày thế nào. Nếu nói người có tiền trong phủ này, người đầu tiên là nhị phu nhân rồi.
Nghe nói bạc ép Trương cũng không ít. Thấy Lạc nhị phu nhân làm hại cô nương mình. Trong lòng Liên Kiều không cam lòng, dứt khoát thốt ra lời ngăn nàng, Lạc nhị phu nhân giận đến mặt đỏ lên. Liên Kiều, qua đứng bên cạnh, không nói lời nào không có ai nói ngươi câm. Tương Nghi cười nhìn Liên Kiều một cái, lải nhải với nàng, Liên Kiều hiểu ý, ổng ẹo người vung tay đi ra ngoài, không phải ra nói thật sao. Trong phủ này ai có thể so với nhị phu nhân? Lạc nhị phu nhân bị Liên Kiều soi mói gốc gác, trong lòng vô cùng không thoải mái, ngồi ở đó cầm chung trà uống một hớp, chỉ cảm thấy trong miệng đắng ngắt, cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy lá trà kia màu sắc cũ kỹ, mấy lá cây thật là lớn lơ lửng trên nước trà, còn có mấy lá trà lung lay chìm từ trên xuống dưới. Tương Nghi cháu gái, thường ngày ngươi uống trà này. Lạc nhị phu nhân cầm chung trà cho Tương Nghi nhìn, nha hoàn kia của ngươi. Sao lại pha cho ta loại trà này? Tương Nghi nhìn chén trà kia một cái, biết Liên Kiều cố ý động tay động chân, nhưng nàng cũng không thể nói toạc, chỉ có thể gật đầu, thường ngày ta uống đúng là loại này. Trà này nhất định là lấy từ trong phòng người làm ra, ngày thường trà mình uống, tinh tế quá cái này rất nhiều, nha hoàng Liên Kiều này thật là lợi hại, lại dùng thứ này chiêu đãi hai vị thẩm nương. Ai, Tương Nghi cháu gái sống thật không như ý. Lạc Tam phu nhân than thở nói, quay về ta để cho nha hoàng đưa một hộp trà ngon tới, sau này có chuyện gì khó xử, tới chỗ Tam thẩm nương. Hôm nay là thế nào? Chẳng qua là Tương Nghi buồn bực, vì sao Lạc Tam phu nhân bỗng nhiên hào phóng như vậy? Lạc Tam phu nhân và Lạc nhị phu nhân bảy kéo tám kéo nói vài lời. Ngồi chừng nửa canh giờ, lúc này mới hài lòng cáo từ ra ngoài, Liên Kiều từ bên ngoài đi vào dọn chung trà, cúi đầu nhìn một cái, hì hì cười một tiếng, loại trà này, thiệt thòi hai vị phu nhân cũng uống xuống được. Phương Tẩu cười một tiếng, còn không phải tốn nước miếng nói chuyện, dù sao cũng phải bổ sung nước một chút. Tương Nghi cầm khăn nói, Tần ma ma. Phương Tẩu, sao ta thấy hai vị thẩm nương tới thì hơi sợ hết hồn hết vía, chỉ sợ các nàng không có chuyện gì tốt. Bây giờ người có tiền nhất trong phủ này, cũng coi là cô nương, các nàng tới đây cũng là nhân chi thường tình. Phương Tẩu vừa giúp Liên Kiều thu dọn đồ đạc, vừa thản nhiên nói, các nàng tới cọ lợi ích, cô nương quản tốt bạc và cửa hàng của mình là được. Tiện nghi nhỏ hai ba lượng bạc, chiếm đi thì thôi, trên mấy chục trăm lượng, vậy thì đừng mơ tưởng. Phương Tẩu, ngươi cũng quá rộng rãi rồi. Liên Kiều không chịu lắc đầu, ta nói, hai ba đồng tiền thì cho các nàng cọ xác đi, trên 10 văn cũng không đồng ý. Tương Nghi nghe Liên Kiều nói thì cười, sao lại hẹp hòi như vậy rồi, như người chưa từng thấy tiền vậy. Ngươi yên tâm. Đồ của ta sẽ cầm chặt, không cho các nàng chiếm tiện nghi. Lạc Tam phu nhân về viện mình, Lạc Tam lão gia đang ở cửa nhìn, thấy nàng đạp cửa đi vào, vội vàng lôi nàng vào nội thất, đóng cửa một cái, tay rung lên, cầm, lấy được rồi. Nghe được câu này, Lạc Tam phu nhân vui vẻ đến mặt đều là ý cười, lấy được rồi. Có bao nhiêu bạc? Lạc Tam lão gia móc từ trong túi tay áo ra mấy tấm ngân phiếu, Lạc Tam phu nhân cuống quýt đoạt vào trong tay, liếc hắn một cái, ngươi làm sao vậy? Tùy tùy tiện tiện chứa trong túi tay áo, cũng không rơi mất. Không rơi, không rơi, ta một mực lấy tay siết tay áo. Lạc Tam lão gia cuống quýt đến gần, trong cơ quan ngầm kia lại có 5 vạn lượng bạc. Cái gì? 5 vạn. Lạc Tam phu nhân cầm ngân phiếu nhìn nhìn, thật sự chỉ có 5 vạn, nàng hơi hơi thất vọng, sao chỉ 5 vạn lượng bạc? Lạc Tam lão gia cười nói, 5 vạn lượng bạc rất nhiều. Ngươi thì biết cái gì? Lạc Tam phu nhân cầm ngân phiếu, cầm trong tay siết thật chặt, mẫu thân lo việc nhà nhiều năm như vậy, sao chỉ có 5 vạn lượng ngân phiếu? Chắc chắn tất cả đều tiêu xài cho đại ca thăng quan. Hừ. Ngay cả đại điệp nữ kia cũng có 9 vạn lượng bạc rồi, người một nhà chúng ta mới có 5 vạn, cũng quá keo kiệt. Chiếc mảnh nhỏ dùng, cũng đủ rồi. Ngược lại Lạc Tam lão gia rất biết đủ, ra ngoài mua hai cửa hàng, chúng ta từ từ thu tiền thuê, cũng đủ chi phí sinh hoạt trong nhà rồi. Hôm qua Lạc lão phu nhân chờ Lạc Tam phu nhân đi rồi. Đặc biệt dặn dò hắn, trong cơ quan ngầm có 3 tấm khế đếch, chắc chắn phải nắm chặt trong tay mình, đừng thành thật cho vợ mình nắm hết. Lạc Tam lão gia vốn chuyện gì cũng nghe Lạc Tam phu nhân, lần này được Lạc lão phu nhân dặn dò, nhẫn tâm, giấu 3 cửa hàng kia xuống.
Đến lúc đó vạn nhất muốn dùng bạc, vợ mình không chịu ra, mình còn có ba cửa hàng kia. Chờ sau khi con gái lớn lên, cầm một cửa hàng cho nàng làm đồ cưới, cũng coi là một tấm lòng thành làm cha của hắn. Còn có hai cửa hàng, nhìn xem sau này nên xử lý thế nào. Lạc Tam lão gia lần đầu tiên không đối với Lạc Tam phu nhân nói gì nghe nấy, trong lòng hơi hoảng, cố gắng nặn ra một khuôn mặt tươi cười nói chuyện với nàng, sợ bị nhìn ra sơ hở. Toàn bộ tâm tư Lạc Tam phu nhân đều trên 5 vạn lượng bạc kia. Căn bản không chú ý, trề môi nói khẽ đi tới bên hộp trang điểm, mở cơ quan ngầm bên trong ra, bỏ ngân phiếu vào. Cô nương, xảy ra chuyện lớn. Liên Kiều hấp tấp chạy vào, lão phu nhân được thả về. Cái gì? Tương Nghi lấy làm kinh hãi, được thả về. Không phải nên bị nhốt trong đại lao, chờ qua mấy ngày mở tái thẩm, sao trong thời gian hạn chế lại được về. Tương Nghi đứng lên, đi nhanh đến cửa, kéo tay của Liên Kiều hỏi, ngươi có nhìn rõ ràng chưa? Không sai được, nghe nói là quan trong phủ Nghiễm Lăng phái người tới nói lão phu nhân bị bệnh, để cho đại lão gia tạm thời mang bà về, nhưng đại lão gia không muốn, nói vụ án này còn chưa thẩm xong, sao có thể bất chấp quốc pháp, mang phạm nhân về nhà. Tam lão gia nghe thì tức không nhịn nổi, vội vàng cùng tam phu nhân đi vào đại lao nhận lão phu nhân về, giờ đang ở trong viện tam lão gia kia kìa. Liên Kiều nói mà mặt mày hớn hở, nghe nói đại lão gia đã phái người đi tìm tộc trưởng, bảo là muốn chia nhà. Tương Nghi, nga, một tiếng, ở riêng hay không, không có quan hệ gì với nàng, chủ yếu nhất là, nàng muốn mang hung thủ sát hại mẫu thân mình ra công lý. Mặc dù nàng rất khinh bỉ cách làm của Lạc đại lão gia, nhưng nhìn từ góc độ của nàng, tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ qua Lạc lão phu nhân. Sao có thể nhận từ đại lao về? Chẳng lẽ là bệnh lợi hại, Chu Tri phủ sợ bà ta chết trong đại lao, mất mặt khó coi. Chi nhà. Tần ma ma phơi hạt sen bên ngoài nở nụ cười, lão phu nhân còn chưa chết, đã muốn chi nhà, Lạc đại lão gia muốn nguyền rủa mẫu thân hắn chết sớm hả? Liên Kiều ngồi chồm hổm dưới đất bốc vòi hoa sen thay Tần ma ma, ai biết được. Ngược lại hai ngày này đại lão gia vẫn đi lại trong chủ viện, cũng không biết hắn tìm tới thứ đáng tiền gì không. Trong hành lang bày ra quá nửa bên hạt sen, tròn vo lăn trên mặt đất. Hôm qua Tần ma ma mang Liên Kiều ra ngoài hái một đống lớn đài sen về, chúng ta lột hạt sen nấu cháo uống, thanh tâm trừ hỏa, không thể tốt quá rồi. Bây giờ là đầu tháng 8. Lúc này hạt sen đã chín, lại không già, là mùa lấy ăn tốt nhất. Lột xác rồi ăn, tươi non vô cùng, nấu cháo uống, hương thoang thoảng xông vào mũi. Tương Nghi ngồi xuống trên ghế ở cửa, nhìn bọn Tần ma ma bóc hạt sen, trong lòng âm thầm nghĩ, cha tìm tộc trưởng tới chia nhà, chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi gì, Lạc lão phu nhân là người lợi hại như vậy, có thể để con trai nhỏ mình yêu thích nhất bị thua thiệt hả? Lạc gia đã sớm sa sút, tộc trưởng Lạc gia vốn là tổ phụ Tương Nghi, sau đó hắn qua đời, trong tộc đề cử một vị lên. Vị tộc trưởng này tuy nói là tộc trưởng Lạc Thị Nghiễm Lăng, thật ra thì cũng không có nhiều danh vọng lắm. Lạc Thị đã suy thoái, một bộ phận dời đi, còn dư lại trong tình hướng ăn mà không làm, từ từ suy thoái căn cơ nhà giàu, dựa vào vài mẫu ruộng cằn tổ tiên để lại sống qua ngày. Có tiếng là nghèo, cuối năm còn phải đến trong tộc Lạc Thị đòi cứu tế mới có thể mua thịt ăn bữa cơm cuối năm. Vị tộc trưởng này tên là Lạc Tam Thái Gia, là tam thúc Lạc Đại Lão Gia, nhưng thường ngày thấy Lạc đại lão gia, thì như con kiến thấy mật ong mà nịnh hót, hôm nay nghe nói Lạc đại lão gia xin hắn tới chủ trì chia nhà, trong lòng vui vẻ, nhất định là có mở tốt đây. Vội vàng ra lệnh một tiếng. Bốn hạ nhân trong nhà cũng mang theo mong đợi, nhanh chóng lại tới. Lạc đại lão gia nghe nói Lạc tam thái gia tới, vội vàng đến cửa nghênh đón, tam thúc, cực khổ. Đâu có đâu có. Lạc Tam Thái Gia híp mắt ti hí nhìn Lạc Đại Lão Gia, sao lại muốn chia nhà? Chẳng lẽ lão nương ngươi? Hôm qua tri phủ đại nhân phái người tới nói. Mẫu thân của ta bệnh nặng, để cho chúng ta đi đón bà về. Mặt Lạc Đại Lão Gia đầy bi thương, dùng tay áo che nửa mặt, ai, thời gian sống trong đại lao này thật khó khăn. Không phải sao? Lạc Tam Thái Gia cũng thở dài một cái theo, chỗ đó là chỗ người sống hả? Lạc đại lão gia oán hận nói, thật ra thì cũng không phải có cái gì không dễ chịu.
ta dặn dò Chu đại nhân cho mẫu thân của ta một gian đơn độc, còn để cho quá ma ma hầu hạ, chẳng qua là không nghĩ tới tam đệ kia của ta, cố ý đi làm loạn. Vốn là mẫu thân của ta đã thích ứng cơm nước trong đại lao, hắn và vợ hắn lại hầm một con gà đưa vào. Lạc Tam Thái gia nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mặc dù trong lòng có mấy phần khinh bỉ, nhưng vẫn giả bộ ngạc nhiên nói, đưa con gà hầm thì thế nào? Chẳng lẽ bên trong gà kia còn có gì cổ quái? Ai, gà này bên trong có gì đó cổ quái thì ta không biết, chỉ là sau khi mẫu thân ta ăn rồi thì không thoải mái, Chu đại nhân hết sức quan tâm, đặc biệt kêu một đại phu đến đại lao chẩn mạch thay mẫu thân ta, nói là lúc đói bụng ăn thứ nhiều dầu, bạo ẩm bạo thực trướng dạ dày, làm thân thể khó chịu. Dáng vẻ Lạc đại lão gia vô cùng đau đớn, ăn đồ ăn, há có thể là đói nhất thời no nhất thời. Vậy ngược lại cũng đúng. Lạc Tam Thái gia than thở, ai, nếu lão phu nhân bệnh nặng, vậy qua mấy ngày lại chia nhà cũng không muộn. Nhưng tam đệ kia của ta, lại mang mẫu thân vào viện hắn trong sân đi, còn không biết có tham cái gì có, cho nên ta đặc biệt mời tam thúc tới giúp ta chủ trì việc chia nhà này, thừa dịp mẫu thân còn sống, chia cái nhà này ra thật đều đặn trước. Lạc đại lão gia từ từ nhét một hà bao qua, trong này là một chút lòng thành, phí khổ cực tạm thời cho tam thúc. Lạc Tam Thái gia dang rộng mấy ngón tay, tóm hà bao kia vào trong tay, tỉnh rụi bỏ vào trong túi tay áo, khẽ mỉm cười với Lạc đại lão gia, chuyện trong tộc, đương nhiên ta phải quản lý thật tốt, tránh cho giữa huynh đệ các ngươi tổn thương hòa khí. Theo lý thuyết, ba huynh đệ các ngươi cũng không thể chia gia sản đồng đều, phòng lớn chung quy phải chăm sóc nhiều hơn. Lạc đại lão gia thấy Lạc Tam Thái gia thiên vị, trong lòng mừng rỡ, gật đầu liên tục, có thể không phải sao. Mấy ngày nay hắn một mực cho người nhìn chăm chú chủ viện, lại không thấy nhị đệ và tam đệ có cử động dị thường gì, tự hắn đi chủ viện tìm mấy lần. Mấy đại nha hoàn không chịu đưa hộp trang điểm và rương nhỏ bên người Lạc lão phu nhân cho hắn. Có một lần tranh chấp, Thanh La và Lục Nhược kia dứt khoát kêu nha hoàn bà tử trong chủ viện cầm cây gậy và cây chổi tới đuổi hắn. Đại lão gia, mặc dù chúng ta là nô tỳ, nhưng lại là nô tỳ của lão phu nhân, đồ của lão phu nhân cũng giao cho chúng ta quản lý, sau khi bà về chúng ta phải đưa lại cho bà không thiếu một phần. Nếu đại lão gia nhất định muốn cướp đoạt, vậy tụi nô tỳ cũng sẽ không để ý tới thân phận chủ tử của ngươi. Thanh La vừa nói, vừa cầm gậy gõ ầm ầm, mắt liếc ngang nhìn Lạc đại lão gia, trong mắt đều là uy hiếp. Mặc dù Lạc đại lão gia cũng mang theo mấy đầy tớ nhà quan qua, nhưng nhìn 20 bà tử nha hoàng khí thế hung hăng kia, cũng bị hù dọa mất lá gan. Ảo não quay về. Đến viện của mình thì càng nghĩ càng giận, thật hận không thể lôi mấy đại nha hoàng ra, đánh mấy chục đại bản mới được. Cứng rắn không được thì mềm, Lạc lão phu nhân về Lạc gia, mình lập tức tìm tộc trưởng tới chia nhà cho mình, dù thế nào đi nữa, Lạc lão phu nhân cũng chỉ là một phụ nhân, còn có thể không nghe trong tộc an bài. Mình là con trai trưởng Lạc gia. Chia nhà gì đó, dĩ nhiên phải nghiêng về mình rồi. Lạc Tam Thái gia do Lạc đại lão gia dẫn đường, đi vào trong viện Lạc Tam lão gia, còn chưa tới cửa, đã nghe bên trong ồn ào một mảnh, trên đường đối diện có một bà tử mang theo một nam tử 40 mấy đi qua bên này. Trên đầu vai người kia cõng một hòm thuốc, nhìn một thì biết là đại phu. Thế nào? Lạc đại lão gia hoang mang rối loạn nghênh đón, lão phu nhân lại không tốt hả? Bà tử kia liếc hắn một cái, khi lão phu nhân từ trong đại lao về cũng chưa từng tốt qua. Đại lão gia quả thực đáng hận, mình không đi đón lão phu nhân, lại còn thả phong phanh trong Lạc phủ, nói là lão gia và phu nhân nhà mình làm hại lão phu nhân thành dáng vẻ như vậy. Bây giờ lại giả mù sa mưa tới biểu lộ quan tâm. Lạc đại lão gia liếc mắt nhìn Lạc Tam Thái gia, ý vị thâm trường nói, mẫu thân của ta về từ đại lao, một mực ngủ trong viện tam đệ, ngay cả chủ viện cũng không về. Lạc Tam Thái gia gật đầu liên tục, thật là kỳ lạ. Trong lòng bà tử mang đại phu vào viện giận vô cùng. Bên chủ viện Lạc đại lão gia mỗi ngày đi loanh quanh mấy lần kia, sao lão phu nhân có thể an tâm dưỡng bệnh được. Ở nhà lão gia và phu nhân nghênh vào lão phu nhân trong viện mình, nhắm mắt làm ngơ, chỉ muốn tâm trạng lão phu nhân tốt hơn chút, không nghĩ tới lại bị đại lão gia vu hãm như vậy. Nhưng mình chỉ là một người làm, dù thế nào cũng không quản xong chuyện của các lão gia. Bà tử nghiêm mặt mang theo đại phu vào nội thất, tam lão gia, phu nhân,
đại phu tới. Lạc lão phu nhân nằm trên giường, nhắm nửa mắt, thờ ơ vô tình. Gương mặt đó so với lúc vừa mới vào đại lao trông thấy còn gầy đi nhiều, sắc mặt cũng rất khó coi, màu sắc vàng khè, bên trên nổi lên từng cục ban văng tới. Cả căn phòng tràn đầy vị hôi chua khó ngửi, lạc lão phu nhân vừa mới nôn mửa một phen. Loại mùi vị đó quả thực hơi làm người ta buồn nôn. Đại phu đi tới mép giường, đưa tay bắt mạch cho lạc lão phu nhân, dáng vẻ ngưng trọng, bệnh này của lão phu nhân, hơi khó. Lạc tam lão gia nghe thì lấy làm kinh hãi, hoang mang, đại phu, ngươi nhất định phải cứu gia mẫu, dù tốn bao nhiêu bạc cũng phải cứu bà. Nếu là vợ mình không muốn lấy 50 vạn bạc ra, cùng lắm thì bán 3 cửa hàng kia đi, cầm bạc chữa bệnh cho mẫu thân là được. Lạc tam phu nhân ở một bên cúi đầu không nói, trong lòng thầm nghĩ, phu quân của mình quả thực không biết nói chuyện, những đại phu dược đường kia, người người lòng dạ đen tối, nghe thấy những lời này, nhất định sẽ dùng dược liệu quý trọng, còn không biết 5 vạn lượng bạc vừa mới tới tay này có đủ không. Ngân phiếu này cầm còn chưa nóng, đã muốn bay đi, trong lòng lạc tam phu nhân đau đớn, đôi tay nắm thật chặt ống tay áo của mình, cơ hồ nói không ra lời. Lạc tam lão gia, chúng ta qua một bên nói chuyện. Đại phu nhìn lạc lão phu nhân một chút, thấy bà hơi híp mắt lại, biết bà còn tỉnh, không muốn cho bà biết bệnh của mình, kéo lạc tam lão gia muốn đi qua một bên. Không ngờ lạc lão phu nhân lại mở miệng, đứng, cứ nói ở đây, còn sợ ta nghe rồi đi luôn sao. Dưới chân đại phu kia hơi chậm lại, không thể làm gì nhìn lạc lão phu nhân, bệnh này, nhất định phải tĩnh dưỡng thật tốt, đừng quan tâm quá nhiều, ngoại trừ gần đây ăn uống không thích đáng, còn có ưu tư thành bệnh, nếu lão phu nhân không an tâm nghỉ ngơi. Chỉ sợ là khó có thể chịu đựng qua 3 tháng. Nghe lời này, lạc lão phu nhân cười hắc hắc, thân thể của ta biết, đại phu nói 3 tháng, sợ là muốn cho tâm lý ta tốt hơn thôi. Đã nhiều ngày nằm mơ buổi tối, bà nằm mơ thấy Tiền thị đã chết, buổi sáng, toàn thân đều là mồ hôi nhễ nhại. Khoan có đầu nợ có chủ, quả nhiên Tiền thị tìm tới rồi. Lần đầu tiên lạc lão phu nhân nằm mơ thấy Tiền thị, nàng mặc là một bộ xiêm y màu xanh lục thanh thoát, trên đầu cài một cây trâm bích ngọc, hết sức nhẹ nhàng khoan khoái, mặt mũi đoan trang như khi nàng vừa mới đến Lạc gia. Nàng đi từ từ tới, cười một tiếng với lạc lão phu nhân, mấy năm nay mẫu thân khỏe không? Ngươi. Lạc lão phu nhân giật mình nói không ra lời. Trong nội tâm bà biết rất rõ, Tiền thị đã chết rồi, nhưng sao nàng lại xuất hiện trước mặt mình? Bà nhìn xung quanh, muốn tìm quá ma ma và mấy đại nha hoàng hầu hạ, bên người lại không có một bóng người. Mẫu thân, tại sao phải kinh hoảng? Con dâu thỉnh an ngươi. Mặt mày Tiền thị nhu nhu nhược nhược, từ từ tới gần, lạc lão phu nhân càng ngày càng khẩn trương. Hốt hoảng đến mức hoàn toàn nói không ra lời. Gương mặt đó đến gần, bỗng nhiên biến thành một con hổ, mở cái miệng to như chậu máu nhào tới bà, lạc lão phu nhân sợ hãi ta một tiếng, tỉnh lại từ trong mộng, quá ma ma đứng ở mép giường, lo lắng đẩy bà, lão phu nhân, thế nào? Thế nào? Không việc gì. Lạc lão phu nhân đưa tay lau trán. Một tay mồ hôi, ta nằm mơ thấy Tiền thị. Quá ma ma cũng sợ nhảy lên, vội vàng dùng khăn lau mồ hôi thay lạc lão phu nhân. Lão phu nhân chớ suy nghĩ quá nhiều, Tiền thị qua đời 7 năm rồi, đã sớm đầu thai chuyển thế, hồn phách cũng không còn. Mặc dù quá ma ma cố gắng an ủi bà, nhưng trong lòng lạc lão phu nhân vẫn lo lắng bất an. Mấy ngày sau đó liên tục cũng nằm mơ thấy Tiền thị. Có lúc biến thành mãnh thú, có lúc hóa thân trường xà, còn có lúc lại biến thành trưởng tôn nữ Tương Nghi, mở ra 10 ngón tay nhào tới bà. Tinh thần lạc lão phu nhân càng ngày càng yếu đi, khi bà từ đại lao về không dám đi chủ viện, một mực muốn tới ở trong viện lạc tam lão gia, bởi vì lần kia bà tính toán Tiền thị trong chủ viện, bà sợ hãi Tiền thị sẽ chờ trong bà chủ viện. Tiền thị là một người thủ lễ, viện tiểu thúc tử, chung quy nàng sẽ không vào. Nhưng là lạc lão phu nhân tính sai, Tiền thị vẫn rất đúng lúc xuất hiện ở trong mộng của bà. Đây là mình đại hạn đã đến, lạc lão phu nhân hết sức bi ai, mình làm chuyện trái lương tâm kia, luôn có lúc báo ứng, đây là Tiền thị ở cuốn mình đi âm tào địa phủ tính sổ. Đại phu thấy lạc lão phu nhân nói chắc chắn như vậy,
lắc đầu một cái thở dài, Lạc lão phu nhân, chủ yếu ngươi vẫn là suy nghĩ sâu xa lo lắng quá nhiều, phải tĩnh dưỡng nhiều hơn. Lạc Tam lão gia nghe lời này, biết mẫu thân đã vô vọng, toàn thân như nhũn ra, trong mắt chảy lệ. Lạc Tam phu nhân vội vàng đỡ hắn, phu quân, ngươi trấn định nhiều chút. Đại ca tới. Cửa xuất hiện hai bóng người, Lạc Tam thái gia một bước vượt vào trước, đại tẩu, sao ngươi biến thành dáng vẻ như vậy? Lạc lão phu nhân mở mắt thấy người tới là Lạc đại lão gia và Lạc Tam thái gia, trong lòng biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bà cười lạnh một tiếng, quá ma ma, ngươi đi chủ viện bên kêu bọn Thanh La lấy rương tài vật của ta tới. Còn có sổ sách những năm nay cũng đồng thời đưa đến, ta muốn đối chiếu với lão đại thật tốt. Dạ. Quá ma ma đáp một tiếng, bước nhanh ra ngoài, Lạc đại lão gia nghe Lạc lão phu nhân nói, trái tim cuối cùng cũng để xuống, nhưng lại từ từ dâng lên, vì sao mẫu thân sảng khoái như vậy đồng ý kiểm toán? Chẳng lẽ bà đã làm xong chuẩn bị đối phó? Mẫu thân, bây giờ thân thể ngươi không tốt, tạm thời chúng ta đừng nói những chuyện này. Lạc đại lão gia giả mù sa mưa ân cần nói, chờ thân thể ngươi tốt lại kiểm tra cũng không hề gì. Lão đại, ngươi cũng đừng giả dạng với ta, ngay cả tam thúc ngươi cũng kêu qua, chẳng lẽ còn đợi thêm mấy ngày? Rõ ràng đã sớm bố trí xong. Lạc lão phu nhân khoát tay một cái, nghe nói mỗi ngày ngươi ở trong chủ viện của ta mềm mại dây dưa cứng rắn uy hiếp nha hoàng của ta giao những rương kia cho ngươi nhìn. Bây giờ ta để cho bọn họ cũng tới, ngươi ngược lại không cần. Tốt lắm, ta phái một người làm đuổi theo quá ma ma, để cho bà đừng đi. Không không không, nếu mẫu thân lấy đại cuộc làm trọng, con kia cũng không thể không nhận ý tốt của. Lạc đại lão gia cười hết sức miễn cưỡng, vừa vặn hôm nay tam thúc sang đây thăm mẫu thân, không bằng để cho hắn chủ trì chia nhà. Tốt tốt tốt, chia nhà thì liền chia nhà. Lạc lão phu nhân giận đến toàn thân lạnh như băng, mặc dù mình thương yêu con trai nhỏ, nhưng trên người Lạc đại lão gia cũng tốn không ít bạc, thôi quan chính thất phẩm trong phủ Nghiễm Lăng này, còn là mình tốn không ít bạc mới mua tới mũ cánh chuồng trên đỉnh đầu hắn, thật sự là bạc nuôi chó. Lão đại lại là một con bạch nhãn lang. Mình còn buộc Linh Nhi đi nói tốt thay hắn, cho hắn đi làm huyện lệnh, đây thật là. Lạc lão phu nhân cắn răng hối hận không thôi, sớm biết như vậy, không bằng bất kể người ta chỉ trích, làm cho con trai nhỏ được trước, vợ lão tam, ngươi để cho người làm truyền lời ta, gọi các chủ tử trong viện tới nơi này, thương nghị chuyện chia nhà. Trong lòng Lạc tam phu nhân kích động, tranh thủ thời gian để cho bà tử nha hoàng thiếp thân của mình đi ra ngoài truyền lời, nghe nói muốn chia nhà, Lạc nhị phu nhân tranh thủ thời gian để cho người đi tìm Lạc nhị lão gia về, vợ chồng hai người chạy tới thật nhanh, vừa đi vừa vẫn thương lượng, không biết chia nhà có thể mò được cái gì. Không cần phải nói, nhất định là đại ca chiếm nhiều nhất. Lạc nhị phu nhân rất không hài lòng, lại đi kêu tam thúc tới, rõ ràng hai người này đã sớm thông đồng xong. Vậy còn có thể có biện pháp gì? Lạc nhị lão gia thẳng than thở, chúng ta là con vợ lẽ, lại không phải phòng lớn. Lạc nhị phu nhân thẳng dậm chân, tại sao ngươi không sinh ra sớm một năm? Mất thời Lạc nhị lão gia cảm thấy mình á khẩu không trả lời được. Không lời nào để nói. Khi Tương Nghi nhận được tin tức ngược lại cũng không kỳ lạ, cười nhạt, cuối cùng cũng chia nhà. Có thể không? Tần ma ma và Phương Tẩu trao đổi một ánh mắt, gật đầu một cái, chuyện này cũng bực bội lâu như vậy, cuối cùng có thể vạch mặt rồi. Liên Kiều đi theo bên người Tương Nghi, mở to hai mắt hỏi, cái này chia nhà có liên quan gì tới cô nương chúng ta? Tại sao nàng cũng phải đi? Đi tới viện Tam Lão Gia Sơn có một đoạn đường rất dài. Chia nhà theo chúng ta cô nương không có gì hay, chỉ sợ bọn họ còn lấy đồ cưới của mẫu thân cô nương đi. Phương Tẩu cười một tiếng, chúng ta phải lưu tâm một chút. Có ma ma và tẩu tử ở đây, ta an tâm rồi, sao phải sợ bọn hắn nghĩ ra quỷ kế gì? Hơn nữa, không phải ma ma tẩu tử luôn nói muốn ta tìm cơ hội rời khỏi Lạc gia, đây không phải là một cơ hội thật tốt sao? Tương Nghi cười. Nàng còn chỉ mong lúc chia nhà náo loạn lên, vậy mình cũng có cơ hội không liên hệ với Lạc gia, nàng đang rầu không tìm được lý do rời khỏi Lạc gia. Đây không phải buồn ngủ có người đưa gối sao? Cô nương nói cũng đúng. Tần ma ma gật đầu một cái, nếu là bọn họ muốn tính toán lên đầu cô nương, chúng ta vừa vặn cũng đi nhanh, ở chỗ này,
thật là vô cùng khó thở. Liên Kiều nghe thấy thì sáng mắt, thật có thể. Quá tốt. Chủ tớ mấy người một đường thương nghị xong, trong lòng có cân nhắc, lúc này mới bước vào viện Lạc Tam lão gia, tiền viện đã đứng đầy người, thấy Tương Nghi đi vào, nha hoàn bà tử nhường ra một con đường, cho nàng đi vào. Dưới cây lớn trong viện để mấy cái rương. Lạc lão phu nhân bị người nâng ra ngoài, ngồi dưới tàn cây, quá ma ma cần một cây dù giấy dầu ngăn trở mặt trời cho bà, bóng dáng loang lỗ nhảy trên mặt bà. Thanh La và Lục Nhược đang cầm nắm sổ sách báo số, giọng nói trong trẻo, bên cạnh là quản gia tạm thời của Lạc Phủ, cầm bàn tính đùng đùng đánh không ngừng. Đây là đang đại thanh toán đó hả? Tương Nghi hiếu kỳ nhìn mấy cái rương. Xem ra bắt đầu chia nhà rồi. Ánh mắt của nàng từ từ đảo qua, thấy vẻ mặt Lạc lão phu nhân ủ dột, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác sảng khoái, mặc dù Chu Tri Phủ cũng không tuyên án tại chỗ, nhưng Lạc lão phu nhân ở trong đại lao nhiều ngày, cũng đủ cho bà ta chịu đựng. Mới vừa vào, nghe nha hoàng bà tử nhỏ giọng nghị luận, đại phu mời tới chỉ nói lão phu nhân bệnh không được. Tĩnh tâm nghỉ ngơi có lẽ có thể qua 3 tháng, nếu vẫn lo lắng, chỉ sợ là nửa tháng cũng khó khăn. Tương Nghi hơi tiếc nuối, thứ người như vậy, chẳng lẽ không đáng chết trên pháp trường sao? Mẫu thân là Lạc lão phu nhân hại chết, trên người bà ta đeo nợ máu, phải dùng máu trả. Chu Tri Phủ lại đưa bà về Lạc Phủ, không nói rõ bao che bà, để cho bà ở trong phủ tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Quan trường này quả nhiên hắc ám, quan lại bao che cho nhau, người nhỏ sức nhỏ, sao có thể đấu thắng những thứ người âm hiểm kia. Ánh mắt Tương Nghi nhìn chăm chú vào Lạc lão phu nhân, phẫn hận chồng chất, thật hận không thể cầm cây đao trong tay đưa đâm bà ta thủng mấy lỗ. Lạc lão phu nhân vốn là nghiêng tai nghe kết toán, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt sắc bén rơi trên người mình. Xoay mặt đưa qua nhìn, thấy Tương Nghi đang nhìn chòng chọc vào mình, trong tròng mắt có hận ý thật sâu, không khỏi run lập cập. Cặp mắt kia của nàng, giống tiền thị đã chết biết bao. Chỉ là tiền thị luôn nhu nhu nhược nhược, mà nữ nhi của nàng lại thêm mấy phần mạnh mẽ cứng rắn và bất khuất. Lạc lão phu nhân thất thần một trận, đột nhiên hơi nhút nhát. Tương Nghi đứng đó nhìn thật lâu, phản phất chồng lên tiền thị trong mộng kia, nàng cũng mặc xiêm y màu xanh lục, mặt mũi tương tự như vậy. Lạc lão phu nhân che ngực, đột nhiên cảm thấy có mấy phần không thở nổi. Qua một lúc lâu, những sổ sách đó sổ ghi chép rồi tính kết dư ra, tổng cộng còn lại 36.000 lượng bạc. Lạc đại lão gia nghe một chút. Nhất thời trắng mặt, thế nào chỉ có 36.000 lượng bạc? Sao có thể? Lạc nhị lão gia cũng hơi nghi ngờ, mẫu thân, Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Lạc gia ta qua nhiều năm như thế. Chỉ có 36.000 lượng bạc. Thật giống như ít quá. Mẫu thân có thể còn 36.000 đã không tệ, các ngươi không phải không biết Lạc gia chúng ta khi đó đổ nát thành dạng gì. Nếu không phải đại tẩu mang theo nhiều đồ cưới như vậy tới, sợ rằng ăn cơm cũng khó khăn. Lạc tam lão gia hơi khẩn trương, sợ chuyện mình cầm bạc và cửa hàng bị đại ca nhị ca tra ra, hai lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tổ tiên Lạc gia là từng có cửa hàng, chỉ tiếc bị các ngươi đời cha và tổ phụ bán sạch sẽ, chẳng lẽ chuyện này các ngươi không biết? Lạc lão phu nhân nhìn hai con trai mặt đầy không tin kia. Trong lòng đau đớn. Năm đó, bà liều mạng cũng không cách nào ngăn cản Lạc lão thái gia bán cửa hàng bán đất bài bạc uống rượu, mắt thấy gia sản trong nhà một chút không còn, mới đánh chủ ý lên đồ cưới con dâu, tự mình cõng án mạng giết người lên người, mới có thể nuôi một đại gia đình như vậy. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị hai đứa con trai hoài nghi. Lạc lão phu nhân giận đến sắp không ra. Mặt trời từ từ lên cao, lá cây trong sân bị ánh mặt trời phơi từ từ gục xuống, lộ ra từng đạo khe hở, ánh mặt trời xuyên qua khe hở, lấm tấm toát ra trên mặt đất, phản phất cẩm đoạn màu sắc sặc sỡ. Tương Nghi buông mắt đứng đó, trong lòng âm thầm cười lạnh, bây giờ còn chưa tới phiên họ chú ý nàng. Vì sao Lạc phủ này chỉ còn lại 36.000 lượng bạc, đây mới là chỗ cần chú ý nhất. Lạc lão phu nhân nuốt đồ cưới mẫu thân nàng, nắm trong tay 7 năm, tuy nói đã ói ra 9 vạn lượng bạc, nhưng nàng luôn cảm thấy còn chưa hết. Lạc đại phu nhân có mười mấy cửa hàng ở trong tay bà, hơn 20 vạn chắc cũng có, sao chỉ có hơn 3 vạn còn dư lại hả? Cho dù Lạc phủ hàng năm tiêu xài nhiều,
nhiều nhất cũng chỉ có 1-2 vạn lượng bạc là cao nhất, sao còn có sổ sách sắp tới 10 vạn lượng bạc, khó trách Lạc đại lão gia và Lạc nhị lão gia sẽ không tin. Tương Nghi đứng đó, cười lạnh một tiếng, nàng tạm thời buông tay xem náo nhiệt trước, xem chó cắn chó một miệng lông kia sẽ trở thành hình dáng gì. Mẫu thân. Mặc dù nói Lạc gia chẳng như ý bằng lúc trước, nhưng dù thế nào cũng không thành, chỉ còn lại 36.000 lượng bạc, dù thế nào ta cũng không tin. Lạc đại lão gia hầm hừ nói, hay là ngươi tự mình để dành lại, chuẩn bị cho lão tam. Lạc tam lão gia ở bên cạnh run lên, gương mặt trắng bệch, trong lòng thầm nghĩ may mắn. Lạc lão phu nhân vừa về, liền dặn dò hắn cùng với Lạc tam phu nhân, muốn bọn họ đặt đồ đạc của mình vào vị trí thích đáng, đặt Lạc gia sẽ không thế yên ổn, dù thế nào cũng phải chờ chia nhà xong lấy ra hai người từ từ hưởng dụng. Lạc tam lão gia nghĩ tới nghĩ lui, chuẩn bị đặt tại nhà vợ, Lạc tam phu nhân lại ngăn cản hắn, để vào nhà mẫu thân ta, chỉ sợ sẽ có đi mà không có về. Còn không bằng đưa vào tiền trang hối thông, cho ít bạc bảo quản là được, chờ chia nhà lại lấy ra. Cũng là nàng nghĩ chu đáo, bạc bảo quản thì bạc bảo quản, bỏ số tiền lẻ giữ được số tiền lớn. Lạc tam lão gia vội vàng nhận ngân phiếu 5 vạn lượng, chạy đi tiền trang hối thông, tốn 100 lạng bạc ròng, ủy thác bảo quản một tháng. Thấy trưởng quỹ để ngân phiếu và khế đất nhận vào trong hộp, Lạc tam lão gia run lập cập, để một tháng mất 100 lượng, tiền trang hối thông này là đang giựt tiền hả? Trưởng quỹ thấy thịt trên mặt Lạc tam lão gia căng chặt, cười an ủi hắn, Lạc tam gia, ngươi yên tâm, tiền trang chúng ta rất uy tín, tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện ngươi gửi ngân phiếu. Lạc tam lão gia nghĩ một chút, dù sao cũng hơn đặt trong nhà, bị đại ca nhị ca đào sâu 3 thước lấy đi mất, trên mặt mới thư giãn hơn. Bây giờ nghe thấy Lạc đại lão gia nói như vậy, càng cảm giác mình bỏ tiền xứng đáng, trái tim nhảy lên 2 cái, bình tĩnh lại. Lạc lão phu nhân không chút hoang mang nói với quá ma ma, mở rương, cho 3 vị lão gia nhìn một chút, cuối cùng còn lại bao nhiêu bạc. Quá ma ma mở những rương hộp kia ra, trong cái rương tất cả đều là xiêm y bằng da, trong cái rương nhỏ có đủ loại đồ trang sức, còn có một tờ ngân phiếu gấp lại. Lạc lão phu nhân cầm ngân phiếu trong tay chỉnh lại một chút, lão đại lão nhị, các ngươi đừng có càn quấy, sổ sách của ta rất rõ ràng, chẳng lẽ còn giả được sao? Các ngươi không quản gia không biết củi gạo dầu muối đắt thế nào? Chi tiêu của Lạc phủ này, hàng năm ít nhất phải không dưới 2 vạn, những năm qua, từ khi vợ lão đại vào cửa, tự các ngươi nghĩ một chút, cầm bao nhiêu bạc đi lấp lỗ thủng này? Trong lòng Tương Nghi cả kinh, nếu là tính từ lúc mẫu thân mình vào cửa, còn phải có hơn 3 năm 4 năm, 6 vạn lượng bạc này lại là ở đâu tới? Khó trách, khó trách, trên trán nàng ra một tầng mồ hôi hột dày đặc. Khó trách Lạc lão phu nhân phải hạ thủ với mẫu thân, khi đó Lạc gia đã đến thời kỳ giáp hạt, bà nhất định phải có gia sản ủng hộ Lạc gia, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể có chủ ý âm độc như vậy. Nuốt đồ cưới mẫu thân, lại một khoản đồ cưới của Lạc đại phu nhân, cứ như vậy, cuối cùng là có thể thở phào một cái. Không chỉ có thể nuôi một đại gia đình này, còn có thể để giành được dư bạc thừa ra. Tương Nghi nhìn Lạc lão phu nhân, thấy thần sắc bà ốm yếu, sớm đã không có khí thế trước kia, trong lòng vừa phẫn hận, lại vừa thấy bà đáng thương. Cả đời thay Lạc gia tính toán chi ly, còn không tiếc hạ độc thủ hại người, nhưng đến cuối cùng, ai sẽ thương tiếc bà? Mấy đứa con trai đều hùng hổ dọa người hỏi bà đòi bạc. Tương Nghi nhìn khuôn mặt Lạc lão phu nhân như tro tàn, đột nhiên cảm thấy bà không chết đến trong đại lao, mà bị con trai tức chết, đây là một trừng phạt tốt hơn. Không, không thể nào, tuyệt đối không thể. Lạc đại lão gia kêu kêu lên, vợ ta bỏ chừng 10 cửa hàng trong tay ngươi, mẫu thân, hàng năm không nói ít, 3 vạn lượng bạc chung quy đủ. 7 năm qua, sao chỉ có còn thừa lại 3 vạn 6 ngàn? Ngươi nói ra để cho người bên cạnh phân xử thử, ai sẽ tin tưởng? Chức thôi quan này của ngươi, chẳng lẽ không tốn bạc? Lạc lão phu nhân cười lạnh 2 tiếng, nếu ngươi thành tài hơn chút, cũng không nhiều bạc lãng phí của ta như vậy, hàng năm ta đút lót cho ngươi, chung quy không ít hơn 1 vạn lượng. Hóa ra mũ cánh chuồng này của đại ca ngươi lại đắt như vậy. Cặp mắt Lạc nhị lão gia đỏ lên, một đấm vung qua, ngươi cũng tốn rồi nhiều như vậy bạc rồi, còn muốn tới chia gia sản. Đừng mơ tưởng. Lạc đại lão gia không kịp chuẩn bị bị đánh một đấm,
trước mắt mắt nổ đong đóm một trận, hắn đứng ở nơi đó dụi dụi mắt, thật vất vả thấy rõ miệng mắt Lạc Nhị lão gia kia. Quả đấm Lạc Nhị lão gia bên này lại huy tới. Lạc đại lão gia vội vàng nghiêng đầu một cái mũ rơi xuống đất. Bọn hạ nhân nhanh chóng tiến lên ôm lấy Lạc Nhị lão gia, "Nhị lão gia, có lời gì thì nói, cần gì phải đánh?" Ngón tay Lạc Nhị lão gia run rẩy, chỉ Lạc đại lão gia nói, "Ta không đánh hắn thì đánh ai? Tốn nhiều bạc trong nhà như vậy. Đến cuối cùng chỉ còn lại 36.000. 36.000. Lạc Nhị lão gia đấm ngực dậm chân, nước mắt cũng sắp chảy ra, hắn vốn tưởng rằng dầu gì trong nhà cũng nên có hơn 100.000 lượng bạc, cho dù là vợ lẽ, đưa tới tay cũng không kém 30.000, cầm đi cho vay nặng lãi, lợi tức không cao tự nhiên sẽ có người tới mượn, chỉ cần 2 năm là có thể kiếm được nhiều lần. Nhưng bây giờ, tổng cộng mới hơn 30.000 bạc, có thể làm chuyện gì? Chi tiêu trong một viện, chủ tử bọn hạ nhân tiêu xài, một tháng không 1.000 lượng thì không đủ. Mẫu thân, nếu đã tốn nhiều bạc như vậy rồi trên người đại ca rồi, vậy hắn không thể lấy thêm bạc, 36.000 này, ta và tam đệ mỗi người một nửa. Lạc Nhị lão gia quay mặt lại. Phát thèm nhìn ngân phiếu trong tay Lạc lão phu nhân, có thể vớt một chút thì là một chút, lão tam là người trên đầu quả tim của Lạc lão phu nhân, mình chủ động hạ thấp tư thái một chút, nói chia đều với hắn, trong lòng Lạc lão phu nhân sẽ vui vẻ, dĩ nhiên là sẽ đồng ý chia một nửa cho mình. Lạc Nhị phu nhân đứng bên cạnh ý vị lẩm bẩm, vợ lẽ với tam phòng sao có thể như thế? Chúng ta cầm 24.000, tam phòng cầm 12.000 là được. Dầu gì phu quân mình lớn hơn tiểu thúc tử vài tuổi, dù sao phải dính chút ánh sáng mới được. Lạc lão phu nhân sầm mặt lại, sắc mặt bà vốn cũng không tốt, trầm xuống như vậy, thì càng đen hơn một chút, chuyện còn có cái gì không giống. Môi hở răng lạnh, vợ lẽ tam phòng chia đều là vâng. Đối với Lạc đại lão gia, bà ghét cay ghét đắng, đứa con bất hiếu này, vọng tưởng đưa nàng đưa đến trong đại lao đi, nàng một cái nhiều tiền cũng không muốn cho nàng. Mẫu thân, sao ngươi có thể thiên vị như vậy? Sao có thể để lại bạc cho nhị đệ tam đệ? Lạc đại lão gia thở hổn hển, nếu là cái gì cũng không chia cho hắn, vậy hắn ăn cái gì mặc cái gì? Thân thể hắn lung lay, thiếu chút nữa té xuống đất. Chức thôi quan của ngươi, là ta bỏ bạc mua về cho ngươi, hơn nữa ta cũng nhờ cậy Dương lão phu nhân, bà nói đã giúp ngươi mưu tốt chức vị huyện lệnh rồi, cái này chẳng lẽ không thể so với cho lão nhị lão tam sao? Nếu ngươi thấy không được tốt, vậy thì đổi một chút, để cho lão nhị và lão tam đi làm huyện lệnh là được. Lạc lão phu nhân liếc mắt nhìn Lạc đại lão gia, bổng lộc thôi quan này của ngươi cũng không ít bạc. Phân tán người làm, chỉ lại một người, mỗi tháng tiết kiệm, đại khái có thể đối phó được. Lạc Nhị lão gia và Lạc Tam lão gia cũng gật đầu, mẫu thân nói phải. Mấy vị thiếu gia tiểu thư Lạc gia nhìn Lạc Tương Nghi và Lạc Tương Hồn bên này cười hắc hắc, sau này các ngươi sẽ không người hầu hạ. Lạc Tương Hồn đứng bên cạnh Tương Nghi. Nghe lời này hơi sợ hãi, nhìn bà Vũ đứng bên người đích, thấp giọng nói, ma ma, ngươi sẽ không đi chứ. Bà Vũ ôm Lạc Tương Hồn, dán mặt hắn. Nếu có thể tiếp tục cầm nguyệt ngân, mama sẽ không đi. Lạc Tương Hồn qua một tiếng khóc trống lên, ta không để cho ngươi đi, không để cho ngươi đi. Tiếng khóc này hết sức thê thảm, như muốn làm rơi lá cây trên đỉnh đầu cho xuống người ở chỗ này nghe cũng chua xót lòng. Lạc Nhị phu nhân lại tuét miệng cười nói, Tương Hồn, ngươi có thể đi nhà ngoại tổ ngươi ở, cơm ngon áo đẹp, dù sao cũng tốt hơn đi theo cha ngươi. Lạc đại lão gia giận đến thở dốc, nhìn Lạc Tam Thái Gia ở một bên nồng nhiệt xem kịch vui, trên mặt nổi nóng, tộc trưởng, vậy ngươi tới phân xử thử, cái nhà này, nên chia thế nào? Lạc Tam lão gia không đề phòng bị nêu tên. Bị sặc ho khan một trận, thật lâu mới yên tĩnh trở lại, sờ râu một cái, ho khan một cái này, cái này. Cái này hả? Lạc lão phu nhân cười lạnh một tiếng, thận hành à, ngược lại ngươi càng ngày càng có tiền đồ. Còn muốn dùng tam thúc ngươi tới dọa ta. Hắn là tộc trưởng không giả, nhưng ta có từng yêu cầu gì với hắn? Chẳng lẽ Lạc thì còn có thứ đáng giá gì cho ta thương nhớ? Lạc lão phu nhân che ngực ho khan một tiếng, lão tam. Nếu ngươi dám dính vào chuyện này, sau khi ta qua đời bảo đảm người thứ nhất ta kéo xuống đất là ngươi. Nhìn gương mặt xám trắng của Lạc lão phu nhân,
Lạc Tam Thái Gia có hơi do dự, từ từ lui một bước về sau, nhẹ nhàng khuyên Lạc Đại Lão Gia, hai huynh đệ ngươi nói cũng không sai, dù sao ngươi cũng đã chiếm nhiều tiện nghi như vậy, nào có thể chiếm hết lợi lộc chứ. Nên để cho của bọn hắn nhiều chút. Sau này ngươi sẽ đi làm huyện Thái Gia, còn sợ đến lúc đó không có bạc. Lạc Tam Thái Gia khuyên mấy câu rồi đi qua một bên, ý là hắn không quan tâm chuyện này nữa. Lạc Đại Lão Gia giận đến thở hổn hển, lại không có một chút biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Lão Phu Nhân cầm tờ ngân phiếu kia lên, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Sắc trời đột nhiên tối sầm lại, phảng phất như mưa, mặt trời trong nháy mắt mất bóng, trên đỉnh đầu một tầng mây thật dày, âm u, giống như sợi bông lâu năm trên giường. Tương Nghi lẳng lặng đứng đó, đánh giá sắc mặt khác nhau của người trong viện, thầm nghĩ trong lòng, đúng là yêu quái khắp nơi đều có, trong vườn Lạc Gia ẩn giấu cả một ổ lớn. Nhìn của dáng vẻ bây giờ bọn họ, quả thực buồn cười, giống như chó giành xương vậy, cho dù bên trên xương kia đã không có thịt gì, vẫn giành vui sướng như vậy. Nhìn Lạc Đại Lão Gia không lấy được bạc, còn không biết Lạc Lão Phu Nhân sẽ chia cái vườn này thế nào. Tương Nghi cảm thấy kết quả này rất có ý tứ, nếu phòng lớn không lấy được nhiều đồ như con vợ lẽ và tam phòng. Chuyện này nói ra cũng thật là một trò cười, Lạc Đại Lão Gia sẽ được người nói xấu sau lưng rồi. Quả nhiên, tính toán trong lòng Lạc Lão Phu Nhân thật giống với Tương Nghi, 36.000 lượng bạc phân đều cho Lạc Nhị Lão Gia và Lạc Tam Lão Gia, chia vườn bình thường thành 3 phần, 3 con trai mỗi người một địa bàn, chờ ngày mai kêu người tới sửa chữa tường viện. Coi như chính thức chia nhà. Về phần ta, ở cùng với Lão Tam trụ, ta biết các ngươi khổ cực, ta cũng thiệt thòi chút, mỗi người các ngươi hàng năm cho ta tiền nuôi dưỡng 1.000 lượng bạc là được. Mí mắt Lạc Lão Phu Nhân cũng không nhấc một chút, nói hết sức dễ nghe, Lão Đại Lão Nhị, hai người các ngươi đừng có đen mặt như vậy, 1.000 lượng bạc đủ làm gì. Đi Kim Ngọc Phường mua đồ trang sức cốt một chút cũng chỉ vừa đỉ. Ta đây là lo nghĩ cho các ngươi mới chỉ muốn ít bạc như vậy, nếu không một năm 2-3.000 thì thế nào. Lạc Đại Lão Gia giận đến toàn thân run rẩy. Quả thực mẫu thân có kế hay, chuyện này chẳng phải muốn mình và nhị đệ dung bạc nuôi cả nhà tam đệ sao? Một món đồ trang sức cốt cần hơn 1.000 lượng bạc không giả, nhưng tuổi mẫu thân như vậy, còn mua đồ trang sức gì? Rõ ràng là giữ lại cho lão tam. Nghĩ tới đây. Trong lòng Lạc Đại Lão Gia càng phát điên, thấy quản sự bên cạnh cúi đầu viết khế thư chia nhà, sải bước đi qua, đưa tay chộp lấy tờ giấy kia. Lão đại, ngươi muốn làm gì? Lạc Lão Phu Nhân cả kinh, chợt đứng lên từ trên ghế, choáng váng đầu một hồi lâu, không đứng vững gót chân, lại lao thẳng tới trước té xuống. Ta muốn làm gì? Khế thư chia nhà không công bằng như vậy. Tự nhiên ta muốn xé nó viết lần nữa. Đôi mắt Lạc Đại Lão Gia, đỏ chẳng khác gì con thỏ không thấy được tròng mắt trắng. Cánh ngươi cứng cáp rồi, dám không nghe lời của ta. Lạc Lão Phu Nhân xoa xoa ngực. Lúc này mới nặng nề thở một hơi, hừ, con bất hiếu, ta đã sớm viết xong mấy phong thư, nếu là ngươi dám xé khế thư chia nhà này, ta sẽ để cho người gửi thư này đến trong kinh thành. Một phong cho Dương Lão Phu Nhân, một phong cho Lại Bộ. Lạc Đại Lão Gia chuyển sắc mặt, mẫu thân, ngươi viết thư làm chi? Thôi quan này của ngươi, là ta dùng bạc lấy tới, ta có thể dìu ngươi lên, cũng có thể kéo ngươi xuống. Một con trai không hiếu thuận, đức hạnh kém cỏi, chẳng lẽ còn có thể làm quan to? Lạc Lão Phu Nhân nhìn Lạc Đại Lão Gia chậm rãi cười một tiếng, ngươi có còn muốn giữ được mũ cánh chuồng của ngươi không? Khế thư cầm trong tay, chỉ cần nhẹ dùng sức một chút là có thể xé tờ giấy thật mỏng kia thành hai mảnh, nhưng Lạc Đại Lão Gia bỗng nhiên mất sức, hắn nhìn Lạc Lão Phu Nhân một cái, thấy bà sắc mặt lạnh lùng, hơi nhút nhát, hai tay nắm lấy giấy rồi, lại chậm chạp không dung sóc 71. Đại ca, ngươi thật đúng là bất hiếu, ngay cả lời của mẫu thân cũng dám không nghe. Từ cửa truyền tới một tiếng nổi giận. Mọi người xoay mặt qua, lại thấy Dương Nhị Phu Nhân mang người đứng ở đó, nổi giận đùng đùng. Dương Nhị Phu Nhân đi nhanh đến trước mặt Lạc Lão Phu Nhân, không người thi lễ một cái, mẫu thân, Linh Nhi về trễ. Lạc Lão Phu Nhân gật đầu một cái, không muộn, vừa vặn là lúc này. Lạc Tam Thái Gia thấy Dương Nhị Phu Nhân tới. Càng là kiên định chuyển về phía Lạc Lão Phu Nhân,
hắn không đắc tội nổi Dương gia. Cười bu lại, cháu gái hôm nay về hả? Tam thúc, nếu đã kinh động ngươi, xin ngươi hãy làm chứng, đại ca ta nghĩ muốn chia nhà như vậy, vậy thì chia, chẳng qua là nghe lời của mẫu thân ta, bà muốn chia thế nào thì chia thế ấy. Vẻ mặt Dương nhị phu nhân đầy giận dữ, đại ca. Ngươi còn là con người sao? Trên công đường ngươi đồng ý với ta, nói sẽ phái người chăm sóc mẫu thân, kết quả lúc ta phái người đi xem. Dương nhị phu nhân giận đến đỏ bừng mặt, cũng sắp nói không ra lời. Khi nàng đi thăm tù, phát hiện tinh thần mẫu thân không bằng lúc trước, hỏi tình huống một chút, mới biết hóa ra đại ca căn bản cũng không có sai người chăm sóc mẫu thân. Cơm nước mỗi ngày kém tới cực điểm, nếu không phải tam đệ và em dâu ngươi còn băn khoăn ta, ta đây mỗi ngày chỉ có thể nuốt khan thôi. Hôm nay em dâu ngươi hầm gà đưa tới, thật đúng là ăn ngon. Mặc dù Lạc gia đã suy sụp, nhưng còn chưa đến mức một con gà hầm thành mỹ vị quý giá, nhìn thảm trạng Lạc lão phu nhân như vậy, quán niệm của Dương nhị phu nhân đối với Lạc đại lão gia càng sâu hơn. Vừa nãy có người làm Lạc gia tới đưa tin, nói Lạc đại lão gia làm ầm ĩ muốn chia nhà, lão phu nhân bị tức không nói ra lời, trong lòng Dương nhị phu nhân quýnh lên, mau chóng mang người về nhà mẹ. Chạy tới viện, thì thấy Lạc đại lão gia ngông cuồng đến muốn xé khế thư chia nhà, trong lòng Dương nhị phu nhân tức giận, Lạc phủ này là vật trong túi đại ca hả? Hắn muốn làm gì thì làm đó. Trong lòng tức giận, chạy vào. Tương Nghi thấy Dương nhị phu nhân tới, trong lòng hơi hơi thở vào nhẹ nhõm, nhưng lại hơi phiền muộn. Cô nàng tuy đã gả ra ngoài, vốn không nên xen vào chuyện nhà mẹ, nhưng nàng gả tốt, người người đều phải nhường nàng mấy phần. Có nàng ở đây, chuyện chia nhà này sẽ đơn giản rất nhiều, hơn nữa cũng sẽ không có người đến có ý đồ với mình. Cứ như vậy, mình muốn thoát khỏi Lạc gia, lại phải tốn nhiều ngày giờ hơn rồi. Tương Nghi bực mình nhìn Dương nhị phu nhân, bên người nàng còn đi theo Gia Mậu và Bảo Trụ, hai người đang cười với nàng, Tương Nghi hơi hơi gật đầu một cái, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ngươi nhìn, Tương Nghi ở bên kia. Bảo Trụ kéo ống tay áo Gia Mậu bên cạnh một cái, thật giống như không có bị khi dễ. Đó là đương nhiên, bây giờ ai dám khi dễ nàng. Trong lòng Gia Mậu hơi đắc ý, giúp Tương Nghi đẩy vụ kiện kia qua, cũng coi là mình thay nàng ra chút sức lực. Hắn nhìn chằm chằm mặt Tương Nghi nhìn một chút, mặc dù mấy ngày nay nàng chịu đủ hành hạ, nhưng nhìn qua tinh thần rất tốt, một đôi mắt sáng long lanh, chưa từng mất đi hào quang. Nàng khác ban đầu rồi. Gia Mậu cười một tiếng, như vậy mới đúng. Không mềm yếu, muốn chống lại, muốn vì mình kiếm một phần trời đất, không để cho bất kỳ ai coi thường mình, cô gái như vậy, dù là ai, thấy cũng sẽ thưởng thức. Tương Nghi không biết sao Gia Mậu bỗng nhiên lại nở nụ cười, trong lòng hơi không được tự nhiên, chuyển mặt qua, chuyên chú nhìn Dương nhị phu nhân đang nói chuyện với Lạc đại lão gia. Trong lòng than thở, đúng như Dương lão phu nhân nói, nữ tử chỉ cần có mới hai chữ tài sản, thì sẽ sống thoải mái, thuở nhỏ Dương nhị phu nhân được khen tài nữ, gả vào Dương gia lại có tài sản, trở lại nhà mẹ, người người ngưỡng mộ, chỉ lo nghiêng tai lắng nghe nín thở nhìn tới. Bên này Dương nhị phu nhân nói cho một trận, Lạc đại lão gia càng không có dũng khí xé khế thư. Chỉ có thể ngượng ngùng để tấm khế thư chia nhà xuống, muội muội, ta đùa giỡn với mẫu thân. Đùa giỡn cũng không cần nháo không phân lượng. Dương nhị phu nhân liếc Lạc đại lão gia, đã như vậy, thì phiền quản sự chép mấy phần, các ngươi đều đi in dấu tay, mọi người cầm một tấm, còn có một tấm đưa đến trong tộc cất giữ. Quản sự thấy Dương nhị phu nhân vừa đến, cục diện đột ngột chuyển biến, trong lòng vui vẻ, lau mồ hôi một cái, vội vàng bắt đầu sao chép. Dương nhị phu nhân đi tới bên người Lạc lão phu nhân, ngồi chồm hổm xuống, mẫu thân, con gái bất hiếu tới trễ, để cho mẫu thân bị chọc giận như vậy. Lạc lão phu nhân đưa tay sờ tóc Dương nhị phu nhân một cái, bây giờ không sao. Bà giơ tay lên, ma ma, mang hộp trang điểm của ta tới. Nhất thời lỗ tai Lạc nhị phu nhân và Lạc tam phu nhân dựng lên, mắt hai người nhìn chăm chú vào hộp trang điểm đó không thả. Linh Nhi, lúc con lấy chồng, trong nhà là thời gian khó khăn nhất, tam đệ con còn chưa kết hôn, trong nhà cần bạc. Lạc lão phu nhân nói đến những chuyện cũ kia, nét mặt già nua không khỏi cũng hơi đỏ lên, cả đời này bà là đã làm nhiều chuyện trái lương tâm. Bây giờ sắp chết, không thoải mái trong lòng không nói ra hết. Mẫu thân.
Nước mắt Dương nhị phu nhân lăn ra, mẫu thân, chớ nói, chớ nói. Mẫu thân thiếu con không ít, cũng còn may là mẹ chồng con thông tình đạt lý, cũng không vì vậy coi thường con. Lạc lão phu nhân lấy mấy thứ đồ trang sức trong hộp ra, suy nghĩ một chút, lại lấy vòng ngọc cũ trên tay xuống, những thứ này con cho hết. Làm kỷ niệm. Lạc nhị phu nhân nuốt nước miếng một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào cái vòng ngọc cũ đó, đồ trang sức còn lại nàng không nhìn ra được quý giá bao nhiêu, nhưng vòng ngọc cũ này nhưng gia truyền Lạc gia, Lạc lão phu nhân một mực đeo trên tay chưa từng lấy xuống, chỉ sợ là nếu không ít bạc, nói không chừng muốn lên vạn lượng bạc. Mẹ chồng. Lạc nhị phu nhân chật vật mở miệng nói hai chữ, lại bị Lạc lão phu nhân ngăn chặn, ta nghĩ rằng giờ phút này cho đồ con gái của mình, ngươi còn có ý kiến hả? Lạc nhị lão gia nắm tay của Lạc nhị phu nhân một cái, kéo nàng qua tới, người vợ này quả thực quá ngu rồi, trong nhà mình phân 1.800.000 lượng bạc, còn có một cái vườn lớn. Còn không biết cái gì là đủ, vòng ngọc của mặc dù đáng tiền, nhưng chỉ là một vật chết, đưa vào cửa hang chỉ mấy ngàn lượng bạc thôi, cần gì phải vì cái này để cho trong lòng mẫu thân không thoải mái. Lạc lão phu nhân căn bản không nhìn Lạc nhị lão gia và Lạc nhị phu nhân, chẳng qua là thả một nhóm đồ trang sức kia vào tay Dương nhị phu nhân, con cầm, làm kỹ một niệm là được. Lời này rất bi thương, thật giống như ước nguyện lâm chung làm Dương nhị phu nhân nghe thấy nước mắt lập tức rơi xuống, nức nở nói, Linh Nhi cảm ơn mẫu thân. Việc chia nhà xử lý xong rất nhanh, Lạc lão phu nhân chia đồ trang sức còn lại trong hộp làm 3 phần, mỗi phòng 1 phần, các ngươi giữ đi, đến lúc đó lựa mấy thứ đáng tiền. Chờ Tôn Nhi cháu gái gả cưới, lấy ra cho chúng, cũng có thể giữ được mặt mũi. Phòng lớn không có chủ mẫu, Lạc lão phu nhân cười nhìn Lạc Tam Thái gia, một phần này, xin phiền trong tộc bảo quản giúp ta không yên tâm lão đại này, ai biết hắn có thể bán sạch các loại đồ trang sức dùng không? Hộp đồ trang sức của Lạc lão phu nhân có chừng mấy hộp. Từ khi bà gả vào Lạc gia, đã trải qua hơn 30 năm, cũng giữ được không ít thứ, khi tam phòng Lạc thị chia đều đồ trang sức, mỗi phòng cũng được chừng 50 cái, cũng coi là thu hoạch rất phong phú. Lạc đại lão gia nhìn chằm chằm một đống đồ trang sức kia, oán hận nuốt một ngụm nước miếng, mình hoàn toàn đắc tội mẫu thân, thà đưa đồ trang sức này cho trong tộc bảo quản. Cũng không muốn cho hắn giữ. Thật ra thì Lạc Tam Thái gia rất không muốn bảo quản đồ trang sức của Lạc lão phu nhân, không có gì hay, còn phải lo lắng sợ hãi, vì vậy chắp tay với Lạc lão phu nhân, đại tẩu, ngươi cũng biết tông từ Lạc thị lâu năm không tu sửa, người mời tới giữ cửa là một lão đầu, nếu là bị tặc nhân theo dõi, đêm khuya ăn trộm đi, ta đây cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Không bằng như vậy, tồn đến tiền trang hối thông trong, hàng năm ra nhiều chút bảo quản bạc là được. Lạc lão phu nhân che ngực, thở hổn hển, dùng sức ho khan một tiếng, vậy cứ như thế đi, viết khế thư với tiền trang hối thông, chờ khi bọn hồn nhi cưới gả lấy thêm ra đưa cho hắn. Đây không thể nghi ngờ là phủi sạch sẽ duy nhất một chút Lạc đại lão gia có thể ngắm đều. Hắn trầm mặc, vốn muốn chia nhà chiếm chút chỗ tốt, không nghĩ tới bạc và đồ trang sức không có một chút liên quan với mình, duy nhất tới tay chỉ là một vườn, còn phải chia đều thành 3 phần. Đến lúc đó qua tay cũng bán không được bao nhiêu. Do dự muốn nói chuyện, nhưng lại không dám chống đối Lạc lão phu nhân, sắc mặt Dương nhị phu nhân đứng bên cạnh rất khó nhìn. Lạc đại lão gia nào dám nói nhiều một câu, rất sợ nàng trở về than phiền với mẫu thân chồng nàng, chức huyện lệnh của mình chỉ sợ sẽ chặt đứt hy vọng. Cứ như vậy mà phân chia gia sản, mỗi người tam phòng tới in dấu tay, lĩnh khế thư của mình đi qua. Gia Mậu và Bảo Trụ đi tới trước mặt Tương Nghi, đi viện các ngươi chơi. Lạc Tương Hồn từ một bên chen tới, biểu ca. Ta muốn đi với các huynh. Tương Nghi gật đầu một cái, cùng đi thôi. Lạc Tương Hồn vui mừng lên, đi theo phía sau Tương Nghi từ từ đi, Bảo Trụ quay đầu liếc hắn một cái, rất là kinh ngạc, sao hôm nay hắn không làm ồn. Mẫu thân hắn chết, muội muội cũng mất rồi. Gần đây cha đối với hắn không đánh thì mắng, cũng không tìm được một người nói chuyện. Ta thấy hắn đáng thương, nên thân thiết với hắn một chút. Tương Nghi nhẹ khẽ than thở, bây giờ ta và hắn, đều là hài tử không có mẫu thân rồi. Trong mắt của nàng có một chút sầu bi, một tia sáng mềm mại lướt qua đôi mắt, giống như ánh mặt trời sáng sớm nở rộ yếu ớt của nó trước mặt Gia Mậu. Tay của Gia Mậu hơi giật giật,
muốn từ trong ống tay áo vươn ra nắm tay nàng. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, sóng vai đi bên cạnh Tương Nghi, lắng nghe giọng nói của nàng. Trở lại trong viện ngồi nói một trận, chỉ thấy một đám nha hoàn bà tử đi tới, ôm đồ đạc của Lạc Tương Quần và Lạc Tương Phùng ra bên ngoài, có bà tử nghiêng mắt thấy Tương Nghi ngồi hành lang, cười nói, đại tiểu thư, sau này viện này chỉ một mình ngươi ở. Tương Nghi đảo mắt nhìn liếc mắt bốn phía, khẽ mỉm cười, viện này, sợ rằng còn chưa tới phiên ta tới ở đâu. Theo hiểu biết của nàng đối với Lạc đại lão gia, người cha này của nàng, nhất định sẽ không kịp chờ đợi một bán bộ phận viện đi lấy bạc, tách ra hắn một lượng bạc cũng không có được, sao lại không tìm cách ở chỗ này? Nếu không phải sống thế nào? Thôi quan phủ Nghiễm Lăng. Một tháng chỉ có bổng lộc mấy chục lượng bạc, cho dù cộng thêm từ người bên cạnh biếu tặng, một tháng toàn chỉ hơn 100 lượng bạc, sao có thể chống đỡ hắn ăn mặc dùng? Gia Mậu nhìn những hạ nhân kia ôm đồ vật đi khắp nơi, một góc chăn kéo trên mặt đất, làm cho bụi bay lên, dáng vẻ suy tàn, không khỏi lắc đầu một cái. Giàu không quá ba đời, thế gia đại tộc. 100 năm cơ nghiệp luôn có bị một ngày suy bại, từ hôm nay Lạc gia Nghiễm Lăng chia nhà, chung quy không ngày vương mình rồi. Phụ thân muội bán đấu giá vườn. Gia Mậu do dự nhìn Tương Nghi liếc mắt, vậy muội tới ở chỗ nào? Bảo Trụ vội vội vàng vàng nói, Tương Nghi, vậy muội đến ở nhà chúng ta đi. Tương Nghi cười khúc khích, cha ta còn ở. Sao lại đi đến Dương gia ở rồi, không phải làm trò cười cho người khác sao? Cho dù xích mích với hắn, ta cũng không tiện đi Dương gia ở, dùng thân phận gì đi qua. Muội là biểu muội ta, tự nhiên có thể đến Dương gia ở. Bảo Trụ rất là kiên định, ta bảo mẫu thân tới đón muội. Gia Mậu cũng gật đầu một cái, đúng, Tương Nghi, muội đến Dương phủ ở thì không thể tốt hơn nữa. Tương Nghi chẳng qua là cười một tiếng, không nói gì, nàng đã quyết định rồi, xích mích với Lạc đại lão gia, nàng phải đi Hoa Dương, ngược lại không đi phải đi nhờ cậy nhà ngoại tổ, nàng có cửa hàng khắp nơi ở đó, Thúy Chi và Lưu Ma Ma cũng ở đó, nàng muốn cùng các nàng ở với nhau mới thực tế. Dương gia. Tương Nghi cúi đầu, lông mi thật dài buông xuống. Giống như cánh bướm phe phẩy, làm mắt dưới của nàng lộ ra một đoạn bóng mờ nhàn nhạt. Dương gia là nhà ngoại tổ của Gia Mậu, nếu mình đến Dương gia, sao có thể tránh Gia Mậu? Dù thế nào, đời này kiếp này nàng phải cách hắn xa xa, có thể không tiếp xúc thì không tiếp xúc. Ngày thứ hai Lạc phủ tới không ít thợ mộc, xe đẩy tấm gạch, bắt đầu đục đục đẽo đẽo tường viện. Lạc đại lão gia đứng ở bên tường nhìn một vòng, tức giận trở lại viện của mình, gọi người làm phòng lớn nơi này chào hỏi tới, bây giờ Lạc phủ chia nhà, phòng lớn ta tạm thời không dùng được nhiều người làm như vậy, các ngươi hoặc là tự trục xuất phủ, hoặc là ta kêu người môi giới tới bán bọn ngươi trao tay, tự hình cân nhắc một chút đi, chọn loại phương pháp nào. Mọi người nghe thì kinh ngạc không thôi, có mấy người không bỏ được thấp giọng khóc, mặc dù Lạc phủ đã suy bại, nhưng đã quen ở chỗ này, chẳng những áo cơm không lo, còn có thể mỗi tháng cầm nguyệt lệ, công việc tốt như vậy, đi đâu tìm. Có những người cả nhà đều làm việc tại Lạc phủ, bỗng nhiên nhận được tin tức này, bỗng nhiên không biết phải đi nơi nào. Mặt Lạc đại lão gia lạnh lẽo, khóc cái gì khóc, thiên hạ này không có nửa tiệc nào không tàn, mau mau quyết định đi. Hắn chỉ giữ cho mình lại 4 đầy tớ nhà quan, 2 di nương mỗi người giữ lại 2 nha hoàn 1 bà tử, người làm còn dư lại cũng dự định bán rồi. Tính tới tính lui, cũng có thể kiếm được 100 lạng bạc ròng, bây giờ Lạc đại lão gia. Có thể kiếm 1 lượng là 1 lượng, 2 con mắt sắp biến thành hình dạng 1 đồng tiền, phát ra ánh sáng lấp lánh. Không lâu sau, người cũng đã chọn xong, không ít thiếu niên cũng chọn xin người môi giới bán, mình chuột thân ra ngoài cũng không biết có thể tìm được chỗ nào thu nhận mình, còn không bằng đến chỗ người môi giới trong chờ chủ nhà khác chọn. Người tuổi tác lớn một chút chỉ có thể chuột thân. Nhiều năm như vậy cũng tiết kiệm được mấy chục lượng bạc, ở nhà thay con trai con dâu chăm sóc cháu trai cháu gái là được. Tương Nghi, mấy người làm của ngươi, sao không đến nói rõ? Lạc đại lão gia khí thế hung hăng đi tới viện Tương Nghi, sắc mặt đen đen, ngươi cho rằng là ngươi là đại tiểu thư hay sao? Sau này chuyện gì cũng phải tự làm. Cha, những người làm này khế ước bán thân cũng đều trong tay ta, không can hệ với ngươi. Tương Nghi tiếu rồi cười. Liên Kiều là nha hoàng tổ mẫu mua cho ta, Tần Ma Ma và Phương Tẩu là tri phủ Hoa Dương Lâm đại nhân tặng cho ta,
ngươi lại cũng muốn bán đi. Vì sao không bán? Lạc phủ không nuôi người rảnh rỗi. Lạc đại lão gia khí thế hung hăng nhíu mày, mau mau chọn. Tự chuộc lỗi hay là chờ bị bán? Liên Kiều đứng ở bên người Tương Nghi, ngẩng đầu nhìn Lạc đại lão gia, sắc mặt kiên định, ta phải cùng cô nương chúng ta một chỗ. Sắc mặt Tần ma ma rất là ngạo mạn, Lạc đại lão gia, ta nhớ ngươi còn không có tư cách gì tới quyết định ta đi hay ở. Phương Tẩu không nói lời nào, chẳng qua là đi ra bên ngoài, cầm một khối gạch xanh vào, Lạc đại lão gia. Ngươi nhìn cho rõ, là đầu của ngươi cứng rắn, hay là gạch xanh này cứng rắn? Lạc đại lão gia hơi không giải thích được nhìn Phương Tẩu, chỉ thấy nàng đặt gạch xanh giữa hai cái bàn, trên tay dùng sức bổ một cái, gạch xanh vỡ vụn thành hai mảnh, bột gạch tinh tế rơi trên mặt đất, Lạc đại lão gia nhìn thấy run rẩy không thôi, đứng cũng đứng không vững, một tay đỡ ngưỡng cửa giật mình nhìn Phương Tẩu. Hắn từng nghe nói qua, sức lực Phương Tẩu hầu hạ Tương Nghi rất lớn, nhưng không nghĩ tới lại lớn đến loại trình độ này, đầu của mình có thể cứng rắn như gạch xanh. Nàng tay không có thể bổ gạch xanh, muốn bổ đầu của mình còn không phải chỉ một câu nói. Lạc đại lão gia chỉ cảm giác trên óc mình một mảnh lạnh lẽo, giọng nói cũng có chút phát run, nếu như vậy, vậy. Như vậy tùy các ngươi vậy. Phương Tẩu khinh miệt nhìn hắn một cái, dùng đá đá, bụi gạch xanh bay lên, trước mặt Lạc đại lão gia mờ mờ một mảnh, hắn lui về phía sau một bước, giật mình nhìn Phương Tẩu bên kia, nơm nớp lo sợ chạy như bay chạy ra ngoài. Vậy phải làm sao bây giờ? Mặt mày Lạc đại lão gia ủ dột đứng trong phòng. Nhìn Trần Di nương bụng lớn, còn muốn lấy nha hoàng bà tử của nàng, không nghĩ tới từng người một lợi hại như vậy. Trần Di nương vội vàng đi lên, đưa tay xoa bả vai một cái Lạc đại lão gia, lão gia, chẳng qua chỉ là ba hạ nhân thôi, để cho đại tiểu thư giữ lại là được, bên Lý Di nương kia có thể ít hai người, nàng vốn xuất thân nha hoàng, vừa không có gánh nặng. Có thể dùng một ít vài người. Giờ phòng lớn Lạc phủ không có chủ mẫu, Trần Di nương dĩ nhiên là tranh đua với Lý Di nương, mình xuất thân từ nha hoàng thiếp thân tiền thị, nếu so với Lý Di nương kia thì quý giá hơn rất nhiều, năm đó Lý Di nương chỉ là nha hoàng vẫy nước quét nhà hậu viện, chẳng qua là Lạc đại lão gia nhất thời nổi hứng thu nàng thôi. Về phần đại tiểu thư, chắc chắn không thể thiếu người làm, Trần Di nương quyết định vẫn là phải khuyên nhủ Lạc đại lão gia, nếu ngươi đuổi người làm của đại tiểu thư đi, chỉ sợ trong lòng đại tiểu thư oán trách ngươi, đến lúc đó xuất giá, thì sẽ không nhớ nhà mẹ rồi. Hừ, ta không muốn nàng tưởng nhớ cái gì. Lạc đại lão gia xem thường. Trong đầu bắt đầu tính toán, mình nên làm thế nào đoạt lại đồ cưới từ trong tay nữ nhi. Bốn cửa hàng, nghe nói ở khu vực Phồn Hoa Hoa Dương, một năm hơn vạn lượng bạc ước chừng là có. Nếu là nàng không muốn buông tay, chân mày Lạc đại lão gia cau lại. Mùi hoa quế là đặc trưng của tháng 8, trong vườn của Lạc phủ cũng có trận trận mùi thơm. Chỉ là hoa quế chỗ phòng lớn Lạc thị lại thưa thớt, đi trên đường chỉ có thể ngửi từng tia thơm dịu, hoặc từ viện bên cạnh bay qua. Tương Nghi đẩy tường đi ra ngoài cửa phủ, thường cách một đoạn tường, thì có cửa sổ chạm rỗng chạm hoa khảm trong tường, xuyên thấu qua đó, có thể thấy trong vườn bên cạnh có nha hoàng mang theo mấy người Lạc Tương quần dưới tàn cây nhặt hoa quế. Đầy đất đều là đóa hoa lớn như hạt gạo, bị gió thổi một cái, hoa màu vàng nhàn nhạt như sương mù, vây xung quanh bọn họ. Phương Tẩu liếc mắt nhìn, thấp giọng nói, chỉ sợ là cầm đi làm quế hoa cao, nhìn dưới tàn cây cũng trải chiếu. Liên Kiều nhón chân lên nhìn bên kia, nàng cũng coi là cao trong đám bạn cùng trang lứa, nhưng mới chỉ có thể miễn cưỡng đẩy cửa sổ. Thấy Phương Tẩu ôm Tương Nghi đứng ở đó nhìn, hơi gấp gáp, dán lỗ tai lắng nghe vườn bên cạnh ồn ào, sinh lòng hâm mộ, Phương Tẩu, ta cũng muốn nhìn một chút. Có cái gì tốt nhìn, muốn ăn quế hoa cao, chúng ta đi tộc học Dương thị nhặt một chút hoa quế trở lại là được. Phương Tẩu để Tương Nghi xuống, dắt tay nàng đi về phía trước, lúc này mới qua chưa đầy nửa tháng. Phòng lớn Lạc thị đã thay đổi dáng vẻ, mấy chục cây kim quế thượng hạng và ngân quế trong vườn đều bị Lạc đại lão gia bán. Bởi vì giờ trong phủ không có người làm gì, trên đất còn giữ từng một hố to, đất cũng chưa lấp xuống. Đại lão gia cũng thật là muốn tiền điên rồi, bây giờ lập tức bán tổ nghiệp. Liên Kiều không hài lòng hừ hừ một tiếng,
Phụ thân ta từng nói thời gian chuyển cây tốt nhất là mùa xuân. Có thể bây giờ còn là mùa thu mà, gấp như vậy, một mùa đông cũng không chờ được. Tương Nghi im lặng không lên tiếng, Lạc Đại lão gia hèn hạ vô sĩ, nàng phát hiện ở kiếp này, kiếp trước nàng sống tỉnh tỉnh mê mê, căn bản không nhìn thấu bản tính phụ thân, bây giờ nghĩ lại, có thể cho phép vợ kế ngược đãi con gái vợ trước như vậy, còn không phải nhìn thấy nhà mẹ Lạc Đại phu nhân có tiền sao? Nam nhân như vậy, quả thực cũng coi là hạ lưu vô sĩ. Đi tới ngoài cửa, Phúc Bá đang chờ nàng trên một chiếc xe ngựa, Phúc Bá tự chuột ra khỏi phủ, xe ngựa Lạc phủ bị bán, ông dùng tiền tích góp cả đời mua chiếc xe ngựa này chạy kiếm ăn trong thành Nghiễm Lăng, mỗi ngày sáng sớm đúng lúc ở cửa đón Tương Nghi đi đọc sách. Bên trong tộc học Dương thị có một mảng lớn cây hoa quế. Chỉ mới vừa đi tới cửa tộc học, thì ngửi thấy từng trận hoa quế thoang thoảng, Tương Nghi nhìn hoàng nương tử đứng ở cửa, thi lễ một cái, nương tử khỏe mạnh. Trong một bàn tay hoàng nương tử nâng hoa quế, cười tủm tỉm nhìn Tương Nghi, những bông hoa quế này đều là mới mẻ nhất, bên trên còn có hạt sương. Trong lòng Tương Nghi cảm kích. Hôm qua nàng và Liên Kiều thương lượng muốn xin nhiều hoa quế chút làm quế hoa cao, không nghĩ tới lại bị hoàng nương tử ghi tạc trong lòng, đến sớm thay nàng hái được rất nhiều hoa quế. Nàng vội vàng nói tạ, đa tạ nương tử phí tâm. Hoàng nương tử khoát tay một cái, cũng không phí sức nhiều gì, trong tộc học Dương thị nhiều hoa quế lắm, hôm nay ta dậy sớm không có chuyện gì làm. Dù sao cũng phải tìm một chút chuyện giết thời gian. Nàng gật đầu một cái với Liên Kiều, chờ đi về nhớ đến phòng ta lấy hoa quế bày trên mặt đất đi. Liên Kiều vỗ tay la lên, cốt lắm, ngày mai trung thu Tần ma ma có thể chưng quế hoa cao ăn. Nàng ngẩng đầu nhìn hoàng nương tử, mặt đầy chân thành, nương tử, ngày mai là trung thu. Nương tử có muốn về nhà không? Nếu không về nhà, không bằng đi cùng cô nương ăn bánh trung thu. Hoàng nương tử cười một tiếng, ta đâu còn có nhà. Một thân một mình, đi tới chỗ nào, thì đó là nhà. Tương Nghi đi lên phía trước kéo tay của hoàng nương tử, vậy nương tử cùng ta qua trung thu đi. Trong lời nói mang theo chút ý nũng nịu, đôi mắt sáng long lanh nhìn nàng. Hoàng nương tử cười một tiếng, được. Ta với con cùng qua trung thu. Nàng do dự một chút, nhưng chẳng lẽ con không muốn cùng phụ thân con sao? Liên Kiều lắm mồm giải thích, lão gia nhà chúng ta, không quản cô nương luôn rồi, ngay cả hai vị thiếu gia cũng không quản luôn. Ban đầu hắn muốn cô nương mỗi tháng đóng 300 lạng bạc qua, đến chỗ Trần Di nương ăn cơm. 300 lạng bạc một tháng. Hoàng nương tử ngạc nhiên mở to hai mắt, Lạc đại tiểu thư con ăn tốt như vậy. Đến trong tửu lầu mời một bàn thức ăn tốt một chút, cũng chỉ 12-15, một đứa bé 7 tuổi như con, một tháng mất 300 lạng bạc. Phụ thân con chuẩn bị lấy sơn trân hải vị gì nuôi con? Sơn trân hải vị gì? Trần Di Nương có bầu 8 tháng. Cũng chỉ có thể cách một ngày ăn thịt một lần thôi. Liên Kiều che miệng suy suy đích cười, cô nương mà, nhìn xem 10 ngày nửa tháng có thể dính chút chấm dầu không? Chuyện này sao có thể? Lạc đại tiểu thư, con đang lúc lớn, dù thế nào cũng phải ăn nhiều một chút, yêu quý mình mới đúng. Hoàng nương tử lắc đầu một cái, Lạc đại lão gia quả thực quá keo kiệt. Cho nên ta không có đồng ý điều kiện này. Tương Nghi khẽ cười, nàng không phải người ngu, để cho nàng một tháng ra 300 lượng nuôi cả phủ, còn có thể từ giữa giữ lại một khoản bạc khả quan ra ngoài tiêu xài, phụ thân tính toán thật là tốt, chẳng lẽ sống với Lạc đại phu nhân lâu, cũng keo kiệt rồi. Lạc Tương Cần vừa mới sinh ra là cái bà vú kia mang theo chỗ Trần Di Nương. Hắn mới một tháng tuổi, không biết phản kháng, tùy tiện bị lừa bịp ăn chút sữa thì ngủ, cũng sẽ không nói lời nói gì khác. Lạc Tương Hồn lại khác, ban đầu hắn là nuông chiều mà lớn, ở trong viện Trần Di Nương ăn thức ăn một lần, căn bản không cách nào tử lại đi ăn bữa ăn thứ hai, thấy chỗ Tương Nghi thế có phòng bếp nhỏ, thúc giục bà vú mang hắn tới chỗ Tương Nghi, đại tỷ. Để muốn đến chỗ tỷ ăn cơm. Liên Kiều ở bên cạnh nháy nháy mắt với Tương Nghi, Lạc Tương Hồn thấy rất rõ ràng, tội nghiệp nói, đại tỷ, đệ để cho bà ngoại cầm thóc gạo bạc cho tỷ, tỷ để cho đệ đến chỗ tỷ dùng cơm đi. Tương Nghi không có biện pháp, Lạc Tương Hồn bây giờ giống như một cái đuôi nhỏ vậy, vững vàng bám nàng. Bởi vì đồng bệnh tương liên, nàng đối với Lạc Tương Hồn không có thành kiến như trước kia, cũng đồng ý, được.
Tần ma ma rất nghiêm túc nói, bạc vẫn phải đưa, một tháng 5 lượng bạc là được. Lạc Tương Hồn lau mắt, lúc hoàng ma ma đi giữ lại mấy đỉnh bạc cho ta, bảo ta giấu, bây giờ ta giao tất cả cho đại tỷ bảo quản. Lấy đỉnh bạc tới, Tương Nghi dở khóc dở cười, thoạt nhìn là hoàng ma ma thật vất vả tích góp nhiều năm. Nàng vốn tưởng rằng một đỉnh bạc cũng khoảng 5 lượng 10 lượng, giờ nhìn, nhiều nhất là 2 lượng 3 lượng một cái, chất lượng cũng không phải rất tốt. Nhưng tuổi Lạc Tương Hồn còn nhỏ, cũng không ăn được bao nhiêu, số bạc này đủ hơn nửa năm phí dụng của hắn. Mời hoàng nương tử tới trung thu, tự nhiên Tương Nghi phải chuẩn bị thêm ít thứ, về từ tộc học, nàng bảo Phúc Bá kéo nàng đi dạo một vòng Nghiễm Lăng, cùng Phương Tẩu chọn mua mấy thứ, một đôi tay liên kiều cầm đầy đồ, nụ cười ngọt ngào, cô nương, sao lại mua bánh trung thu chân giò hun khói? Có cho phần cho nô tỳ không? Không thiếu của ngươi được. Liên kiều là lúc lớn, ăn được, cái miệng nhỏ nhắn thật tham, thấy đồ ăn ngon thì muốn đưa tay lấy, bây giờ ôm mấy hộp bánh trung thu của Ngũ Phương trai, con ngươi linh lợi di chuyển, Tương Nghi nhìn thấy trong lòng buồn cười một trận. Về phủ, Tần ma ma đang bận chuẩn bị cơm tối, thấy Tương Nghi về, buông rau cải cầm trong tay xuống, sao cô nương mua nhiều đồ về như thế? Tương Nghi cười nói, ngày mai hoàng nương tử muốn đi qua cùng chúng ta ngắm trăng, ta đặc biệt mua nhiều thức ăn và bánh ngọt về, tránh cho lúc đãi khách không có đồ vật. Tần ma ma tai gia một tiếng, vừa nãy nha hoàng chỗ Trần Di Nương nói, đại lão gia dặn, tối mai cùng qua ăn cơm ngắm trăng, giờ cô nương lại mời hoàng nương tử, vậy phải làm sao mới phải? Phụ thân gọi ta là qua ăn cơm tối. Còn có cua lương cá. Tương Nghi hơi hiếu kỳ, chỉ sợ hắn không hào phóng như vậy. Nhưng nha hoàng kia nói rõ ràng, còn nói mua con cua mơi đưa ra thị trường, còn có con lương, đều là thức ăn ngon nhất. Nàng chỉ nói con cua kia đầu lớn như chén ngọn đèn, cũng đều nói cửu mẫu thập công, tháng 9 tháng 10 mới là lúc ăn cua vượng quý. Bây giờ đâu có cua lớn như vậy, chỉ sợ mất một lượng bạc một con. Tần ma ma lắc đầu một cái, chỉ sợ đến nơi đó nhìn một cái, con cua kia cũng chỉ lớn như ly rượu. Tương Nghi nghĩ một chút nói, Liên Kiều, ngươi đi chỗ Trần Di Nương, nói ngày mai ta đã mời khách tới trung thu, mời phụ thân và Di Nương cứ cùng nhau qua lễ đi. Tương Nghi vốn muốn cho Liên Kiều mang một hộp bánh trung thu qua làm quà tặng ngày lễ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui nhớ tới chuyện Lạc lão phu nhân cầm hà bao nàng đưa gài tang vật, trong lòng không khỏi ám ảnh. Suy nghĩ này chỉ là một thoáng mà qua, bị nàng nhẹ nhàng buông xuống, không nói gì phụ từ tử hiếu, Lạc đại lão gia đối với nàng cũng là cái dạng này, mình cần gì phải dán lên. Phương Tẩu nhìn bóng lưng Liên Kiều, như có điều suy nghĩ, cô nương. Theo tánh tình phụ thân ngài, hẳn là sẽ không mời ngài qua ăn cơm, cũng không biết có gì đó cổ quái. Phải không? Tương Nghi cũng cảm thấy chuyện này hơi huyền diệu, sao phụ thân ta biết bỗng nhiên đổi tính. Tần ma ma ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt trời này giống như là hơi hạ về phía tây rồi. Chủ tớ mấy người đứng đó, nhìn lẫn nhau, luôn cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, lại không biết không đúng chỗ nào, trong lúc nhất thời im lặng. Không lâu sau, Liên Kiều cười trở lại, cô nương, đại lão gia nghe nói cô nương mời nương tử tới ngắm trăng, cũng không nói nhiều, chỉ nói đến lúc đó đưa con lương tới để cho cô nương thêm đồ ăn. Tần ma ma nở nụ cười, dù sao cũng là kẻ hẹp hòi. Con cua đắt hơn, nên hắn không bỏ được. Phương Tẩu gật đầu một cái, con lương này là không đáng bao nhiêu tiền, nên đại lão gia vẫn muốn giả vờ giả vịt. Tương Nghi không ên tiếng, dựa theo hiểu biết của nàng với phụ thân Lạc đại lão gia, chưa chắc hắn sẽ đưa con lương tới, hắn là kẻ vắt cổ chày ra nước, hôm nay là sao? Chẳng lẽ là được Bồ Tát điểm hóa? Bỗng nhiên tỉnh lại hả? Đang suy nghĩ, mặt của Lạc Tương Hồn xuất hiện ở cửa, đại tỷ, ngày mai đệ đi nhà ngoại tổ qua trung thu, tỷ đừng để phần cơm và thức ăn, đến lúc đó đệ mang bánh trung thu về cho tỷ. Ăn cơm nửa tháng, Lạc Tương Hồn cũng có chút tình cảm với nàng, lại còn nhớ phải mang bánh trung thu cho nàng, Tương Nghi cười gật đầu một cái, đệ cứ đi đi. Đừng nhớ tỷ, vừa nãy tỷ còn mua bánh trung thu đó. Nàng ngoắc gọi Lạc Tương Hồn tới, chuyển một cái bánh bột tiểu nguyệt cho hắn, hôm nay đại tỷ qua Tết Trung Thu trước thời hạn với đệ. Lạc Tương Hồn cầm bánh bột trong tay, lệ trong mắt long lanh, đại tỷ, tỷ thật tốt, lúc trước đệ đối xử tỷ như vậy,
nhưng tỷ không ghi hận chút nào. Có cái gì mà ghi hận? Trước kia đệ còn không hiểu chuyện, bây giờ hiểu chuyện là được. Tương Nghi sờ đầu Lạc Tương Hồn một cái, dù sao chúng ta là tỷ đệ phải không? Dạ, đệ biết rồi. Lạc Tương Hồn ngẩng đầu lên, nở nụ cười, đa tạ tỷ, đại tỷ. Hoàng nương tử nhảy xuống xe ngựa, nhìn đại môn Lạc phủ một chút, thở dài một tiếng, Tương Nghi, Lạc gia các con, hai, xem như là suy bại, chỉ sợ sẽ không có lúc trở mình. Tương Nghi nhìn đại môn đã tróc sơn đỏ, trong lòng cũng chua xót, Lạc phủ chia làm ba, Lạc đại lão gia chiếm đại môn, còn lại hai phòng ngay bên tường viện mở thêm hai cái cửa. Cũng có bảng hiệu Lạc phủ, nhưng so với bảng hiệu của cửa chính này thì nhỏ hơn rất nhiều, cũng không có khí phái như vậy. Nhưng khi nàng đứng dưới tấm bảng này, nhưng càng nhìn khó chịu, đại môn Lạc phủ này nhìn qua thì còn rất khí phái, nhưng làm thế nào cũng không che giấu được sự suy bại của nó, người giữ cửa gác cổng cũng đã không còn, chỉ còn lại một khóa đồng lớn treo. Cửa nhỏ bên cạnh cũng đang đóng, bình thường bọn họ ra vào, đều là từ bên cửa hông này. Phương Tẩu đi tới cửa hông, cầm chìa khóa mở cửa, vài người từ bên này đi vào, Hoàng nương tử hiếu kỳ nhìn lối đi hẹp, từ từ đi lên trước mấy bước, vừa rồi rộng mở trong sáng. Đi theo Tương Nghi tới phía trước không xa, chỉ thấy trên đất từng cái lỗ lớn một. Đen thùi lùi, giống như người thiếu răng nhìn hết sức xấu xí. Nơi này vốn nên là có cây chứ. Đều đi đâu rồi? Hoàng nương tử hết sức kỳ lạ, chỗ này không có cây cối, nhìn một khối sân cỏ trơ trụi, rất khó coi. Trong vườn này, thứ hơi có giá trị ít bạc, đều bị đại lão gia bán đi rồi. Liên Kiều cười nói, đại lão gia toàn tâm toàn ý muốn vơ vét nhiều chút bạc từ trong vườn. Phòng lớn Lạc thị rơi vào cảnh phải bán gia sản lấy tiền sao? Hoàng nương tử lắc đầu than thở, nhìn những cái lỗ này, thì biết rõ đều là cây cối nhiều tuổi rồi, cái này lại tội gì? Đều nói trồng cây 10 năm, cây này đào đi muốn trồng lần nữa, đúng là khó khăn. Tương Nghi thở dài một cái, nương tử, con cũng thấy thương tiếc. Chẳng qua là phụ thân không cảm thấy vậy, dường như muốn dùng một hơi giày vào vườn này xong rồi mới thấy thoải mái. Hoàng nương tử không nói gì, theo Tương Nghi đi về phía trước, quẹo mấy cái cua quẹo thì đến một viện nho nhỏ, cửa mở nữa, Tương Nghi đứng đó hơi hơi cười để cho Hoàng nương tử đi vào, đây chính là viện con ở. Tần ma ma đứng lên, nương tử tới. Hoàng nương tử cười chúng chím gật đầu, bận rộn ma ma. Nàng đi qua nhìn một chút, chỉ thấy Tần ma ma đang chọn món ăn, bên cạnh thả một cái thùng, bên trong một đoàn đen thui đang chuyển động, còn chuẩn bị con lươn. Ma ma cũng thật là cực khổ, là tự đi câu sông làng bên ngoài hả? Tần ma ma lắc đầu một cái, là nhà chúng ta đại lão gia đưa tới. Nói là thêm đồ ăn cho cô nương. Mặc dù thứ này không quý giá, nhưng lại là một phần tâm ý của hắn. Hoàng nương tử cúi đầu nhìn con lươn trong thùng, kinh hô, con lươn có thể to như vậy, thật khó có được. Tần ma ma đưa đầu tới, số lươn này vừa mới đưa tới không lâu, ta cũng chưa kịp nhìn xem. Bà cúi đầu nhìn con lươn trong thùng một chút. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, con lươn to như vậy, lại không khác con rắn lắm. Nghe Tần ma ma nói như vậy, tất cả mọi người xúm lại, chỉ thấy có một con lươn đang chuyển động trong nước, ở trong một đám con lươn nhỏ thì rất nổi bật, Phương Tẩu thừa dịp nó ngẩng đầu, ra tay trong nháy mắt, kẹp lấy cổ của nó, chợt lôi từ trong thùng nước ra. Hoa lạp lạp một tiếng vang lên, con lươn kia vặn vẹo thân thể, như muốn cuốn lại, nhưng nó thật sự mập quá, chỉ có thể vô ích lao ngoắt cái đuôi, vùng vẫy mấy cái, cuối cùng mềm nhũn ở đó. Sắc mặt hoàng nương tử cũng từ từ thay đổi, nàng vội vàng xách một cái thùng từ bên cạnh ra, đổ nhiều nước vào bên trong, lại bỏ vào, chờ buổi tối chúng ta đến nhìn. Tương Nghi thấy sắc mặt Phương Tẩu và hoàng nương tử dần thay đổi, không biết nội tình, nương tử, Phương Tẩu, con lươn này có gì không đúng hả? Lạc đại tiểu thư, con không thấy con lươn này, quá lớn sao? Hoàng nương tử nhìn Phương Tẩu ném con lươn tới trong thùng nước bên cạnh, không được lắc đầu, thật là đáng sợ, đáng sợ. Nương tử, đáng sợ ở đâu? Liên Kiều tiếp cận qua bên kia nhìn một chút, chẳng qua chỉ là một con lươn mập mạp thôi. Đây có thể là lươn vọng nguyệt. Phương Tẩu mặt không thay đổi,
cầm một cây gỗ đắp lại nửa bên thùng nước, buổi tối chúng ta nhìn một chút thì biết. Thấy Tư Nghi và Liên Kiều còn là một dáng vẻ không giải thích được. Thần sắc hoàng nương tử trịnh trọng nói, có một loại lương, tên là lương vọng nguyệt, chuyên ăn vật chết, lớn lên hết sức vai u thịt bắp, nếu là đến lúc trăng tròn, sẽ hiện lên từ mặt nước, ngẩng đầu ngắm trăng, tên cổ là lương vọng nguyệt. Con lương mà còn có điển cố. Tư Nghi viện cái thùng nhìn một chút, đã là lấy vật chết làm thức ăn, vậy trong người nó âm khí rất nặng. Chẳng lẽ có độc? Ừ. Hoàng nương tử gật đầu một cái, trong cổ thư có nói, con lương này còn có tên gọi khác là lương hóa cốt, ăn vào sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, qua một thời gian thì thi thể không còn, hóa thành máu. Liên Kiều cả kinh thất sắc, vội vàng đẩy Tư Nghi ra, toàn thân rùng mình, nương tử, ngài chớ có làm con sợ. Phương Tẩu cười một tiếng, đây cũng chỉ là dân gian tin đồn, nhưng quả thật ta có nghe nói qua có người ăn lương mà chết, cho nên không thể xem thường, chúng ta nhìn xem đến buổi tối con lương này có thể ngẩng đầu ngắm trăng không rồi nói. Tư Nghi gật đầu một cái, tâm trạng nặng nề, nàng thật sự không thể tin được, phụ thân ruột thịt của mình lại muốn mưu hại mình. Lạc lão phu nhân tính toán mẫu thân Tiền thị, Lạc đại phu nhân tính toán chính mình, nàng còn có thể hiểu, dù sao các nàng cũng không có liên hệ máu mủ, có thể nhẫn tâm xuống tay thuận lợi, mà phụ thân và nàng là cốt nhục chí thân, hắn. Phương Tẩu thấy sắc mặt Tư Nghi trắng bệch, cũng hơi thương tiếc, bế nàng lên, cô nương, chúng ta đừng đứng ở đây. Mang hoàng nương tử đi ra ngoài dạo một chút lại nói. Hoàng nương tử cũng cười đi theo phía sau, đều nói Lạc phủ là đại tộc Nghiễm Lăng, tuy nói bây giờ suy thoái, nhưng trong vườn nhất định có chỗ rạng rỡ, Lạc đại tiểu thư, con dẫn ta đi nhìn một chút nào. Tư Nghi nằm trên đầu vai Phương Tẩu, cả người mềm nhũn, nhìn ánh mắt quan tâm của hoàng nương tử. Mũi ê ẩm, nương tử, ngài gọi con Tư Nghi là được rồi, ở tộc học gọi Lạc đại tiểu thư là quy củ đọc sách, nhưng bây giờ chúng ta ngầm còn kêu như vậy, quả thực quá cứng ngắc. Hoàng nương tử đồng ý, tâm lý ta sớm muốn gọi con như vậy, lại sợ con cảm thấy ta đường đột. Phương Tẩu vừa ôm Tư Nghi đi, vừa nhún nhún vai, gọi thẳng tên húy rất tốt. Không câu thúc. Cô nương cũng không có mấy người quan tâm nàng. Nương tử có thể chăm sóc nàng như vậy, thật là không thể tốt hơn rồi. Nương tử, ta thật không muốn ở Lạc phủ này, qua mấy ngày, tất nhiên ta sẽ ra khỏi nhất tộc Lạc thị, đến Hoa Dương tự lo cuộc đời của mình. Tư Nghi thở dài một cái, nương tử, nếu không phải ngài bận dạy học rồi. Có thể theo ta một đi Hoa Dương, bên kia ta có 4 cửa hàng mặt tiền, kinh doanh thật tốt, đủ cho của chúng ta tiêu rồi. Ôi ôi ôi! Lòng của Tư Nghi ngược lại không nhỏ, mới 7 tuổi, đã muốn kiếm số bạc lớn. Hoàng nương tử vươn tay ra sờ mặt Tư Nghi một cái, nếu con muốn đi làm đông gia, dĩ nhiên ta đây phải đi giúp con nghĩ kế. Mấy người đang đi trong vườn. Cười cười nói, đột nhiên phía trước chuyển ra một người đến, mặt xanh xiêm y màu xanh lục, một người mặt tròn, đầu mập tai to. Thấy mấy nữ quyến đi tới, con ngươi không nhúc nhích, nhìn chăm chú vào hoàng nương tử. Phương Tẩu nhíu mày một cái, đại lão gia, ngươi ngăn trở đường. Lạc đại lão gia há to miệng, cười rồi cười, Tư Nghi. Vị này là nương tử tộc học Dương thị mà ngươi nói. Tư Nghi suy nghĩ kia ngắm trăng lương sự tình, chỉ cảm thấy muốn ói, như muốn nôn mửa, trong lòng cố gắng hết sức không thích, đem đầu chuyển tới một bên, lười trả lời hắn. Lạc đại lão gia hoàn toàn không để ý, một đôi mắt chẳng qua là nhìn chằm chằm hoàng nương tử không thả. Vị này nương tử họ gì? Hoàng nương tử nhàn nhạt nói, tiểu đệ họ Hoàng. Hoàng nương tử, ha ha, ha ha, thật là hạnh ngộ, hạnh ngộ. Ánh mắt Lạc đại lão gia híp thành một kẻ hở, ta vẫn nghe Tư Nghi tán dương nương tử, hôm nay gặp mặt quả nhiên xinh đẹp như hoa. Vừa nói, khóe miệng có nước bọt chảy ra, hắn híp mạnh một chút, mới hút nước bọt kia về. Thấy Lạc đại lão gia như vậy, Tư Nghi xấu hổ hận không thể đào một lỗ trên đất chui vào, nghe Lạc đại lão gia nói lải nhải, nương tử, thức ăn của bên kia ta còn tốt hơn trong viện Tư Nghi, không bằng ngươi cùng ta ăn cơm tối, chờ đến sau khi ăn xong, chúng ta nâng ly ngắm trăng, thế nào? Thấy hoàng nương tử im lặng, gan Lạc đại lão gia lớn hơn chút, bu lại đưa tay tới kéo ống tay áo của nàng, hoàng nương tử là nữ tử phong nhã.
sao không làm chút chuyện phong nhã? Hoàng nương tử lắc mình sang một bên, Lạc đại lão gia nhào hụt, hắn nhìn hoàng nương tử cười tươi rói đứng ở một bên, vừa yêu vừa hận, nương tử, đừng xấu hổ như vậy, chúng ta lại không phải tuổi trẻ, ngươi đã sớm biết nhân sự, giả trang đứng đắn gì chứ? Không bằng làm di nương của ta, cũng không nhất định. Ba, một tiếng thanh thúy, trên mặt Lạc đại lão gia bị tát một cái, hoàng nương tử đứng ở nơi đó, giơ tay, sắc mặt đỏ bừng, Lạc đại lão gia, thật không nghĩ tới ngươi lại là đồ vô sĩ như vậy. Lạc gia đại tộc trăm năm, suy vi như thế, hóa ra tất cả đều do có loại người như ngươi. Tương Nghi nghe Lạc đại lão gia nói lời không biết xấu hổ như vậy, quả thực khó chịu, chạy xuống từ trên người phương tẩu, đến đứng trước mặt hoàng nương tử, thi lễ thật sâu một cái, nương tử, tất cả đều là Tương Nghi không phải, mời ngươi về qua Tết Trung Thu, không nghĩ tới lại gặp loại mặt người dạ thú này. Ngươi nói gì? Lạc đại lão gia giận đến hít vào một hơi, lại dám nói phụ thân ngươi như vậy. Ta không có phụ thân không bằng cầm thú như vậy. Tương Nghi đứng thẳng người, đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Lạc đại lão gia, hôm nay là một cơ hội tuyệt hảo, Lương Vọng Nguyệt là cơ hội cho nàng chia lìa Lạc gia. Nhóc con, ngươi mới 7 tuổi đã dám chống đối phụ thân ngươi rồi hả? Lạc đại lão gia tức giận giơ bàn tay lên, chuẩn bị đánh Tương Nghi. Nhưng thấy đứng phương tẩu bên người Tương Nghi, sợ rút tay về, xoay người đi qua một bên, hôm nay Tết Trung Thu, lão tử không tính toán với ngươi, ngày mai ta đi trong tộc tìm tộc trưởng đến, thu thập vô pháp vô thiên nghịch nữ như ngươi. Xin cứ tự nhiên. Tương Nghi đứng ở nơi đó, hai chữ phụ thân lại cũng kêu không ra miệng nữa, nàng vốn là muốn kêu tên Lạc Thận Hành. Nhưng vẫn cảm thấy hơi xa lạ, chỉ có thể cứng ngắc đứng đó, thấy Lạc đại lão gia từ từ đi qua bên kia. Một trận gió thu thổi qua, làm người lạnh lẽo, vuốt hai cánh tay, Tương Nghi không kìm lòng được run lập cập. Trên đỉnh đầu một mảnh lá vàng rơi xuống, từ từ rơi trên mặt đất, lại từ từ bay về phương xa, chỉ lát sau thì biến mất trong sắc trời mờ mờ. Hoàng nương tử đi tới, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm Tương Nghi vào trong ngực. Một dòng nhiệt lưu ấm áp từ trong ngực nàng truyền tới, Tương Nghi có thể nghe thấy giọng nói nàng mang theo một tia nghẹn ngào, Tương Nghi, con ở trong căn nhà như vậy mà có thể sống đến bây giờ, cũng quá gian nan rồi. Tương Nghi thấp giọng nói, đã thành thói quen, cũng không cảm thấy có gì. Vậy con định làm thế nào? Hoàng nương tử nhìn chăm chú vào nàng, ngày mai phụ thân con sẽ mời tộc trưởng Lạc Thị tới thanh toán tội chống đối hôm nay với con. Con muốn ra tộc. Tương Nghi cắn răng, mặt đầy kiên định. Ra tộc. Hoàng nương tử mặt đầy kinh ngạc, đây là chuyện lớn, Tương Nghi, con phải nghĩ lại sau đó làm. Nữ tử đại chu cơ bản là dựa vào phu quân của mình, nếu sau lưng không có nhà mẫu thân chống đỡ, vậy thì sẽ bị nhà chồng xem thường. Lạc Thị Nghiễm Lăng dù đã suy bại, nhưng dù sao cũng có một phần hư danh, tiểu thư dòng chính Lạc Thị gả ra ngoài, chung quy sẽ được người nhìn lên. Hoàng nương tử hơi bận tâm, sao gan Lạc đại tiểu thư lại to như vậy chứ? Nương tử, đây cũng là chuyện con suy nghĩ rất lâu mới quyết định. Tự ngài nhìn xem, cha con đối đãi con thế nào? Bây giờ Lạc gia ngoại trừ nghĩ đủ cách thiết kế con, còn có thể cho ta cái gì? Giọng Tương Nghi bi thảm, mang theo một tia thê lương, con ra tộc, dầu gì còn có thể giữ được mấy cửa hang của mẫu thân, cơm của mình thì mình kiếm, không cần lo lắng đề phòng. Đề phòng chí thân của mình tới hãm hại mình. Hồi tưởng lại con lương cường tráng trong thùng, ngửa đầu lên thật cao, hoàng nương tử thấy hoa mắt, trong lòng cũng bi thương, một kẻ làm cha lại đưa Lương Vọng Nguyệt cho con gái ăn, nhà như vậy, còn có cái gì mà quyến luyến. Cô nương có chí khí. Phương Tẩu đứng ở một bên khen một tiếng, cầm tay Tương Nghi, lão phu nhân nhà chúng ta, đã từng ra tộc đó. Khi đó Trịnh Gia Huỳnh Dương chèn ép bà như vậy, bà chủ động nói lên ra tộc, lúc ấy không ít người còn nghị luận ầm ĩ, đều nói chắc chắn đến lúc đó lão phu nhân sẽ khóc xin quay về. Lão phu nhân chúng ta nói, sau này cho dù Trịnh Thị dùng 10 dặm hồng trù mời bà trở về, bà cũng sẽ không về. Trịnh Gia Huỳnh Dương. Hoàng nương tử suy tư một chút, mặt đầy kinh ngạc, chẳng lẽ chủ nhân tẩu tử là Dương lão phu nhân? Phương Tẩu cười gật đầu, dạ, ta là do lão phu nhân phái tới hầu hạ cô nương. Sợ nàng bị người ta khi dễ. Ta cảm thấy cô nương có ý niệm này cũng đúng,
Lạc gia có cái gì tốt mà lưu luyến, còn không bằng Trịnh gia năm đó nữa. Trịnh gia còn có mấy đại quan chính nhị phẩm chính tam phẩm, Lạc gia thì có cái gì? Cần gì mà còn không nỡ bỏ? Tương Nghi gật đầu một cái, dạ. Con cũng vậy nghĩ như vậy đấy. Ba người dạo dọc theo vườn một vòng, lúc trở về, trăng sáng đã lộ ra một nửa tại phía tây, màu trắng bạc nhàn nhạt, bên trong như có gì tối tăm mờ ảo. Gió nhẹ thổi lất phất, lá cây vang xào xạc, giống như một khúc nhạc trầm buồn. Tần Ma Ma và Liên Kiều mang thức ăn đã làm xong lên, thấy bọn Tương Nghi trở lại. Hết sức vui vẻ, còn đang nghĩ sao chưa về, vừa vặn có cơm nóng thức ăn nóng. Món ăn hôm nay rất là phong phú, Tần Ma Ma làm 6 món ăn, chính giữa là một chén canh, bên trong là canh loãng dùng một con gà nấu ra, sò khô giang giao hình cục làm nền, nếm vào ngon vô cùng. Ngoài ra xào mấy món ăn mặn thêm 2 món thức ăn khác, là bánh ngọt quế hoa cao và một đĩa thức ăn nguội. 5 người ăn no nê, bụng cũng tròn ta. Chờ ăn xong cơm tối, trăng sáng cũng lên rồi, ánh trăng trong sáng chiếu trên mặt đất, bóng cây đung đưa lay động, chợt nghe đến trong thùng nước bên kia truyền tới một trận tiếng động, Liên Kiều nhích lại gần Phương Tẩu, ta sợ. Phương Tẩu cười một tiếng, sờ đầu Liên Kiều một cái, sợ cái gì? Chẳng qua chỉ là một con lươn lớn thôi. Nàng mang Tương Nghi đi tới một bên thùng gỗ, nắp thùng chỉ che một nửa, có thể thấy một nửa kia. Nước một mảnh đen thui, khi thì thấy một tia ngân quang thoáng qua. Phương Tẩu đưa tay, nắp kia rơi trên đất, theo tiếng nắp rơi xuống đất, trong thùng nước phát ra một tiếng đâm, Liên Kiều bị dọa sợ vọt sang một bên. Đêm trăng tĩnh lặng, trăng sáng vừa tròn lại vừa trắng, ánh sáng trăng chiếu xuống trong sáng như chiếc gương bạc. Một cái đầu hình tam giác từ từ dâng lên trong thùng, trên đỉnh đầu có một đôi mắt, vững vàng nhìn trăng sáng tròn trắng trên bầu trời, mắt nháy cũng không nháy, nhìn hết sức chuyên chú. Toàn thân Liên Kiều rùng mình một cái, nhưng vẫn đưa tay ra ôm lấy Tương Nghi, cô nương. Đừng nhìn. Tương Nghi cười cười, học Phương Tẩu nói, có gì phải sợ, chẳng qua chỉ là một con lươn lớn thôi. Phương Tẩu thấy Tương Nghi trấn định, còn có thể học lời của mình để an ủi Liên Kiều, tán thưởng cười cười, cô nương nói không sai, chẳng qua chỉ là một con lươn lớn thôi. Con lươn kia ngửa đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời. Không lâu lắm lại từ từ trầm xuống, tất cả khôi phục bình tĩnh. Hoàng nương tử đưa tay lau mồ hôi một cái, xem ra thật là lươn vọng nguyệt rồi. Tần Ma Ma nhìn Tương Nghi, cô nương chuẩn bị làm gì? Tương Nghi suy nghĩ một chút, nếu là mình cầm con lươn này đi tố cáo, chỉ sợ Chu Tri Phủ ngu xuẩn như heo kia căn bản sẽ không tin tưởng, hơn nữa Lạc đại lão gia cũng có thể tùy ý tìm cớ đùn đẩy cho qua. Nói cách khác hắn nhất định sẽ nói, con lươn này không phải hắn mua, làm thế nào hắn biết bên trong có lươn vọng nguyệt gì? Hơn nữa quả thật không phải người người cũng biết thứ gì gọi là lươn vọng nguyệt, Hoàng nương tử và Phương Tẩu chẳng qua chỉ là kiến thức rộng, đoán được mới biết, người phái đi mua thức ăn, chắc chắn cũng không biết rõ. Lương vọng nguyệt này tuyệt đối là Lạc đại lão gia chú tâm chuẩn bị cho nàng, nếu không làm sao lại đưa tới. Chẳng qua là nàng lại không có chứng cớ đi tố cáo, hơn nữa con gái cáo cha, cũng vi phạm hiếu đạo, đến lúc đó Chu Tri Phủ nhất định là một bị đánh gậy đi xuống, đuổi nàng ra khỏi công đường mà thôi. Bây giờ, công dụng duy nhất của con lương vọng nguyệt này là cớ cho nàng ra tộc. Cha ta nói ngày mai hắn sẽ kêu tộc trưởng tới dạy dỗ ta, ta đây sẽ nhân cơ hội ra tộc. Tương Nghi cắn răng, ngày mai chờ tam thái gia kia tới, ta nói yêu cầu ra tộc, nếu ông ta không đáp ứng, ta đây chỉ có thể dùng lương vọng nguyệt này chiêu đãi hắn thôi. Tần Ma Ma gật đầu một cái, cô nương sớm ra tộc đi cũng tốt, tránh cho bị những chuyện này làm lo lắng không yên. Ngày thứ hai, Lạc tam thái gia không cần Lạc đại lão gia mời, đã đến Lạc phủ. Tối hôm qua Lạc lão phu nhân trút hơi thở cuối cùng. Sau khi Lạc lão phu nhân trở về, sống quả thực không dễ chịu, dù Lạc tam lão gia một lòng một ý chăm sóc bà, chẳng qua không qua cái gai trong lòng, vừa nhắm mắt thì thấy Tiền thị đứng ở trước mặt mình, cười thần bí khác thường. Lạc lão phu nhân chỉ có thể không ngủ mới không thấy nàng. Người không phải làm bằng sắt, hơn 10 ngày không thể chợp mắt ngủ, cả người gầy như bộ xương chỉ có một lớp da ở bên trên. 15 tháng 8 là ngày đoàn viên, sau khi Lạc lão phu nhân ngắm trăng với một nhà Lạc tam lão gia, về phòng thì đầu cảm thấy không thoải mái, bà để cho Thanh La đi sắc thuốc,
Sau khi uống cảm thấy thoáng tốt hơn một chút, nhưng là sáng sớm hôm nay, khi Lạc Tam phu nhân đến thỉnh an, Lạc lão phu nhân còn chưa tỉnh lại, bọn Thanh La vỗ cửa phòng một cái, nhưng không thấy đáp lại. Quá ma ma bưng nước tới, nghe nói lão phu nhân không có động tĩnh, trong lòng quýnh lên, nước trong chậu rơi đầy mặt đất, bà dùng sức đá một cái, cửa bị đạp ra một nửa. Khi đi vào xem, Lạc lão phu nhân nằm trên giường không nhúc nhích, đưa tay sờ, thì phát hiện thân thể của bà đã lạnh như băng. Lạc Tam phu nhân cả kinh biến sắc, vội vàng phái người đi gọi Lạc Tam lão gia tới, trong vườn nhất thời huyên náo rối bời, Lạc Tam lão gia vốn muốn cho đầy tớ nhà quan đưa tin cho phòng lớn và vợ lẽ, lại sợ hai phòng tới sẽ trách cứ mình chăm sóc không chu toàn. Suy nghĩ một chút thì phái người đi thông báo Lạc Tam thái gia và Dương nhị phu nhân trước. Chờ Lạc đại lão gia biết tin nhi, bên tam phòng đã bắt đầu dựng linh đường. Năm ngoái Lạc lão phu nhân đã chuẩn bị quan tài, giờ vừa vặn có đất dụng võ. Dương nhị phu nhân mang bảo trụ Bảo Thanh về, vừa thấy Lạc lão phu nhân nhắm mắt không nói thêm gì nữa, trong lòng chua xót. Nhào tới trên người Lạc lão phu nhân khóc trống lên. Lạc Tam thái gia nghe tiếng khóc thê thảm kia, trong lòng cũng là khó chịu, cháu gái, ngươi cũng đừng khóc, ngươi cũng đã qua đời, cho dù lại khóc cũng vô ích, không bằng bớt đau buồn đi, đảm bảo mang thai. Vừa mới nói xong lời này, chỉ thấy Lạc đại lão gia la hét đi vào, Tam đệ, ngươi là chăm sóc mẫu thân thế nào? Sao chia nhà mới nửa tháng? Mẫu thân đã qua đời. Lạc Tam lão gia quỳ trước giường Lạc lão phu nhân, chỉ khóc, cũng không trả lời, Lạc đại lão gia càng là đắc ý, đang chuẩn bị tiếp tục nói, chỉ thấy Lạc Tam thái gia và Dương nhị phu nhân cũng ở đây, lập tức ngừng câu chuyện. Đại ca, khi đó mẫu thân là dáng vẻ gì? Không phải ngươi không biết, còn không phải là bị ngươi làm tức chết. Lạc Tam phu nhân lại chịu không nổi khẩu khí này, nhìn chằm chằm Lạc đại lão gia oán hận nói, sau khi chia nhà, nhị ca còn 2-3 ngày tới thăm mẫu thân, còn trưởng tử như ngươi, sao không thấy ngươi tới? Hắn lấy 1.800.000 lượng bạc, tự nhiên phải tới nhiều vài chuyến. Lạc đại lão gia hầm hừ đạo, nếu mẫu thân cho ta 1.800.000, chắc chắn ta cũng phải đến thăm nhiều mấy lần. Đại ca, ngươi còn là người hả? Dương nhị phu nhân nghe thấy thì trong lòng không thoải mái, xoa xoa nước mắt đứng lên, cho dù mẫu thân không chia bạc cho ngươi, nhưng nhiều năm như vậy bà nuôi ngươi lớn lên, vì ngươi tính toán, có thiếu nợ ngươi hả? Bây giờ ngươi lại nói lời như vậy, thật là làm cho lòng người lạnh lẽo. Lạc đại lão gia mắt liếc nhìn Dương nhị phu nhân. Trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, đương nhiên ngươi phải khóc nhiều mấy tiếng cho mẫu thân. Bà sắp xếp cho ngươi một mối hôn sự tốt, khi lấy chồng, bạc ép trương còn không biết 5 vạn hay là 10 vạn, nếu không sao Lạc gia chúng ta chỉ có một chút bạc này hả? Ngươi có được chỗ tốt, tự nhiên phải nói chuyện cho bà, nhưng ta thì sao, ta ư? Ngươi nhìn ta, bây giờ sống những ngày gì? Không được chia bạc, bén người làm cũng chỉ được mấy trăm lượng, bán cây trong vườn, vào tay được hơn 2.000, tạm thời coi là trong tay có chút ít. Nhưng Lạc đại lão gia vẫn cảm thấy không đủ, hai người em trai mỗi người 1.800.000, chia vườn ở, hắn là huynh trưởng, là phòng lớn, lại chỉ có thể có ít như vậy. Đại ca, tại sao giờ ngươi lại vô sĩ như vậy hả? Dương nhị phu nhân nghe những lời này. Lửa giận trong đầu bốc lên, giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, quả thực không nói ra lời. Lúc nào thì hắn biết liêm sĩ chứ? Bên ngoài truyền tới một tiếng thanh thúy, mọi người chuyển mặt một cái, lại thấy đến Tương Nghi mang theo nha hoàng bà tử đi vào, Tam thái gia, hôm nay Tương Nghi có chuyện quan trọng xin ngươi xem xét quyết định. Lạc Tam thái gia sờ râu một cái. Trong lòng hơi không vui, ông làm tộc trưởng Lạc thị, quả thực không có nhiều thực quyền, chẳng qua là ở trong lòng tiểu môn tiểu hộ dòng thứ, hình tượng cao lớn chút thôi, mỗi lần vào thành Nghiễm Lăng, thấy Lạc phủ, tự nhiên ông có một cảm giác xấu hổ. Năm đó chia nhà, nhị ca chết sớm, còn lại ông và đại ca tứ đệ, đại ca đại tẩu lợi hại, thừa dịp mình còn chưa kịp phản ứng. Lấy một chút xíu gia sản còn dư lại trong tay, khi đó tộc trưởng cũng thiên vị, ý vị giúp đại ca đại tẩu, cũng không biết kết quả có chỗ tốt gì, hắn và tứ đệ chỉ có một điền trang, may mắn trên điền trang có nhà ở, mang theo gia quyến dời vào, cũng vui vẻ thanh tĩnh. Nhưng mỗi lần tới Lạc phủ, trong lòng vẫn còn hơi tức giận bất bình. Bây giờ Lạc phủ loạn như vậy. Ông nhìn mà trong lòng vui vẻ,
phản phất quốc nghẹn được trút ra. Các vị trưởng bối, Tương Nghi mang theo thứ ly kỳ cho mọi người xem. Phương Tẩu xoay người, xách từ bên ngoài vào một cái thùng, im lặng không lên tiếng nhìn Lạc Đại Lão gia. Mọi người chỉ cảm thấy hơi lạ, người người nhìn cái thùng kia. Các vị trưởng bối, trong thùng này là thức ăn hôm qua cha đưa cho Tương Nghi thêm đồ ăn, hắn nói trung thu đến, muốn ta ăn chút thứ tốt. Tương Nghi liếc mắt nhìn Lạc Đại Lão gia, thấy sắc mặt hắn hơi trắng bệch, cười với hắn rồi cười, cha, sao thần sắc ngươi lại hốt hoảng như vậy? Ta hốt hoảng cái gì? Lạc Đại Lão gia cảm giác mình thật không có sức, lại để cho một con nhóc 7 tuổi hù dọa. Hắn khí thế hung hăng đưa ra một tay với Tương Nghi, còn không mau mau trở về phòng mình đi, tới nơi này giả thần giả quỷ làm chi? Cha, không làm chuyện trái lương tâm, thì không sợ quỷ gõ cửa. Tương Nghi gật đầu với Phương Tẩu một cái, Phương Tẩu, xin ngươi hãy lấy thứ kia ra cho mọi người nhìn một chút. Phương Tẩu lấy nắp thùng nước lên, cầm cái kìm chụp vào trong, một con lương to dài uốn éo người đi ra. Trắng. Có người nhát gan biến sắc, vội vàng né tránh. Đây không phải rắn, đây chỉ là con lương. Tương Nghi nhìn trên mặt người xung quanh lộ ra thần sắc kinh dị, chậm rãi tăng thêm một câu, đây là Lương Vọng Nguyệt. Lương Vọng Nguyệt. Bảo trụ hiếu kỳ. Đang chuẩn bị nhấc chân đi về phía trước, lại bị Dương Nhị phu nhân kéo lấy, bảo trụ, đừng động. Lương Vọng Nguyệt này có độc. Thuở nhỏ Dương Nhị phu nhân đọc đủ thứ thi thư, cũng từng thấy trong sách cổ nhắc tới con lương khác thường này, trong lòng hơi khẩn trương, Lương Vọng Nguyệt này lấy vật chết làm thức ăn, cho nên vô cùng độc, nếu ăn lầm nó sẽ trúng độc, thất khiếu chảy máu mà chết. Ta từng thấy trong sách như thế viết, lại chưa từng thấy qua. Đây thật là Lương Vọng Nguyệt. Quả nhiên Dương Nhị phu nhân kiến thức rộng rãi. Phương Tẩu kẹp chặt con lương kia vững vàng cho mọi người nhìn đầu và hoa văn của con lương này, khác với con lương bình thường. Tối hôm qua, nó thỉnh thoảng từ trong thùng nước ngẩng đầu ngắm trăng. Một lúc lâu mới nằm xuống, ta ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng cũng hơi sợ hãi. Thật sự ngắm trăng. Dương Nhị phu nhân cũng thấy hứng thú, nhưng suy nghĩ con lương này độc tính rất mạnh, lại thấy rợn cả tóc gáy, nhìn Lạc Đại Lão gia đứng một bên. Trong lòng bi phẫn, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, không nghĩ tới đại ca so với kia cầm thú còn không bằng. Nếu không phải mấy người họ hàng, tối hôm qua làm con lương này ăn, vậy bây giờ? Lạc Đại Lão gia bị người nhìn chằm chằm, toàn thân càng không được tự nhiên, hắn nặng nề ho khan một tiếng, Lương Vọng Nguyệt gì chứ, nói bậy nói bạ. Cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói qua có loại lương như vậy, Tương Nghi, tẩu tử bên cạnh ngươi này là không để được rồi. Theo dệt chuyện. Cha, ngươi có biết Lương Vọng Nguyệt không? Trong lòng ngươi tự nhiên tính toán sẵn. Tương Nghi cười lạnh một tiếng, chỉ Lương Vọng Nguyệt, ngươi có thể mở miệng hỏi ta muốn tiền ăn uống 300 lạng bạc ròng một tháng, thì như thế nào còn rộng rãi như vậy đưa con lương này tới cho ta ăn? Thế nào cũng phải muốn thu một lượng bạc chứ? Lạc Đại Lão gia đỏ mặt, không dám nhìn ánh mắt Tương Nghi, lão tử tốt bụng quan tâm ngươi, lại không nghĩ rằng lòng tốt bị xem thành lòng ác. Các vị trưởng bối, hôm nay Tương Nghi chạy tới nơi này, chỉ là muốn mời các vị làm chứng thay ta. Tương Nghi nhìn Lạc lão phu nhân đang nằm thẳng một cái, lạnh lùng nói, tổ mẫu hại chết mẫu thân của ta. Dương Nhị phu nhân há miệng. Vốn là muốn nói hai câu, nhưng thấy ánh mắt quyết tuyệt của Tương Nghi, không khỏi âm thầm than thở trong lòng, mẫu thân làm những chuyện kia, sợ rằng dù thế nào cũng không thể che giấu. Cho dù bà là mẫu thân của mình cũng không thể điên đảo trắng đen. Bây giờ bà đã chết, ta cũng sẽ không đi cùng người chết so đo. Tương Nghi nhìn chăm chú vào Lạc Đại Lão gia, người đứng ở trước mặt này. Ta vốn nên phải gọi hắn là cha, nhưng bây giờ ta không muốn lại chịu đựng nữa, bắt đầu từ hôm nay, ta đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Cái gì? Người ở chỗ này hít vào một hơi, Dương Nhị phu nhân đi qua, cầm tay Tương Nghi, chuyện này con phải thận trọng. Con đã không có mẫu thân, sao có thể lại không cha? Ta có cha hay không có cha cũng giống nhau. Tương Nghi lạnh nhạt nói, suy nghĩ một chút, lại lắc đầu, không giống nhau, còn không bằng không có cha, có một người cha thời thời khắc khắc tính toán mình, sau này chết thế nào cũng không biết. Mọi người nghe lời này, im lặng không nói gì, điều này cũng đúng thật,
lần này có thể nghĩ ra biện pháp dùng Lương Vọng Nguyệt này, không chừng lần tới có cái gì có độc nấm. Hoặc là trộn trong lá trà chút độc phấn, thần không biết quỷ không hay, tương nghi lập tức mất mạng. Ta nghe người hầu cũ của mẫu thân ta nói, khi mẫu thân còn sống, cha đã cấu kết với kế mẫu kia, sau khi mẫu thân chết thì không kịp chờ đợi mà nghênh kế mẫu vào cửa, bây giờ kế mẫu mới đi, hắn lập tức chẳng quan tâm hai người em trai, thứ người như vậy có làm chồng làm cha sao? Tương Nghi càng hổ thẹn khi làm nữ nhi của hắn. Tương Nghi giận quát một tiếng, Lạc Thận Hành. Hôm nay ta và ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Lạc Tam Thái Gia đến lúc này mới tỉnh hồn lại, hắn ô kìa nha, kêu một tiếng, Nghi nha đầu, sao lại khinh suất như vậy? Nữ nhân sao có thể vứt bỏ nhà mẹ đẻ của mình, sau này lập gia đình, dù sao cũng phải có nhà mẹ làm chỗ dựa. Tương Nghi cười cười, Tam Thái Gia quan tâm Tương Nghi như vậy, Tương Nghi cảm ơn. Chẳng qua là Tương Nghi cảm thấy, cho dù Tương Nghi không đoạn tuyệt quan hệ với hắn, sau khi xuất giá này gặp chuyện gì, còn có thể hy vọng nào hắn tới giúp ta một, hai. Chỉ sợ sẽ đi theo phu gia mưu hại ta tìm chỗ tốt. Tiểu nha đầu lừa đảo, còn nhỏ đã treo phu gia lên mép, đồ không biết thẹn. Còn không mau mau trở về, lại đến chỗ này nói bậy, đừng trách ta không khách khí. Lạc đại lão gia rống lên một tiếng. Mình làm cha, sao có thể lộ vẻ sợ hãi chứ? Hắn thở phì phò nhìn một cái Lạc Tam Thái gia, Tam Thúc, ngươi cũng đừng để ý tới nàng, coi như nàng đang quấy rối. Sao hắn có thể thả nàng đi? Nàng có 4 cửa hàng, 9 vạn lượng bạc, dù thế nào cũng phải thu những thứ đó vào tay lại nói. Lạc Thận Hành, ngươi nói ta đang quấy rối, nhưng ta thì coi là thật. Từ nay về sau, Lạc Tương Nghi ta không có cha, loại người như ngươi, không xứng làm cha ta. Tương Nghi ngẩng đầu lên, Phương Tẩu, chúng ta đi. Chờ đó. Ngươi nghĩ đi. Trước tiên để đồ vật của mẹ ngươi lại. Lạc đại lão gia vừa vội vừa tức, không để ý tới trong tay Phương Tẩu kẹp một con lươn, vừa sải bước tiến lên, mẫu thân ngươi mang đồ đến Lạc gia. Những thứ đó là của Lạc gia, làm sao có thể bị ngươi mang đi. Đồ vật để lại, người đi. Tương Nghi khinh bỉ nhìn Lạc đại lão gia liếc mắt, Lạc Thận Hành, ngươi thật là kẻ nhu nhược, một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm đồ cưới mẫu thân ta. Đồ cưới là tư vật của mẫu thân ta, có gì liên quan ngươi? Đồ cưới đều là để lại cho con gái, lại không nói cho phu quân hưởng dụng. Vì sao đồ cưới kế mẫu đích cũng dọn về Cao gia? Ngươi cũng không thèm nghĩ muốn nhìn nữa. Huống chi ta còn có sử sách của tri phủ Hoa Dương, đồ cưới mẫu thân thuộc về ta, không người nào có thể mơ ước. Nói bậy nói bậy. Lạc đại lão gia nguy run run vươn tay ra chỉ Tương Nghi, trăm sự hiếu làm đầu, đồ vật của con gái tự nhiên muốn cầm cho làm lão tử hưởng dụng. Ngươi dám không lấy ra. Tương Nghi khinh bỉ nhìn hắn một cái, cho nên ta mới nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, đỡ cho ngươi luôn là lấy chữ hiếu gì tới dọa ta. Đoạn tuyệt quan hệ. Nghĩ thật tốt. Không có ta đây, ở đâu ra ngươi? Lạc đại lão gia thấy Tương Nghi phải đi, nóng nảy, tiến lên ngăn lại nàng, ngươi trả bạc mấy năm nay Lạc gia nuôi ngươi trước. Tương Nghi lẳng lặng liếc mắt nhìn Lạc đại lão gia, không giận chút nào, Lạc Thận Hành, nói như ngươi rất tốt, chúng ta coi như rõ ràng, sau này cũng không cần bất hòa nữa. Một năm ta ăn mặc ở Lạc phủ, nhiều nhất chỉ 300 lạng bạc ròng, ta coi là nhiều hơn một chút, cho ngươi 500, 7 năm 3.500, nhiều như vậy, nếu ngươi không muốn, ta cũng vừa vặn, có thể tiết kiệm một chút thì một chút. Lạc đại lão gia đỏ mặt tía tai đứng ở nơi đó, trong miệng la lối, 500 lạng bạc ròng một năm, sao có thể? Quá ít quá ít. Bảo trụ thật sự là không thể nhịn được nữa, xông lên trước, kéo cánh tay Tương Nghi lại, Tương Nghi, muội đi, chớ làm phiền cậu, ta thấy cậu đã không cứu. Tương Nghi nhìn mặt bảo trụ chân thành. Khẽ mỉm cười, ta đang đợi hắn, nếu hắn không muốn 3.500 lượng bạc này, ta đây coi như xong, tạm thời tiết kiệm một chút là một chút. Phương Tẩu, chúng ta đi. Lạc đại lão gia khàn cả giọng thét, muốn, ngươi lấy ra cho ta, 3.500, nói xong rồi, sau này chúng ta rõ ràng, ngươi không còn là nữ nhi của ta, Lạc Thận Hành ta không có nữ nhi là ngươi. Tam Thái gia, nhị thúc Tam Thúc, nhị thẩm nương Tam Thẩm nương, cô, các ngươi cũng nghe rõ ràng, đây là Lạc Thận Hành tự mình nói.
Tương Nghi cắn răng nói, Tần ma ma, lấy ngân phiếu tới. Sáng hôm nay, Tương Nghi và Tần ma ma đã làm nhiều chuyện, đầu tiên là đi tiền trang hối thông lấy 3.500 lượng bạc ra. 3.500 này là Tần ma ma và Phương Tẩu thương lượng rất lâu với nàng mới quyết định. Liên Kiều nghe nói muốn bỏ nhiều bạc như vậy cho Lạc đại lão gia, hết sức không vui, lớn tiếng, làm gì cho hắn nhiều như vậy, nhiều lắm là cho 10 lượng cũng được. Tần ma ma cười kéo nàng tới một bên, y theo tánh tình kia, cho ít nhất định sẽ càng quấy, còn không bằng cho tương đối thích hợp, hắn cũng không nói lại được, ngươi nhanh đi thu dọn đồ đạc, hôm nay chúng ta ra phủ. Quả nhiên, 3.500 lượng bạc vẫn có thể khiến Lạc đại lão gia mở ra cặp mắt chó kia, hắn đồng ý. Bảo trụ chấp bút, hai bên lập khế thư, Lạc thị Tương Nghi đoạn tuyệt quan hệ cha con, từ nay về sau, không là người trong Lạc thị. Tương Nghi nghe bảo trụ đọc xong, trên mặt không chút biểu tình, đi tới phía trước ấn ngón tay lên. Bảo trụ cầm khế thư kia đưa cho nàng, mặt đầy tiếc nuối, Tương Nghi, sau này chúng ta không phải biểu huynh muội rồi hả? Bảo Thanh ở một bên ngẩng đầu nói, ca ca, huynh hồ đồ hả? Tương Nghi tỷ tỷ không có đoạn tuyệt quan hệ với nhà chúng ta, nàng là biểu tỷ của ta. Bảo trụ sờ một cái đầu, nở nụ cười, sao lại không phải chứ? Lạc đại lão gia nhận lấy khế thư kia, vươn tay ra với Tương Nghi, bạc đâu? Tần ma ma, đưa ngân phiếu cho hắn. Tương Nghi phân phó một tiếng, Tần ma ma đưa một tấm ngân phiếu cho Lạc đại lão gia, ngân phiếu của tiền trang hối thông, ngươi có thể yên tâm, đổi được trên cả Đại Chu. Lạc đại lão gia nhận lấy ngân phiếu, lật đi lật lại nhìn một hồi, rồi mới thận trọng bỏ ngân phiếu vào trong túi bên của tay áo, ngươi đã không phải người Lạc phủ rồi, tự nhiên cũng không thể ở Lạc phủ ở. Nếu muốn ở, vậy cũng phải hơn đưa bạc mới được. Đương nhiên ta sẽ không sẽ ở Lạc phủ nữa. Tương Nghi quét mắt nhìn mọi người trong phòng, Yêu Kiều cúi chào, các vị trưởng bối, Tương Nghi bái biệt. Tay Phương Tẩu rung một cái, con lương vọng nguyệt bay thẳng tới Lạc đại lão gia, khi hắn còn không kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra. Đã cảm thấy một vật lạnh như băng chui vào cổ mình, trượt xuống. Lạc đại lão gia bị hù dọa toàn thân phát run, bên này Phương Tẩu âm trầm, ăn lương vọng nguyệt bị trúng độc mà chết, không biết bị lương vọng nguyệt cắn sẽ thế nào. Bảo trụ cười nói, chắc chắn cũng sẽ trúng độc, không phải nói lương vọng nguyệt độc tính rất nặng sao. Lạc đại lão gia nghe một hỏi một đáp này, bị dọa sợ hồn bay lên trời, con mắt đảo một vòng. Thân thể mềm nhũn té xuống đất, hôn mê. Ngoài cửa Lạc phủ, Phúc Bá đánh xe ngựa chờ ở đó, trong tay Tương Nghi xách đèn lưu ly tú cầu, bên người đi theo bảo trụ Bảo Thanh, phía sau là một ít nha hoàng bà tử đi từ từ theo, Phúc Bá vội vàng tiến lên đón. Nhận bọc quần áo bỏ vào sau xe, đại tiểu thư. Mọi chuyện có thể chấm dứt rồi sao? Tương Nghi gật đầu một cái, làm xong hết rồi, có thể đi Hoa Dương chung sống với Lưu Ma Ma và Thúy Chi rồi. Phúc Bá tuét miệng nở nụ cười. Vợ ông đã qua đời, chỉ còn một đứa con trai là Toàn Quý, ban đầu ở lại, là vì Tương Nghi, ông được con trai con dâu dặn dò, phải đưa đón đại tiểu thư thật tốt. Bây giờ đại tiểu thư đi Hoa Dương rồi, ông có thể sống chung với con trai con dâu, sau này còn có thể giúp chăm cháu trai cháu gái nữa. Bảo trụ cùng Bảo Thanh đi theo phía sau, lưu luyến không rời, Tương Nghi, muội đi Hoa Dương. Dạ, sau này hai người đến Hoa Dương chơi. Tương Nghi đứng thẳng người, nhìn Bảo trụ và Bảo Thanh, trong lòng cảm kích. Tuy nói người Lạc gia đối với nàng không ra gì, nhưng Dương gia thật là trợ giúp cho nàng. Dù nàng cảm ơn thế nào cũng không đủ, muội sẽ viết thơ cho hai người. Bảo Thanh chớp mắt hai cái, muội sẽ nhớ tỷ, Tương Nghi tỷ tỷ. Tương Nghi giang hai tay ôm lấy nàng, bỗng nhiên có cảm giác muốn rơi lệ, lòng chua xót một trận, tỷ cũng sẽ nhớ muội. Bảo trụ đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng, cho đến khi thấy Tương Nghi lên xe, lúc này mới thở thật dài một cái, Tương Nghi, huynh đưa địa chỉ của tổ mẫu ở kinh thành cho muội. Bà thích muội như vậy, chắc chắn muốn biết muội sống thế nào, muội phải nhớ viết thơ cho bà. Lòng Tương Nghi khẽ động, Dương lão phu nhân là đại ân nhân của mình. Dù thế nào cũng không thể không nhớ. Mặc dù Tần ma ma và Phương Tẩu nhất định biết bà ở nơi nào, nhưng dù sao đây cũng là một tấm lòng của Bảo trụ, nàng cười gật đầu,
huynh nói cho muội biết. Bảo trụ đưa đầu qua, tinh tế nói mấy câu nói bên tai Tương Nghi, mấy đại nhân đứng ở cửa Lạc phủ nhìn chằm chằm hai người nhìn cái không dừng được, giọng nói chanh chua của Lạc nhị phu vang lên, ôi ôi ôi. Nhìn bảo trụ đối với Tương Nghi, thật không phải tốt bình thường nhé. Biểu huynh muội thành thân, ở Đại Chu cũng không tính là chuyện ly kỳ, suy nghĩ một chút đến Dương Bảo Trụ coi thường quần nhi nhà mình, đối với Lạc Tương Nghi lại để ý như thế, cũng không trách trong lòng Lạc nhị phu nhân khó chịu. Dương nhị phu nhân không có lên tiếng. Chẳng qua là nhìn Bảo Trụ nói chuyện với Tương Nghi, thầm nghĩ trong lòng, Bảo Trụ không biết có phải thật thích Tương Nghi không, nếu là thật lòng thích, cô cháu ngoại này của mình là người một, chẳng qua là... Nàng yên lặng thở dài một cái, gia thế đó, quả thực cũng khó xứng với Dương gia. Biểu huynh muội nói lời từ biệt xong, chủ tớ bốn người chen lên xe. Xe ngựa tuy nhỏ, nhưng ngồi bốn người lại dư dả, nhìn đại môn Lạc phủ từ từ lui về phía sau, Tương Nghi thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng thoát khỏi Lạc gia, mình có thể đi làm chuyện mình muốn làm rồi. Phúc Bá đánh xe rất vững vàng, nghĩ tới Tương Nghi ở trên xe, sợ nàng tuổi còn nhỏ, không chịu nổi lắc lư, cho nên đi cũng không gấp, hai ngày mới đến Hoa Dương. Chạy xe tới trước một cửa hàng phố đông mới ngừng lại, Phúc Bá chỉ cửa kia, Lưu Ma Ma ở đây, cô nương, ngài xuống xe trước. Lưu Ma Ma đang bận rộn ở phía sau, thấy Tương Nghi mang theo vài người đi tới, cả kinh giao thái trong tay cũng rơi trên tấm thớt. Bà đưa tay xoa xoa trên vạt áo, lúc này mới lên đón, cô nương, sao ngài lại tới đây? Ma Ma, sau này chúng ta sống cùng nhau. Tương Nghi đi lên phía trước, ông lấy Lưu Ma Ma, ta và Lạc thị nhất đao lưỡng đoạn. Lưu Ma Ma cả kinh trợn tròn mắt, nhất đao lưỡng đoạn. Cô nương, ngài đây là tội gì? Ma Ma, bị người dồn đến tuyệt cảnh, chỉ có thể làm như vậy mới có thể bảo toàn tính mạng. Tương Nghi đơn giản nói chuyện mấy tháng nay ở Nghiễm Lăng một lần. Lưu Ma Ma nghe giận đến cầm dao chém lên tấm thớt, thật là một đám người lòng dạ đen tối, lão chủ chứa hạ thủ hại phu nhân, đứa con của bà ta, đại lão gia lương tâm bị chó tra rồi, lại muốn hại con gái của mình. Suy nghĩ đến tiền thì chết, nước mắt Lưu Ma Ma rớt xuống, biết rõ là lão kia chủ chứa làm ra tay chân, vậy vì sao Chu Tri Phủ không cho bà ta một đao, lại còn để cho bà ta chết ở nhà? Chẳng lẽ không nên ngũ mã phân thay thiên đao vạn quả sao? Ma Ma, không phải từng vị quan đều chính trực sáng suốt như Lâm Tri Phủ. Tương Nghi lắc đầu một cái, thở dài một cái, bà đã chết ta cũng không có cách nào lại đi cáo trạng, tối nay ta dâng hương cho linh vị của mẹ, nói cho nàng biết chuyện này. Lưu Ma Ma vén vạt áo lên chùi nước mắt, đó là phải làm. Tương Nghi đứng trong sân nhỏ, ra bên ngoài bên nhìn một chút. Chỉ thấy trong cửa hàng bày một ít gì đó, vô số, có hai ba tiểu nhị ngồi ở đó, dáng vẻ buồn bã yểu xìu, khách hàng trong cửa hàng không nhiều, top 3 top 5 đang chọn đồ, nhìn ra thì chuyện làm ăn rất đình trệ tiêu điều. Nơi này là phố Đông Hoa Dương, là khu vực phồn hoa nhất, sao quan cảnh làm ăn lại như vậy? Tương Nghi hơi nghi hoặc một chút, Tần Ma Ma và Phương Tẩu bên người nhìn cảnh tượng này. Cũng nghi vấn nặng nề, Lưu Ma Ma, cửa hàng này làm ăn hình như không được tốt. Lưu Ma Ma xấu hổ không chịu nổi, cô nương, hôm đó ta và Thúy Chi vỗ ngực nói khoác lác, một năm phải kiếm cho ngài một vạn lượng bạc, không nghĩ tới chuyện làm ăn này đúng là không đơn giản như chúng ta, cầm cửa hàng này trong tay hai tháng, ngoại trừ bạc mua hang vào, chỉ kiếm được mấy chục lượng bạc. Ai, thật là không có mặt gặp cô nương ngươi. Phương Tẩu cười một tiếng, Lưu Ma Ma, lúc trước ngươi chỉ trông coi chuyện nội vụ, chợt tới làm ăn, đương nhiên không thuận tay. Đúng vậy. Lưu Ma Ma tìm được đối tượng tố khổ, nói liên tục. Bốn cửa hàng, có một cái cho thuê, ngày tháng cho mướn chưa tới, cho nên vẫn là tiếp tục để cho hắn đến kỳ. Tiền mướn một năm 1.800 lượng bạc. Mà ba cửa hàng còn lại đều nằm trên phố Đông, những quản sự kia của Lạc lão phu nhân, một mực nắm không chịu buông tay, mỗi lần bà đi thúc giục, bọn họ đều chỉ nói hàng hóa còn chưa dọn dẹp xong, làm xong lập tức đưa cho các nàng. Đi nhiều lần, thấy thứ trong cửa hàng nhiều không ít, người ta làm ăn sôi nổi như cũ, Lưu Ma Ma và Thúy Chi vô kế khả thi. Chỉ có thể đi cầu Lâm Tri Phủ. Lâm Tri Phủ cũng chịu hỗ trợ, phái mấy nha dịch đi ba cửa hàng kia, thái độ cứng rắn bắt bọn họ lập tức dời đi, thứ bên trong cửa hàng,
không có quan hệ với các ngươi, tùy cho ma ma tẩu tử của Lạc đại tiểu thư tới xử lý là vân. Mấy quản sự xử lý cửa hàng liều mạng kêu khổ, đều nói đồ vật là bọn họ tốn vốn tiền vào. Bây giờ muốn dọn đi, tiền kia cũng thua thiệt, trở về Lạc phủ, Lạc lão phu nhân không thể không trách cứ bọn họ. Vài người đi lại, lời nói tốt đầy một sọt lớn, ý vị kêu khổ cả ngày, bọn nha dịch không có chủ ý, lại kéo mấy ngày, cuối cùng mới báo lên Lâm Tri Phủ. Lâm Tri Phủ nghe mấy tên quản sự giảo hoạt như vậy, giận tím mặt, tự mình chọn một tên cùng biết chuyện đi xử lý. Tâm tư Lâm Tri Phủ là muốn mau mau lấy bắt mấy quản sự của Lạc lão phu nhân rời khỏi, đi tới trong cửa hàng, không nói hai lời, để cho nha dịch lôi mấy quản sự ra ngoài, tu hú chiếm tổ, còn muốn tố khổ. Mau mau về Nghiễm Lăng đi. Dây dưa ở Hoa Dương một tháng, cuối cùng là cầm lại ba cửa hàng, Thúy Chi và Toàn Quý xử lý hai gian cửa hàng lân cận, Lưu Ma Ma quản cái này. Ba người thương nghị một chút, cũng không biết Tư Nghi chuẩn bị làm mua bán gì, thanh lý toàn bộ đồ trong cửa hàng trước lại nói. Xử lý hang mất nửa tháng, trong cửa hàng đầu vô ích không ít, Lưu Ma Ma cảm thấy có thể vừa mua bán vừa chờ Tư Nghi, nên tự mình đi nơi khác xem hàng, mời mấy tiểu nhị nhìn cửa hàng, cũng coi như khai trương làm ăn, chẳng qua là không nghĩ tới này làm ăn không bằng xử lý chuyện trong nhà. Nhìn đơn giản, nhưng lại ít thấy khách tới. Vừa mới đến Hoa Dương, chưa quen cuộc sống nơi đây, không đi mời trưởng quỹ giỏi được, Lưu Ma Ma đành tự mình chịu trách nhiệm tính sổ, may mắn khi đó đi theo tiền thị cũng học chút chữ viết nông cạn, biết thêm giảm đơn giản, miễn cưỡng duy trì cửa hàng, không lỗ vốn, nhưng kiếm được cũng không nhiều, trừ tiền công mấy tiểu nhị. Nửa tháng mới kiếm lời 25 lượng bạc. Cô nương, ta có không mặt mũi nào gặp ngài. Lưu Ma Ma thở thật dài một cái, khi đó không biết trời cao đất rộng, ở trên công đường nhận lời một tiếng, không nghĩ tới. Ma Ma, ngươi đã tận lực, không phải nói cách nghề như cách núi sao. Ngươi làm tốt chuyện nội vụ, nhưng không tinh thông chuyện làm ăn là rất bình thường. Tư Nghi an ủi bà một câu, không lỗ vốn đã là rất tốt, huống chi ngươi còn kiếm lời 25 lượng bạc. Lưu Ma Ma nghe lời này, ánh mắt sáng lên, trên mặt dần dần cởi bỏ xấu hổ, có thật không? Cô nương thật sự nghĩ như vậy. Tư Nghi gật đầu một cái, Ma Ma, ta thật không trách tội ngươi, sau này chúng ta sống cùng nhau, tinh thần sức lực hợp lại. Nhất định có thể kiếm được nhiều hơn một chút. Cửa hàng không tính là quá nhỏ, nhưng cũng không phải rất lớn, bên trong mất trật tự để một ít thứ, hỗn tạp, cái gì cũng có. Đảo mắt qua giá để hang, từ ăn mặc đến dùng, thật giống như mọi thứ không thiếu, cái gì cũng có một chút nhỏ. Phương Tẩu nhìn những thứ đó thì nở nụ cười, Lưu Ma Ma thật sự là suy nghĩ chu đáo. Lưu Ma Ma cười một cách ngây thơ, ta suy nghĩ không dễ xài, cảm thấy cái nào cần thì lấy vào một chút, cũng không biết cái nào có thể bán được, dứt khoát mỗi một dạng lấy vào một chút. Tần Ma Ma than thở, Ma Ma, ngươi làm ăn như vậy, không lỗ vốn, nửa tháng còn kiếm lời 25 lượng bạc, thật là hiếm thấy. Tư Nghi đứng ở một bên bình thanh tĩnh khí nghe, Lưu Ma Ma và Phương Tẩu đều là thủ hạ đắc lực của Dương Lão Phu Nhân, Dương Lão Phu Nhân giỏi làm ăn, hai người bọn họ mưa dầm thấm đất, cũng ít nhiều gì biết nhiều chút con đường, mình nghe lời của các nàng, từ trong suy nghĩ ít thứ ra, nhìn xem có ích lợi thật sự không. Tần Ma Ma, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Lưu Ma Ma mặt đầy chân thành đứng ở bên người Tần Ma Ma, ta đúng là ngu dốt việc làm ăn này, chỉ biết được dậy thật sớm đi xem những chuyến hàng sớm nhất, giá tiền có thể ép tới thấp một chút, như vậy giá vốn cũng thấp. Ma Ma, ngươi nghĩ vì sao cửa hàng làm ăn không được bằng ban đầu? Nghe nói cửa hàng ban đầu, lại khấu trừ quản sự, cũng có thể kiếm tới 300 lạng bạc. Ngươi cứ làm tiếp là được rồi. Tần Ma Ma nhìn cửa hàng đó một cái, quả thực hơi dở khóc dở cười, trong này bán cũng quá tạp nham. Thật ra ta cũng muốn làm, nhưng quản sự ngậm miệng quá chặt, căn bản không nói cho ta biết kia chỗ lấy hang và giá cả, huống chi ban đầu hắn làm người quen mua bán, người ta cũng từng tới hai lần, thấy là ta mở cửa hàng, xoay người rời đi thật nhanh. Thần sắc Lưu Ma Ma như đưa đám, cũng không biết là ta không đúng chỗ nào. Tần Ma Ma nghe Lưu Ma Ma nói như vậy, mới chợt hiểu ra, thì ra là như vậy, vậy chắc chắn là ngầm có bạc giao dịch, những quản sự nhà cao cửa rộng kia,
cũng biết đưa tay muốn bạc, mỗi một lần tới mua đồ, đầu tiên mình phải nếm đủ ngon ngọt mới nói chuyện làm ăn. Còn không phải sao? Lưu ma ma buồn đến mức hai đầu lông mày sắp dán vào nhau, cô nương đưa 3.000 lượng bạc vào trong tay ta, bên trái cũng không dám mua, bên phải cũng không dám mua, rất sợ làm bạc của cô nương trôi theo dòng nước, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ dám mua chút đồ vật tiện nghi vào, vạn nhất thua thiệt, cũng thua thiệt không lớn. 25 lượng bạc này là tiền khổ cực của ngươi đó. Ma ma. Tương Nghi cầm tay Lưu ma ma lắc lắc, bây giờ thì tốt rồi, có Tần ma ma và Phương Tẩu đến giúp ngươi, nhất định có thể kiếm bạc. Cô nương, tự ngươi nhìn xem cửa hàng này, có ý kiến gì không? Tần ma ma thấy ánh mắt Tương Nghi không lướt qua cửa hàng, cười một cái, ngươi là Đông gia, đến lượt ngươi nghĩ kế, chúng ta đều là người làm việc của Đông gia. Tương Nghi nhìn cửa hàng này một chút, do dự dự nói, ta hát không biết, chẳng qua là ta phố Đông là khu vực phồn hoa của Hoa Dương, người tới đây tới mua đồ không giàu thì sang, chắc chắn sẽ không mua khăn như vậy. Nàng đưa tay chỉ một hàng khăn đủ mọi màu sắc đang treo, khẽ lắc đầu một cái, khăn kia dùng chất liệu rất kém, công phu thêu cũng không tốt. Dù là Thúy Chi thêu cũng tốt hơn. Lưu ma ma xấu hổ nói, ta thấy những chiếc khăn này tiện nghi, 10 đồng tiền là có thể mua một cái, mua vào một túi xách lớn, đến bây giờ mới bán đi một cái, bán 18 đồng tiền. Ma ma, nếu là ngươi là người chọn mua trong phủ, ngươi sẽ mua khăn như vậy về hả? Tương Nghi để cho Phương Tẩu lấy một chiếc khăn đặt trong lòng bàn tay, tự ngươi nhìn một chút. Một tấm vải cứng rắn, hút mồ hôi thế nào? Theo thùa cũng thô ráp, đầu dây cũng lộ bên ngoài còn chưa cắt. Lưu ma ma suy nghĩ một chút, mặt đầy xấu hổ, dạ, ta chắc chắn sẽ không mua về cho cô nương dùng. Đây là nguyên nhân vì sao ma ma không bán hàng được. Tương Nghi lắc đầu một cái, người tới phố Đông mua đồ nhất định coi thường loại mặt hàng cấp bậc này. Cô nương, đúng là như ngươi nói. Đồ vật chỗ này ta bán đi, đều là giá mua vào cao một chút, ta còn nghĩ người nhiễm lăng bạc nhiều, chuyên chọn đồ đắt tiền mua, không nghĩ tới là nguyên nhân này. Lưu ma ma bừng tỉnh đại ngộ, nhìn hàng hóa màu sắc sặc sỡ trong cửa hàng, thở dài nói, không phải ta lãng phí không ít bạc sao? Không việc gì không việc gì. Ma ma, ai không phải từ từ học làm việc? Tương Nghi ôm lấy Lưu ma ma, an ủi bà, chúng ta nghe một chút Tần ma ma cùng Phương Tẩu muốn nói gì. Cô nương ngươi nói rất đúng, lúc trước lão phu nhân nhà chúng ta thường xuyên nói, làm ăn thì phải có thực lực nhìn chuẩn, mở ở khu vực phồn hoa, chỉ cần hang tốt, dù ngươi kêu giá trên trời cũng có người mua, nếu mở ở chỗ ở bình dân, thì giá cả càng thấp càng tốt, hàng hóa tốt xấu ngược lại thứ yếu. Tần ma ma cười chúng chím gật đầu một cái, cô nương vẫn còn có chút thiên phú. Ngoài ra, đồ vật cửa hàng quá hỗn loạn ngược lại không tốt. Tần ma ma nhìn đồ vật trên kệ, cười lắc đầu một cái, cửa hàng này nhỏ, không làm được kiểu làm ăn cái gì cũng bán như lão phu nhân chúng ta. Chỉ có thể chọn bán một loại, chỉ cần bán ra danh tiếng, sau này người ta muốn mua đồ này, cũng sẽ nghĩ tới ngươi. Ta nghe nói quy chân viên của Dương lão phu nhân rất nổi danh, còn có chỗ chuyên bán nông sản phẩm tên là siêu thị. Trong đôi mắt Tương Nghi tràn đầy hướng tới, chẳng qua là nghe nói, lại chưa từng thấy. Lời MC, đoạn này mình thấy hình như Dương lão phu nhân là người xuyên không? Sao lại biết siêu thị, một danh từ thời hiện đại? Lão phu nhân nhà chúng ta thích nhất là tái máy trồng hoa nuôi cỏ, bà cũng am hiểu nhất về nuôi trồng trái cây và hạt lúa, được chỉ điểm của bà, hàng năm điền trang thu được tốt hơn nơi khác nhiều. Lão phu nhân cũng mở cửa hàng ở các nơi Đại Chu, chuyên bán đồ vật của điền trang, từ thóc gạo ăn mỗi ngày. Đến rau cải trái cây đến hoa cỏ kim quý, cái gì cũng bán. Bà mở một cửa hàng như vậy ở phố Đông Nghiễm Lăng, thống nhất 7 cửa hàng lại với nhau, đi bên trong không thấy được điểm cuối. Phương Tẩu nói đến mặt mày hớn hở, trên mặt đều là vẻ tự hào, cô nương, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, cửa hàng này làm ăn gì mới đúng. Chúng ta chỉ có thể chuyên làm như thế, chớ có ham nhiều. Ngược lại không tốt. Tương Nghi yên lặng nghe, kính nể đối với Dương lão phu nhân giống như nước sông cuồn cuộn mà không dứt. Kiếp trước nàng biết Dương lão phu nhân có bản lĩnh, từng châu quận lớn một chút của Đại Chu đều có thể thấy cái gọi là siêu thị đó, dân dĩ thực vi thiên, tức dân lấy ăn làm đầu. Bà vững vàng nắm giữ một khối này,
đã đủ bà núi vàng núi bạc lấy hoài không hết rồi. Tần ma ma, Phương Tẩu, chúng ta đi chỗ Thúy Chi Toàn Quý bên kia nhìn trước, rồi ta sẽ định đoạt. Tương Nghi suy nghĩ một chút, bây giờ có ba cửa hàng bày ở trước mặt mình, được phải lợi dụng thật tốt mới đúng, năm đó Dương lão phu nhân cũng là thông qua một chút xíu tích lũy, chậm chậm làm ăn lớn, chỉ cần mình cần cù chăm chỉ, có người chỉ điểm, chắc chắn cũng sẽ không kém. Lưu ma ma dẫn Tương Nghi đi ra ngoài, chỉ hai cửa hàng xéo đối diện không xa, là ở chỗ đó, cô nương tới xem thì biết, hai người mỗi người quản một cửa hàng, ta và Thúy Chi thay phiên làm thức ăn, lúc ăn cơm thì cùng nhau ăn. Nhắc đến chuyện ăn cơm này, Lưu ma ma vỗ bắp đùi, ta phải đi mua chút thức ăn về, sao cô nương có thể ăn những thứ đó? Vừa nãy Tương Nghi thấy trong phòng bếp tất cả đều là cải xanh, không thấy thịt gì, bên chỗ nhóm bếp có một cái chén nhỏ, bên trong là đậu hũ trắng noãn, xem ra nếu mình không đến, ba người bọn họ chuẩn bị ăn cải xanh đậu hũ. Trong lòng Tương Nghi đau xót, thấy bóng lưng Lưu ma ma vội vội vàng vàng chạy về lấy giỏ thức ăn, trong lòng yên lặng nói, có một ngày, nàng sẽ để cho những người tốt với mình được sống cuộc sống tốt. Tần ma ma và Phương Tẩu mang Tương Nghi đi tiệm xéo đối diện, đi đến kia bên kia thì hơi giật mình, hai gian Thúy Chi và Toàn Quý Quảng, cửa hàng lớn hơn Lưu ma ma, sát nhau, hai gian bán vật giống nhau, nên Toàn Quý đi vào hàng, nửa phút có thể đến cửa hàng Thúy Chi. Toàn Quý và Thúy Chi kém hơn Lưu ma ma, hai người đều là người thật thà chất phác, hai vợ chồng mỗi người mang hai tiểu nhị trông coi một cửa hàng. Nhàn nhã như không có chuyện gì làm, cửa ngay cả chim tước đều chưa từng dừng lại. Các ngươi như vậy là không được. Sau khi Tần ma ma và Phương Tẩu xem qua, hai người lắc đầu liên tục, làm sao có thể làm ăn như vậy. Thúy Chi mắt cỡ đỏ mặt, cúi đầu ngồi ở chỗ đó, hai chúng ta hai cửa hàng mà chỉ có thể kiếm nhiều tiền hơn Lưu ma ma một gian. Bà ấy biết buôn bán hơn chúng ta. Phương Tẩu nở nụ cười, các ngươi một tháng chỉ kiếm mấy chục lượng bạc, tính toán như vậy, còn không bằng trực tiếp cho thuê, phố Tây bên kia cũng có thể cho mướn đến 110 lượng bạc một tháng, phố Đông quý hơn chút, ba cửa hàng một cho thuê, 600-700 lạng bạc sẽ tới tay. Chỉ là dựa vào tiền mướn ăn cơm. Tương Nghi suy nghĩ một chút. Hơi không phục, mặc dù dựa vào tiền mướn, mình một tháng cũng có thể có 800 lạng bạc vào sổ, ước chừng đủ, nhưng nàng cảm thấy không cam lòng, trước mặt bày ra cơ hội, sao có thể bỏ qua. Mình không liều một phen, thì không biết mình có khả năng bao nhiêu. Nàng phải giống như Dương lão phu nhân sống ra cuộc sống phấn khích của mình, cho dù không thể làm được phong sinh thủy khởi như Dương lão phu nhân. Nhưng cũng không thể hèn hạ vô vi như vậy, chỉ dựa vào ăn tiền mướn. Mama, tẩu tử, ta trước suy nghĩ một chút, sau đó sẽ nói tính toán của ta cho các ngươi biết, nếu các ngươi cảm thấy là có thể, vậy chúng ta sẽ làm như vậy. Tương Nghi chân thành thi lễ một cái với Tần Mama và Phương Tẩu, Tương Nghi ra đời không lâu, còn mong Mama và tẩu tử chỉ điểm nhiều hơn. Tần Mama và Phương Tẩu vội vàng đỡ nàng, sao dám nhận lễ của cô nương. Thúy Chi đỏ mắt, hành đại lễ với hai người bọn họ, ta thay cô nương chúng ta hành lễ, quả thực đa tạ Mama và tẩu tử, sau này cô nương toàn bộ dựa vào hai người các ngươi chỉ điểm chăm sóc. Nàng thẳng người lên đến, Tương Nghi bỗng nhiên phát hiện hông của nàng hơi phình. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Thúy Chi đã mang thai hay sao? Thấy Tương Nghi nhìn chằm chằm bụng của mình không ngừng, Thúy Chi hơi xấu hổ, cô nương, ta đã có bầu 3 tháng rồi. Có bầu 3 tháng rồi. Phương Tẩu vội vàng đỡ Thúy Chi ngồi xuống, tam tháng đầu, nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe, sau này này cửa hàng ngươi cũng đừng quan tâm, chỉ cầm đi theo Lưu ma ma chăm sóc kỹ cô nương là được. Trong cửa hàng bên nhiều chuyện, bận tâm nhiều, ngươi mau mau nghỉ ngơi nuôi thân thể thật tốt. Thúy Chi xấu hổ cúi đầu nói, ta cũng không phí bao nhiêu tâm, hiện tại tất cả đều là Toàn Quý xử lý, mỗi ngày hắn đi sớm về trễ, không dám có một tí trì hoãn, đối với ta cũng tốt. Toàn Quý đứng ở một bên cười hắc hắc, hôm nay cha cũng tới. Cả nhà cuối cùng là đoàn tụ ở Hoa Dương, xuân sang năm, hắn sẽ làm cha, cuộc sống này đúng là càng sống càng có triển vọng. Tương Nghi ngồi xuống với Thúy Chi, nhìn Tần Mama và Phương Tẩu đang kiểm hàng hóa, trong lòng yên lặng suy nghĩ, hai cửa hàng này kết quả mua bán cái gì thì tốt. Ăn, mặc, ở, đi lại, dù sao cũng phải từ bốn thứ này, Tương Nghi đứng lên.
kéo tay của Thúy Chi, ngươi theo ta đi nhìn phố đông một chút. Phải thăm dò rõ ràng phố đông Hoa Dương này thiếu cái gì trước, mình sẽ làm cái có, làm ăn độc môn hẳn sẽ tốt. Ánh mắt Tương Nghi nhìn đường phố hai bên, nhìn bảng hiệu đủ màu sắc hình dạng, suy nghĩ. Kiếp trước nàng cái gì cũng không dám làm, hèn yếu sống cả đời, đời này làm lại từ đầu đúng là hơi khó khăn. Tất cả đều phải dựa vào mình từ từ đi học đi tính toán, nhưng bất kể thế nào, đều phải không sợ đối mặt, đến khi nàng nhìn thấy Cẩm Tú Lát Thành đại lộ thông thiên, có nghĩa là con đường gấm vóc trải thẳng lên trời. Lạc đại tiểu thư, Lạc đại tiểu thư. Bên tai bỗng nhiên truyền tới một trận tiếng gào vui sướng, ngươi tới Hoa Dương rồi hả? Trong đám người rộn rịp, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn, tuấn mi tu mục, đôi mắt lập lòe như sao trên trời, nụ cười bên mép thật sâu, vô cùng thuần chân, không phải nhị thiếu gia Lâm Mậu Chân nhà Lâm Tri Phủ thì là ai? Tương Nghi cười chúng chím gật đầu, Lâm nhị thiếu gia. Lâm Mậu Chân nhảy từ trên xe ngựa xuống, chạy nhanh tới trước mặt Tương Nghi, đến đây Hoa Dương lúc nào? Cũng không đưa một bức thư cho muội muội ta trước. Mấy ngày nay nàng còn lẩm bẩm ngươi. Nói nếu có Lạc đại tiểu thư thì tốt rồi, có thể chơi cùng nhau. Mỗi ngày Lâm Mậu Dung bị nhốt ở nhà, chỉ theo chân Lâm phu nhân đọc được mấy cuốn sách, lúc không có chuyện gì làm thì đi dạo trong vườn một chút, một ngày lại một ngày, đúng là khó chịu đựng. Tương Nghi nghĩ tới khuôn mặt Lâm Mậu Dung chu miệng nhỏ nhắn, khẽ mỉm cười, hôm nay ta mới đến Hoa Dương. Còn chưa kịp đi nhà tri phủ đại nhân thăm viếng, chờ chuyện bên này làm xong, ta lập tức đi tìm Dung tỷ tỷ chơi đùa. Ngươi đến Hoa Dương tới làm chi? Tới nhà ngoại tổ thăm thân nhân. Lâm Mậu Chân quan sát Tương Nghi từ trên xuống dưới, khí sắc của ngươi tốt hơn lần trước nhiều. Thoát khỏi Lạc gia, tâm trạng thoải mái, thần sắc tự nhiên sẽ tốt. Tương Nghi cười một tiếng với Lâm Mậu Chân, ta sẽ trường cư Hoa Dương, đến lúc đó có nhiều thời gian đến xem các ngươi. Nàng chỉ một cửa hàng phía sau xa xa, ta muốn tới tự mình xử lý cửa hàng, nếu các ngươi không có chuyện làm, cũng có thể sang đây xem nhìn ta. Cái gì? Mắt Lâm Mậu Chân mở thật to, ngươi tự mình xử lý cửa hàng. Lạc đại tiểu thư nhưng là đại tiểu thư nũng nịu. Cũng rơi vào kiếp thương nhân. Lâm Mậu Chân cảm thấy hơi tiếc cho nàng, nhìn Tương Nghi đứng ở nơi đó, thật là không thể tin vào tai của mình, người kiều diễm như Lạc đại tiểu thư, nên thả vào trong lòng bàn tay dưỡng, bảo vệ thật tốt, sao có thể để cho nàng tự mình gánh vác. Xưa nay thương nhân là tiện nghiệp, cho dù Đại Chu không khinh thị thương nhân như trước kia. Nhưng dù sao cũng là không vẻ vang gì, mặc dù Lạc gia suy thoái, nhưng nói thế nào cũng có cái giá thế gia, dù thế nào cũng tốt hơn thân phận một thương nhân. Lâm Mậu Chân hơi khẩn trương, Lạc đại tiểu thư, ngươi nghĩ kỹ hãy làm. Tương Nghi thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Mậu Chân, biết suy nghĩ trong lòng hắn, cũng không tranh cãi gì, chẳng qua là gật đầu một cái, ta tự nhiên sẽ cân nhắc kỹ. Quản sự đi theo Lâm Mậu Chân đi tới bên người hắn, nhị thiếu gia, cần phải trở về, không còn sớm sủa rồi. Muốn mua gì cũng mua đủ rồi, tự nhiên phải về phủ, cần gì phải đứng ở chỗ này cùng chuyện trò với tiểu thư Lạc gia Nghiễm Lăng. Muốn nói chuyện cũng không nên đứng nói đầu đường, đó là việc làm của bình dân bách tính. Thiếu gia nhà mình. Đương nhiên phải ngồi ở trong đại sảnh, trên bàn có một ly trà xanh, mấy đĩa dưa và trái cây, vừa ăn vặt, vừa từ từ tán gẫu. Thấy ánh mắt khinh thường của quản sự, Tương Nghi tự nhiên biết, trong mắt của thế nhân, mình nói chuyện với Lâm Mậu Chân, tất nhiên với cao hắn, chẳng lẽ không phải thế sao? Một là tiểu thiếu gia nhà tri phủ, so với loại nữ tử chán nản như nàng. Thân phận tôn quý hơn không biết bao nhiêu. Lâm Mậu Chân liếc mắt nhìn quản sự, không vui, ta nói vài lời với Lạc đại tiểu thư, lại tới lượt ngươi quản. Quản sự nhất thời cảm thấy mất hết mặt mũi, Tương Nghi vội vàng cười ngăn cản, Lâm nhị thiếu gia, quản sự cũng là một mảnh lòng tốt, sợ ngươi ở bên ngoài dây dưa lâu, Lâm phu nhân sẽ lo lắng. Nên sớm đi về đi. Thấy Tương Nghi khuyên mình, lúc này Lâm Mậu Chân mới bực bội leo lên xe ngựa, vén rèm mềm mại phất phất tay với nàng, qua hai ngày ta tới tìm ngươi. Tương Nghi đứng ở một bên, cười chúng chím gật đầu, chỉ thấy xe ngựa kia từ từ đi về phía trước, một tay vẫn giơ cao rèm mềm mại như cũ, nửa gương mặt nghiêng ra, cười nhẹ nhàng. Lâm nhị thiếu gia rất nhiệt tâm.
Thúy Chi than thở một tiếng, cô nương, vừa nãy hẳn là ngươi nói một chút với hắn, xem hắn có thể giúp ra chủ ý không. Thúy Chi, bây giờ ta cái gì cũng phải tự mình động thủ làm, không thể ký thác hy vọng vào người khác. Ta không phải đại tiểu thư Lạc Gia Nghiễm Lăng thời thời khắc khắc cần người hầu hạ. Ta chỉ là một cô gái bình thường, không có cha mẹ, cũng không có thân nhân, phải một mình đối mặt thế gian. Tương Nghi lắc đầu một cái, trên mặt dần dần hiện ra một tia kiên định tới, nếu mọi thứ ta đều dựa vào người khác, vậy sau này sẽ không có đường sống gì. Thúy Chi kéo chặt tay Tương Nghi, cô nương, ngươi còn có chúng ta đâu rồi, Thúy Chi và bọn Lưu Ma Ma cũng sẽ một mực ở bên cạnh ngươi. Tương Nghi ngửa đầu nhìn ánh mắt chân thành của Thúy Chi, gật đầu một cái, đúng, sau này chúng ta là người một nhà. Xe ngựa Lâm Phủ dừng lại ở cửa hông, Lâm Mậu Chân nhảy từ trên xe xuống, mấy gã sai vặt sau lưng bưng một đống lớn đồ đuổi theo hắn, nhị thiếu gia, từ từ, ngươi chờ chút. Lâm Mậu Chân chạy thật nhanh. Một đường chạy tới chủ viện, nha hoàn vén rèm còn chưa kịp vén màn cửa, hắn đã vén màn cửa lên, gấp gáp chui vào, mẹ, Dung Nhi, các ngươi biết ta mới thấy ai bên ngoài không? Lâm Mậu Dung ngồi cạnh Lâm Phu Nhân, trong tay cầm khung thêu nho nhỏ, một châm thêu từ từ, thấy Lâm Mậu Chân thở hổn hển chạy vào, ánh mắt sáng lên, nhị ca, vừa nãy huynh gặp ai? Vui vẻ như vậy. Bản vẽ muội nhờ huynh mua đâu? Có mua được không? Lâm Phu Nhân cười cầm một chiếc khăn từ trong tay nha hoàng qua, Chân Nhi, tới, mẹ lau cho con, nhìn xem, mặt con đổ đầy mồ hôi. Lâm Mậu Chân tựa vào bên người Lâm Phu Nhân, nháy mắt với Lâm Mậu Dung một cái, ta mới thấy rồi Lạc Đại Tiểu Thư. Lạc Đại Tiểu Thư. Lâm Mậu Dung kinh hô, sao huynh không mời Nghi muội muội về? Ta sắp có 2 tháng không thấy muội ấy. Đang nhớ Nhung nè. Lâm Tri Phủ có 2 đứa con trai, 1 đứa con gái, Lâm Mậu Dung ra đời sau cũng rất ít tiếp xúc với nữ tử cùng lứa, gặp Lạc Tương Nghi, hai người mới gặp mà như đã quen từ lâu. Hết sức thân mật, mặc dù chỉ ở cùng nhau 3 ngày, nhưng phần cảm tình kia lại vô cùng sâu đậm. Giờ nghe nói Tương Nghi ở Hoa Dương, Lâm Mậu Dung đã ngồi không yên, đứng lên nói, Nghi muội muội nhà ngoại tổ nàng sao? Ta đây đi tìm nàng. Lâm Phu Nhân thấy Lâm Mậu Dung gấp gáp, vội vàng đưa tay tỏ ý, Dung Nhi, con mau mau ngồi xuống, nhất định là Lạc Đại Tiểu Thư có chuyện của mình, làm xong chuyện của mình dĩ nhiên là sẽ đến tìm con chơi. Lâm Mậu Dung mặt đầy không vui ngồi xuống, đôi mắt nhìn chăm chú vào Lâm Mậu Chân không thả, nàng có nói gì lúc nào tới tìm muội chơi đùa không? Lâm Mậu Chân thở dài một cái, hay, nàng nói dự định tự mình xử lý cửa hàng phố đông kia kìa. Cái gì? Lâm Phu Nhân lấy làm kinh hãi, nàng tự mình xử lý cửa hàng. Lạc Đại Tiểu Thư này chỉ mới 7 tuổi, sao gan lớn như vậy hả? Mặc dù nói dũng khí khả gia, nhưng tự mình xử lý cửa hàng, dù sao cũng không ổn. Dù các phu nhân tiểu thư, trong tay nắm mấy cửa hàng là chuyện thường. Nhưng đều phái quản sự xử lý, ai cũng không đích thân đi, dù sao buôn bán không phải chuyện vinh quang gì, trong tay có thể không dính hơi tiền, thì cứ tránh. Dạ, nàng muốn tự mình xử lý. Lâm Mậu Chân gật đầu một cái, ta nghĩ khuyên nàng đừng làm như vậy, nhưng thấy nàng ý kia, như đã hạ quyết tâm, nên không nói gì. Các con chọn bất đồng. Lâm Phu Nhân bực mình thở dài một cái, Lạc Đại Tiểu Thư đúng là số khổ, sao lại luân lạc tới tự mình hành thương rồi hả? Không biết gần đây Lạc Phủ xảy ra chuyện gì, nếu không đường đường Tiểu Thư Lạc Gia Nghiễm Lăng, sao sẽ biến thành dáng vẻ như vậy? Mẹ, sau này ta muốn cửa hàng Lạc Đại Tiểu Thư đi mua vài món đồ, coi như ủng hộ nàng. Ánh mắt Lâm Mậu Dung lộ ra hâm mộ, nàng thật là lợi hại. Còn nhỏ hơn ta nửa tuổi đó, đã có thể một mình đảm đương một phía rồi, nhưng ta vẫn chỉ có thể dựa vào mẫu thân, để cho mẹ che chở đến, đúng là vô dụng. Lâm Phu Nhân hiền hòa cười cười, tiệm của Lạc Đại Tiểu Thư khai trương, con đi cổ động là đúng, nhưng cũng không thể luôn móc bạc đi mua thứ bên trong cửa hàng nha, dù sao nàng cũng phải từ từ học kinh doanh phải không? Lâm Mậu Dung liếc mắt nhìn Lâm Phu Nhân, trong lỗ mũi hừ hừ, mẹ, chẳng lẽ mẹ cho rằng con không biết chuyện mẹ phái người đi phố đông mua đồ trong cửa hàng của Lạc Đại Tiểu Thư? Vân ma ma cũng nói cho con biết, còn nói thiếp thân ma ma và tẩu tử của Lạc Đại Tiểu Thư kia không làm ăn, cửa hàng sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa thôi.
ta nói con một câu, con nói lại mấy câu. Lâm phu nhân nâng chén trà lên uống một hớp. Che kín nửa gương mặt của mình, phúc quẩn bách kia bị che kín, lại cũng không thấy rõ. Hai người Lâm Mậu Chân và Lâm Mậu Dung nháy nháy mắt với nhau, hai người cũng quyết định, sau này nhất định phải đi tiệm của Lạc đại tiểu thư mua nhiều vài món đồ, dù sao cũng là bằng hữu, vốn nên chăm sóc lẫn nhau. Nhị ca, vừa nãy muội hỏi huynh, bản vẽ của muội. Mau mau đưa cho muội. Lâm Mậu Dung giơ khung thêu trong tay lên, huynh xem ngươi xem, muội chuẩn bị muốn thêu một đóa hoa sen kia, mau mau cầm bản vẽ, ta tới tô tốt. Lâm Mậu Chân tranh thủ thời gian để cho nha hoàn lôi mấy tờ bản vẽ từ một đống đồ vật hắn mua về ea ngoài, muội nhìn một chút, loại như vậy được chưa? Ta mua 4 mùa hoa cỏ luôn rồi, đủ cho muội thêu rồi chứ? Lâm Mậu Dung cầm mấy tờ nhìn một chút, không vui lắm, nhìn cũng không đẹp lắm, cũng không biết là người nào vẽ ra, bút họa thật thô, chẳng lẽ không tỉ mỉ chút được sao? Trong thành Hoa Dương chúng ta lại không có thêu phường, đều chọn từ mấy tiệm tạp hóa bên ngoài, có thể mua được cũng là tốt rồi, muội còn kén chọn. Lâm Mậu Chân cầm một tấm bản vẽ lên nhìn một chút. Nhẹ nhàng quét một vòng trên mặt Lâm Mậu Dung, muội kén chọn, ta thấy rất tốt. Lâm Mậu Dung cầm mấy tờ bản vẽ nhìn một chút, ánh mắt sáng lên, Hoa Dương chúng ta không có thêu phường. Ta đi phố Đông và phố Tây, không có thấy. Lâm Mậu Chân lắc đầu một cái, mấy tờ bản vẽ này thật vất vả tìm được trong một tiệm tơ lụa đó. Lâm phu nhân cười một tiếng, Hoa Dương cũng không thể không có thêu phường, thành Nam có một nhà không phải sao. Nhưng nơi đó chủ yếu là may xiêm y, thuận tiện nhận làm thêu đồ. Nha hoàn nhà ai sẽ không thêu mấy châm hoa hoa thảo thảo, trừ phi có thể thêu tinh xảo, mở thêu phường không có chỗ gì dùng, nơi này chúng ta lại không phải Tô Châu Hàng Châu, nói mua thêu thùa, toàn bộ nghĩ đến đó thôi. Lâm Mậu Dung chu mỏ một cái, nhưng nếu thành Hoa Dương có đồ tốt, tại sao phải đi Hàng Châu Tô Châu xa xôi ngàn dặm mua? Vậy ngược lại cũng đúng. Lâm phu nhân gật đầu một cái, nhưng thêu thùa nhất định phải tinh mỹ, không có gì đặc biệt, ai sẽ đi mua? Cửa sổ chạm hoa nửa mở, một luồng ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, một cô bé ngồi dựa vào cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt của nàng, da thịt trắng nõn càng sáng bóng như ngọc, mơ hồ lộ ra một chút màu hồng. Thu Hoa, cửa hàng của muội làm ăn thật là tốt. Cách một bàn trà, ngồi là đại tiểu thư Dung Gia Xuân Hoa, cầm một bộ thêu phẩm trong tay nhìn không rời mắt, kim chỉ của Tam Thẩm Nương. Cũng thật là tốt. Yên Mặc và Tùng Nghiễn cũng bị nàng mang ra ngoài, thêu rất sống động. Cô bé được gọi là Thu Hoa ngẩng đầu lên, một đôi mắt đen lúng liếng, vừa lớn vừa tròn, nàng khẽ mỉm cười, còn không phải đại thẩm nương quan tâm. Nếu không có các ngươi và một nhà nhị thúc, ta và mẹ còn không biết sẽ luân lạc đến mức nào. Thu Hoa là tiểu thư Dung Gia Giang Lăng. Xếp hàng thứ tư, trên có 3 người tỷ tỷ, đại tỷ Xuân Hoa là con vợ cả Dung đại phu nhân. Nhị tỷ Hạ Hoa là Dung nhị phu nhân sinh, tam tỷ Thục Hoa là hài tử Dung gia Tam gia và Cổ Di Nương, cùng cha khác mẹ với Thu Hoa, ra đời cùng một ngày với Thu Hoa, chẳng qua là sớm một giờ. Tổ huống Dung gia nam tử tròn 40 tuổi không con mới có thể cưới vợ bé, nhưng Cổ Di Nương này là cháu gái Dung lão phu nhân. Nàng trong tối câu kết với Dung Tam gia, có bầu, ép Dung gia không có cách nào. Chỉ có thể lấy lý do vợ Dung Tam gia quý thư nương thành thân 2 năm cũng không con, cho Cổ Di Nương vào phủ. Thật không nghĩ đến Cổ Di Nương mới vào phủ, bên này quý thư nương lại tra ra mang bầu, qua hơn nửa năm Dung Tam gia một thê một thiếp, mỗi người cũng sinh cho hắn một đứa con gái. Dung Tam gia háo sắc. Con ngươi chỉ nhìn chầm chầm tiền, thấy Cổ Di Nương mang không ít vàng bạc tới, nổi tính phong lưu, không khỏi treo trái tim trên người nàng. Mẹ con Thu Hoa sống ở Vân Uyển, không đánh thì mắng, xảy ra không ít chuyện, đã có 3-4 năm chưa từng đặt chân tới Vân Uyển, lại xem bích hoa viên của Cổ Di Nương thành phòng chính. Quý thư nương càng ngày càng gầy gò, còn bị Cổ Di Nương kia sỉ vả. Mắt thấy người từ từ không được, Dung đại phu nhân và Dung nhị phu nhân thương tiếc nàng, hai người một lòng giúp nàng, nâng đỡ nàng mở một gian trân lung phường ở Nghiễm Lăng, chuyên bán thêu phẩm và bản vẽ của quý thư nương. Theo xuất thân của quý thư nương, vốn không gả vào Dung gia Giang Lăng, chỉ là nàng có tài danh, danh mãn Đại Chu,
Dung lão thái gia thấy Tam Nhi nhà mình vô sĩ không chịu nổi. Muốn tìm một con dâu ôn nhu hiền thục tới khuyên can hắn, lại muốn mượn thông minh của con dâu, để cho Dung gia có nhiều nhân tài hơn, vì vậy chọn tới chọn lui, mới chọn trúng Quý Thư Nương. Con dâu mà Dung lão thái gia coi trọng, Dung Tam gia cũng không quý trọng, hắn muốn không phải ôn nhu hiền thục, mà là sắc đẹp, thích nhất là nữ tử phóng đãng, chỉ cần người đàn bà nào ném tới ánh mắt quyến rũ. Xương trên người hắn ngứa ngáy, toàn thân cũng mềm nhũn cả ra. Ngoại trừ Cổ Di Nương, sau đó hắn còn lấy Lý Di Nương, bên ngoài nuôi tình nhân, thiếu chút nữa làm Dung lão thái gia tức chết. Quý Thư Nương là truyền nhân theo Kỷ Quý Thị, sau khi không vui với phu quân, nàng vùi đầu vào chuyện theo thùa, lúc rảnh rỗi dạy con gái và mấy cháu gái học một ít bản vẽ. Ban đầu là Dung đại phu nhân thay nàng mở Trân Lung Phường, không lâu sau thì Thu Hoa vừa mới 6 tuổi xử lý cửa hàng. Không nghĩ tới Thu Hoa là một người thông minh, Dung đại phu nhân mới gật một cái, nàng đã biết rõ cân nhắc bên trong, mới qua một năm, Trân Lung Phường đã làm ăn phong sinh thủy khởi, kiếm không ít bạc. Đảo mắt đã qua một năm, Thu Hoa cũng lớn hơn một tuổi. Trân Lung Phường này làm ăn càng ngày càng tốt, xuân năm nay, thương nghị với Dung đại phu nhân đến Nghiễm Lăng mở chi nhánh, Dung nhị phu nhân bên này chỉ cười, con mở trước, đến lúc đó con muối đi Hoa Dương mở cửa hàng, nhị thẩm nương cho con tiền vốn, đến lúc đó chia nhiều tiền hoa hồng chút cho ta là được. Trong lòng Thu Hoa rất cảm kích, đều nói trong hào môn phân tranh nhiều. Nhưng Dung gia Giang Lăng ngược lại hòa hợp êm thấm, nếu không phải cha nàng, cuộc sống rất thích ý, nhìn Xuân Hoa cầm bút tô theo đối diện, nàng chợt nhớ tới một chuyện, mấy ngày trước gia mậu đại ca hỏi ta có đi Hoa Dương mở chi nhánh không đây. Xuân Hoa ngẩng đầu lên, có vài phần giật mình, muội thật dự định đi Hoa Dương lại mở một chi nhánh. Không phải tiệm Nghiễm Lăng mới mở 3 tháng sau. Thu Hoa cũng hơi do dự, nếu muốn đi Hoa Dương mở chi nhánh, vậy nàng phải hơn chiêu một nhóm theo nương mới rồi. Chỉ dựa vào mẫu thân và hơn 10 nha hoàng trong Vân Uyển giúp theo, dù thế nào cũng không được. Hơn một năm nay, nàng kiếm lời ước chừng hơn vạn lượng bạc, chi nhánh ở Nghiễm Lăng, nếu không phải có cửa hàng đại thẩm nương, lại nhờ nàng tìm quản sự trung hậu của Dương Phủ giúp xử lý. Mình còn không biết phải tốn tâm tư bao nhiêu. Mấy tháng bên Trân Lung Phường Nghiễm Lăng, mỗi tháng chỉ kiếm lời hơn 1.000, nếu không phải mình quản, thì nàng cũng không biết cực khổ cỡ nào mới kiếm được hơn 1.000 lượng bạc, hơn nữa Dung đại phu nhân cũng hầu như đổ tinh thần sức lực vào thay nàng, vạn sự khởi đầu nan, muội làm lâu ở Nghiễm Lăng. Làm ra danh tiếng, tự nhiên sẽ dễ dàng. Mấy ngày trước, Dung gia đại thiếu gia gia mậu chạy tới hỏi nàng, có muốn đi Hoa Dương mở chi nhánh không, nàng đã thấy kỳ lạ, đi Hoa Dương không nên là nhị thẩm nương nói với mình. Sao chuyện này lại bị gia mậu chiếm rồi? Thấy Thu Hoa nghi ngờ, gia mậu cười nói, tứ muội muội, chỉ cần muội nói một tiếng muốn hay không. Nếu muội gật đầu, ta giúp muội đi liên lạc quản sự cửa hàng, muội cũng chỉ cần chiêu theo nương ở Giang Lăng là được. Thu Hoa đã suy tính mấy ngày, mở một cửa hàng không phải chuyện nhỏ, nhưng trong lòng nàng lại tràn đầy một loại hướng tới. Cha xem thường nàng và mẹ, hết lần này tới lần khác nàng phải làm ra một phen đại sự, giúp mẹ bỏ rơi cha. Sống nửa đời sau thật tốt. Nhà bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân, nha hoàn ngồi theo thù may vá trên hành lang kêu một tiếng, đại thiếu gia tới. Màn cửa đung đưa, gia mẫu bước nhanh đến, thấy Xuân Hoa cũng ở đây, đi lên nhìn dáng vẻ nàng tô theo, kỹ năng của muội so với tam thẩm nương kém xa quá. Xuân Hoa không hài lòng ngẩng đầu nhìn gia mẫu, ca ca, huynh nói mua 65 vẽ không được khá. Gia mậu cười hắc hắc, không phải là không tốt, chẳng qua là không kịp tam thẩm nương, cũng không kịp Thu Hoa. Xuân Hoa gác bút lông trên nghiêng mực bên cạnh, hừ, ca ca nói vậy thì muội không vẽ nữa. Thu Hoa vội vàng tới kéo tay của gia mậu, đại ca ca, huynh làm gì mà nói đại tỷ tỷ như vậy? Đại tỷ tỷ vẽ dễ nhìn hơn trước nhiều. Mẫu thân của muội cũng khen nàng có tiến bộ đó. Ta trêu chọc nàng thôi, không nghĩ nàng coi là thật. Gia mẫu chắp tay với Xuân Hoa, muội muội, muội là muội muội ruột của ta, chẳng lẽ không cho ta trêu cợt một chút? Xuân Hoa không để ý hắn, dưới cửa sổ bên này đi tới một người, trong tay cầm một món y phục đi vào, Xuân Hoa, con nhìn một chút. Hoa mẫu đơn thêu trên y phục này thế nào? Phụ nhân tiến vào chỉ 25-26 tuổi,
tay đang cầm y phục rung lên, nhu quang sáng long lanh vạch ra một đường lưu quang trong suốt trên đất. Kia là một kiện thu thường kết yêu đỏ tươi, đóng eo cao, chính giữa một đường hông phấn trắng, dưới váy thêu một vòng mẫu đơn, giọt sương màu ngọc bạch trên cánh hoa cũng có thể thấy rất rõ ràng. Một vòng viên viên trân châu thêu trên hoa màu vàng lợt, giống như nhụy hoa không ngừng đung đưa, trông rất sống động. Tam thẩm nương thêu thật là đẹp mắt. Xuân Hoa kinh ngạc vui mừng cầm được y phục, xách làn váy kia lên, nếu mặc vào y phục này, giống như con đi giữa hoa mẫu đơn vậy. Quý thư nương cười vui vẻ, trên gương mặt gầy gò bỗng nhiên nhiễm ánh sáng. Thấy gia mậu cũng trong phòng, nàng ngượng ngùng cười một tiếng, gia mậu, ta làm thu thường cho Xuân Hoa trước, của con qua hai ngày nữa ta lại bắt đầu làm. Gia mậu vội vàng khoát tay, tam thẩm nương đừng quá phí tâm, ta có y phục rồi, năm nay ngày xuân làm những thứ kia, mùa thu cũng có thể mặc. Mỗi ngày ngài vất vả như vậy, tự mình nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Trong mắt quý thư nương có lệ quan yêu kiều, phòng lớn và vợ lẽ hỗ trợ như vậy, trong nội tâm của ta cảm kích, chỉ hận mình không năng lực gì, cũng chỉ có thể có chút tâm ý thôi. Thấy quý thư nương đau khổ trong lòng, gia mậu và Xuân Hoa vội vàng an ủi nàng một phen, tam thẩm nương, thẩm đừng lo lắng, có chúng con ở đây, tam thúc khi dễ cũng không đến phiên thẩm. Thu Hoa khoác cánh tay quý thư nương, đè nàng ngồi xuống, mẹ, luôn có một ngày con sẽ cho mẹ được sống cuộc sống tốt, không bị hắn làm tức giận. Bởi vì thống hận cha, ngay cả hai chữ phụ thân Thu Hoa cũng không muốn kêu, chỉ dùng hắn để thay thế. Thu Hoa, nếu muốn không bị tam thúc làm giận, vậy tự muội phải trù tính thật tốt, kiếm nhiều bạc chút. Đến lúc đó cũng cho tam thẩm nương có tiền vốn cạnh người. Gia mậu biết tâm tư Thu Hoa, cũng rất tán thành tam thẩm nương và tam thúc hòa ly, tam thúc tùy ý ngược đãi tam thẩm nương như vậy, hắn một làm cháu cũng nhìn không nổi, còn không bằng để cho tam thẩm nương tự mình sống thời gian tiêu dao. Thu Hoa gật đầu một cái, gia mậu đại ca, huynh nói đúng. Vậy chuyện huynh nói với muội, muội nghĩ xong chưa? Gia mậu không ngừng theo sát, muội có dám mở chi nhánh thứ hai phân không? Thu Hoa thẳng tắp nói, dám, có cái gì không dám? Chỉ cần có thể kiếm bạc, thì muội dám. Gia mậu nở nụ cười, vậy mới đúng chứ, ta đây thay muội đi Hoa Dương tìm cách. Huynh! Xuân Hoa lấy làm kinh hãi, đại ca. Thu Hoa đi Hoa Dương mở chi nhánh, không phải là nhị thẩm nương giúp nàng đi tìm cách. Nhà mẹ nhị thẩm nương lại không thể so với nhà ngoại tổ chúng ta, tiền gia Hoa Dương gả con gái ra ngoài thì là gả ra ngoài, còn giống ông ngoại bà ngoại chúng ta tiếp tục chú ý hay sao? Ngươi không thấy nhị thẩm nương cũng chỉ hết năm mới về một lần, ngay cả Đoan Dương Trung Thu cũng chỉ phái quản sự về đưa chút quà tặng lễ thôi. Gia mậu mặt không biến sắc, tim không đập nhanh, liều mạng kéo ra khỏi đủ loại lý do, nếu nhị thẩm nương giúp Thu Hoa tìm cách cũng được. Chẳng qua là đến lúc đó nàng chọn quản sự có thể tin cậy được không? Nếu là những kẻ qua mặt chủ, có tư tâm, từ trong kiếm bạc, đây là tiền mồ hôi nước mắt của tam thẩm nương đó. Đại ca, chẳng lẽ huynh đã có chủ ý? Xuân Hoa nhìn thần sắc bình tĩnh của gia mậu. Có chút kinh nghi, huynh ở Hoa Dương người nào quen thuộc dựa vào được hả? Gia mậu gật đầu một cái, Xuân Hoa, người này muội cũng biết, chúng ta là thân thích đó. Người trên đường đã ít hơn rất nhiều, mặt trời đã từ từ đi về phía tây, một mảnh màu lửa đỏ tươi đẹp đốt khắp chân trời, cùng mặt trời ánh vàng rực rỡ xuôi ngược cùng một chỗ. Phá lệ đẹp mắt, đúng là ứng với câu, lạc nhật dông kim mộ vân hợp bích. Tương Nghi dưới trời chiều, gương mặt thành màu kim phấn, đôi mắt như xuân thủy, sáng long lanh. Lưu Ma Ma đã làm xong thức ăn, trên bàn bày 8 bát ăn, từ trong tỏa ra luồng khí nóng hổi, cô nương. Mau mau tới dùng cơm, còn nghĩ ngài đi đâu, nếu không phải Thúy Chi mang theo ngài. Ta đều muốn đi ra ngoài tìm ngài đó. Tương Nghi cười một tiếng với Lưu Ma Ma, Ma Ma chớ có kinh hoảng như vậy, ta còn có thể lạc đường hay sao? Quay đầu nhìn lại, Phúc Bá và Toàn Quý đang đứng trong cửa hàng, hình như không có tính toán đi vào. Tương Nghi đẩy Thúy Chi một cái, ngươi đi gọi bọn họ vào ăn cơm, chẳng lẽ còn ăn thứ chúng ta ăn dư lại hay sao? Thúy Chi nhìn hai cha con kia, thấp giọng nói, cha chồng và chồng ta đều là nam nhân, không dám vào. Cái này có gì, ta đã nói sau này chúng ta là người một nhà không nên ăn cơm cùng nhau hả?
Tương Nghi nhìn dáng vẻ bó tay bó chân của Phúc Bá và Toàn Quý thì than thở, nhanh đi gọi bọn họ vào. Thúy Chi gật đầu một cái, đi ra bên ngoài nói chuyện với Phúc Bá Toàn Quý. Hai người kiên quyết không chịu đi vào, sao có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với đại tiểu thư chứ? Mang ra cho chúng ta hai chén thức ăn là được. Thúy Chi bất đắc dĩ, chỉ có thể quay về cầm hai cái chén, ước chừng múc cơm, lại gắp nhiều thức ăn vào. Tương Nghi thấy nàng chỉ gắp cải xanh đậu hũ, vội vàng cầm đũa gắp mấy khối thịt gà và thịt heo vào trong chén, bọn họ đều phải làm việc chân tay. Hẳn là ăn nhiều thịt chút mới có tinh thần sức lực. Đa tạ cô nương chăm sóc. Thúy Chi cầm hai cái chén, một bàn tay cầm bốn chiếc đũa đưa ra ngoài, Tần Ma Ma nhìn hai cha con đứng bên ngoài, gật đầu liên tục, Phúc Bá và Toàn Quý, đúng là người đàng hoàng. Có thể không phải sao? Tương Nghi gật đầu một cái, Toàn Quý đúng là quá trung thực rồi. Trên mặt có cái bớt, để cho người nhìn không khỏi cảm thấy không thoải mái, cho nên mới lớn tuổi như vậy còn chưa kết hôn, nhưng cũng tốt, phối hợp Thúy Chi đúng là xứng lứa vừa đôi. Cô nương, hôm nay ngươi dạo một vòng trong thành Hoa Dương, đã thấy được cái gì? Phương Ma Ma nhìn Tương Nghi một cái, thấy tóc trên trán nàng dính vào nhau, ướt nhẹp, lộ ra chân mày lá liễu bên dưới. Hết sức đẹp mắt. Ta đang suy nghĩ, chúng ta muốn mở cửa hàng, dĩ nhiên là phải bán đồ nhà khác không có, như vậy mới có thể kiếm tiền. Ma Ma, Phương Tẩu, hai người nói có đúng không? Tương Nghi nhìn hai người, thấy các nàng đều có thần sắc tán thưởng, lúc này mới yên lòng, xem ra đời này mình mày mò có một mở đầu tốt đẹp. Những lời này của cô nương rất có đạo lý. Tần Ma Ma cười gật đầu, ta thấy cô nương có thiên phú hành thương, tuổi mới lớn như vậy, đã có thể nghĩ tới đây, rất là không tệ. Cô nương có phát hiện mua bán độc môn gì không? Phương Tẩu nhìn chăm chú vào Tương Nghi, cũng hơi cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lạc đại tiểu thư lại tự học, đầu tiên đã biết rõ phải đi khắp thành Hoa Dương tìm hiểu. Tương Nghi gật đầu một cái, ta thật ra có suy nghĩ khác biệt, nhưng không biết có thể thành không. Khác biệt. Cô nương nói nghe một chút. Phương Tẩu nhất thời hứng thú, đừng nói là khác biệt, cho dù là như thế, chỉ cần làm ăn khá độc môn này, chính là vàng bạc cuồn cuộn tài nguyên sung túc chảy vào. Một buổi chiều vòng tới vòng lui đầu đường ở Hoa Dương. Tương Nghi nhìn vô số cửa hàng, lớn như tửu lầu tơ lụa, nhỏ như cửa hàng cơm sáng người gánh hàng rong, nàng cũng suy nghĩ thật kỹ một lần, vòng vo một vòng, nàng phát hiện Hoa Dương còn thiếu thêu phường và trà trang. Trong thành Nghiễm Lăng ước chừng ở tháng 5 mở một thêu phường gọi là Trân Lung Phường, từ khi nó mở một ra, mấy thêu phường danh tiếng ban đầu bị kéo đi hơn phân nửa khách. Tương Nghi từng nghe Bảo Trụ nói, Trân Lung Phường kia là Thẩm Nương Gia Mậu mở, nàng là truyền nhân theo kỹ quý thị Giang Nam, kỹ thuật hết sức tinh xảo. Bây giờ trong Trân Lung Phường kia còn bán không nhiều đồ vật, chờ đứng vững gót chân, tuyển thêm nhiều thêu nương, chỉ sợ các phường thêu danh tiếng khác cũng chỉ có thể đóng cửa thôi. Trong thành Nghiễm Lăng cũng có mở hai thêu phường. Đang lúc kiếm tiền cuồn cuộn, mà hôm nay nàng vòng vo một vòng, phát hiện trong thành Hoa Dương lại không có thêu phường. Nàng thấy mấy gian tiệm tơ lụa Tử Bảo Thúy Chi hỏi mua vật liệu may mặc, thuận tiện hỏi hỏi, hóa ra mỗi tiệm tơ lụa trong thành Hoa Dương có mời hai vị thêu nương, xé vải trở về muốn thêu mấy đóa hoa, tơ lụa trang sẽ phái thêu nương đưa qua tiếp nhận công việc. Thuận lợi đơn giản. Tương Nghi cẩn thận suy nghĩ, mặc dù trong tiệm tơ lụa này có sẵn thêu nương, nhưng kỹ thuật kia lại không nhất định tinh xảo, cao thấp không đều, có những nhà giàu sang có sẽ nha hoàng thêu thùa. Nhưng hoa thêu ra cũng không thể bảo đảm đúng mốt, kiểu dáng y phục này là hàng năm đều đổi mới, mặc dù thêu thùa không nhanh như vậy, nhưng chung quy vẫn có biến hóa. Mình mở thêu phường, ra ngoài chiêu mộ vào một nhóm các loại đồ trang trí công nghệ tốt làm bình phong, lại mời những thêu nương kỹ thuật giỏi đến trấn giữ cửa hàng, lúc rảnh rỗi thì tự mình thêu, có việc làm thì tiếp nhận công việc liên quan, như vậy mới có thể kiếm được bạc, so với bán tạp hóa như Lưu Ma Ma và Thúy Chi thì tốt hơn. Suy nghĩ đến thêu thùa trên y phục. Tuyệt không phải người bình thường, nhất định là trong nhà có tiền dư mới có thể tới làm những thứ này. Tương Nghi cảm thấy những chủ cố thêu phường này đều có của cải, làm ăn dễ dàng, hơn nữa kiếm bạc cũng nhiều. Mở thêu phường. Tần Ma Ma và Phương Tẩu nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, chủ ý này của cô nương không tệ, nếu thành Hoa Dương không có thêu phường.
chúng ta có thể cân nhắc cầm một cửa hàng mở theo phường. Chẳng qua là đầu tiên phải thăm dò trong thành Hoa Dương có thêu nương nào kỹ năng thêu tốt, còn phải thêu trước vào một ít hang trưng bày, nếu không chỉ mở cửa, không có đồ cho người ta nhìn, vậy cũng không tiện. Vậy không phải nên đi Tô Châu hoặc là Hàng Châu một chuyến sao? Tương Nghi cắn răng, dù sao mở cửa hàng phải đầu tư nhiều bạc vào. Trước tuyển thêu nương xong mang đi Tô Hàng chọn thêu phẩm tới, thuận tiện làm cho các nàng đến bên kia bái sư, học những kỹ năng thêu tốt hơn trở lại, cửa hàng làm ăn mới có thể rộng mở. Còn không cần cuống cuồng như vậy, trước tiên chúng ta phải thăm dò thành Hoa Dương lại nói. Tần Ma Ma khoát tay một cái, ta nhớ được năm đó lão phu nhân chính là làm ăn như vậy. Muốn mở cửa hàng, trước tiên phải biết rõ ràng trong thành có bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người có thể sẽ đến cửa hàng mua bao nhiêu, lại sẽ có bao nhiêu khách quen. Năm đó bà còn phái chúng ta đến kia những giao lộ đứng đếm đầu người. Tần Ma Ma nghĩ tới quá khứ, trên mặt lộ ra nụ cười, lão phu nhân nhà chúng ta làm ăn làm phong sinh thủy khởi, tự nhiên là có đạo lý của bà. Cái gì? Đếm đầu người. Tương Nghi có vài phần ngạc nhiên, đây là ý gì? Phương Tẩu giải thích là phải nhìn mỗi ngày có bao nhiêu người đi qua đầu đường này, bao nhiêu nam nhân bao nhiêu nữ nhân, mấy chục ngày như vậy, thì có thể biết nơi nào náo nhiệt nhất, thích hợp mở loại cửa hàng nào nhất. Thấy Tương Nghi mở to hai mắt đang nhìn mình. Phương Tẩu khẽ mỉm cười, vươn tay ra, tỉ như chỗ náo nhiệt mà nam nhân nhiều hơn nữ nhân, có thể mở tiệm rượu gì đó, mà chỗ nhiều nữ nhân, cửa hàng son phấn tiệm tơ lụa là tốt nhất. Hóa ra là như vậy. Tương Nghi thán phục gật đầu, nhớ tới mặt mày Dương lão phu nhân, trong lòng quả thực bội phục, sao bà có thể nghĩ nhiều như vậy tỉ mỉ như vậy. Tuy mình sống lại một lần, vẫn không đuổi kịp cả góc áo Dương lão phu nhân như trước. Ta nghe nói Dương lão phu nhân chủ yếu là bán điền trang đồ vật trên đỉnh núi. Tương Nghi rất có hứng thú hỏi lung tung này kia, đây là cơ hội tốt nhất, trong nhóm ba người thì nhất định có thầy ta. Chớ đừng nhắc tới Tần Ma Ma và Phương Tẩu là người nhiều năm theo chân Dương lão phu nhân, ta ở trong thành Hoa Dương thấy được cửa hàng nhà nông tự nhiên. Rất lớn, chiếm 7-8 cái cửa hàng, nhìn rất khí phái. Vậy đó là tiệm của lão phu nhân nhà chúng ta mở, nếu không phải Hoa Dương đã có cửa hàng này rồi, cô nương có thể mở cửa hàng như vậy, thật ra thì rất kiếm tiền, đây cũng là đồ vật mỗi ngày phải ăn, nhìn thì không có lợi nhuận gì, nhưng mỗi ngày bán ra, bạc cũng không ít như thường. Tần Ma Ma suy nghĩ một chút, nhìn về Tương Nghi, có muốn ta đi nói với lão phu nhân, xem cô nương bán thứ gì tốt không? Tương Nghi vội vàng lắc đầu, hôm nay nàng đi nhìn cửa hàng nhà nông tự nhiên rồi, nơi đó bày bán một số thứ khác với phương thức bình thường, chỗ khác là cần tiểu nhị lấy đồ, mà cửa hàng này thì là khách tự mình chọn lựa, muốn cái gì liền thì cái gì, có người chuyên cân thu bạc. Tương Nghi vốn là cho là như vậy sẽ tương đối loạn, nhưng ngoài dự liệu của nàng, tất cả đều đâu vào đấy ngay ngắn có thứ tự. Cửa hàng này của lão phu nhân mở ra rất sớm, người ta cũng quen chỗ bà mua đồ, không cần thiết lại ra mấy thứ cho ta bán. Tương Nghi nhìn thấy Tần Ma Ma và Phương Tẩu cười một tiếng, ta cũng cần tự mình nghĩ ít biện pháp phải không? Nếu là khắp nơi dựa vào người khác hỗ trợ, không quen việc, sau này gặp phiền toái, mình cũng không chủ kiến. Tần Ma Ma và Phương Tẩu không khỏi âm thầm hô to một tiếng, Lạc đại tiểu thư cũng đúng là có chí khí, còn nhỏ tuổi lại có thể nói ra lời này. Nàng mới 7 tuổi, đặt ở nhà khác, chính là lúc ăn ngủ làm nũng, nơi nào phải chịu tội như vậy. Nhưng Lạc đại tiểu thư lại không than phiền, hơn nữa tận lực không làm phiền người khác. Chỉ muốn dựa vào mình giải quyết khó khăn, phần tâm tính phẩm cách này, cũng là khó được. Cô nương, ngươi mới vừa nói hai chuyện làm ăn, còn có một chuyện là cái gì? Lưu Ma Ma ở bên cạnh rất là chú ý, chúng ta có ba cửa hàng đó. Ma Ma, ta nghĩ rằng đã thông hai cửa hàng, đổi thành một trà trang. Tương Nghi ăn hết cơm trong bát thật nhanh, đứng dậy lau miệng. Trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, Hoa Dương có tửu lầu, có quán rượu, có quán trà, cũng không có trà trang. Trà trang và quán trà, khác nhau ở nào? Tần Ma Ma và Phương Tẩu sững sờ, thấy Tương Nghi mặt mày hớn hở, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, trong quán trà, ngâm một bình trà đi xuống, chỉ mấy văn tiền, đều mở ở những chỗ tầm thường, tiền mướn phòng ít. Mới có thể kiếm ra chi phí sinh hoạt mỗi tháng,
Nhưng giờ Lạc đại tiểu thư lại nghĩ mở trà trang ở phố đông, đây không phải làm ăn lỗ vốn sao? Mama, Phương Tẩu, hai người lại hãy nghe ta nói. Tương Nghi thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt hai người, gật đầu cười, trà trang của ta, có thể kiếm tiền. Bàn cơm được dọn dẹp sạch sẽ, Lưu Mama bưng chậu rửa chén ở bên ngoài. Một bên vểnh lỗ tai lên nghe Tương Nghi nói chuyện, trong lòng rất là tự hào, cô nương thật là không bình thường, tuổi tác còn nhỏ, ý xấu thì một đống, nhìn thần sắc của Tần Mama và Phương Tẩu, cũng là đang bội phục. Mama, Phương Tẩu, trà trang của ta khác với quán trà. Trong tay Tương Nghi cầm chung trà, cúi đầu nhìn lá trà bên đít, Lưu Mama chưa kịp đi mua trà. Nàng đang dùng là trà Thúy Chi uống, từng mảnh lá ngâm nở, ước chừng lớn như ngón tay út, nhìn là biết không tốt. Cô nương có ý là mở trà trang bán trà. Tần Mama gật đầu một cái, đây cũng có thể, trong nhà giàu sang này thích mua lá trà cao cấp, nếu Hoa Dương không có trà trang, vậy cũng mở một nhà thử xem. Chẳng qua là cô nương không cần thiết đã thông hai cửa hàng ra bán trà. Đây không phải lãng phí sao? Không không không, Mama, một chút cũng không lãng phí. Trong lòng Tương Nghi có vài phần kích động, nàng còn nhớ trà trang Thúy Diệp danh chấn kinh thành, đâu chỉ là hai cửa hàng, là nguyên một vườn tầm làm trà trang đó. Đó là không lâu sau khi nàng vào trường Ninh Hầu Phủ, bỗng nhiên kinh thành nhiều ra một trà trang Thúy Diệp. Mở trong vườn nhỏ ở Tây Giao Kinh Thành. Vườn tuy nhỏ, nhưng bố trí rất tinh xảo, mấy bụi trúc, đường nhỏ thông suốt yên tĩnh, nhà trúc lộ ra một góc từ cây xanh hoa hồng. Một hàng nhà trúc kia hết sức đơn sơ, có mấy căn phòng, trong mỗi phòng là trà phòng độc lập, có nha hoàn châm trà mi thanh mục tú, trong vườn còn có 28 gia nhân đang đánh đàn, âm nhạc sâu kín kèm theo hơi nước lượn lờ bay lượn, làm cho người có cảm giác yên lặng không nói ra được. Muốn thưởng trà ở trà trang Thúy Diệp là phải phái người đi tiền đặt cọc mới có thể xếp ngày, Gia Mậu từng mang nàng đi một lần, nàng nhớ rất rõ ràng, nấu là trà bút minh tiền. Cô nương pha trà canh giữ ở một góc cúi đầu pha trà, chờ sau ba lần nước sôi mới bưng trà ra, nàng cúi đầu nhìn một cái, lá trà thanh thanh thúy thúy. Nước trà trong vắt, một trận thơm dịu từ từ chui vào lỗ mũi. Gia Mậu thấy nàng thích, để cho trà trang bọc 10 cân trà bút minh tiền đưa đến trường Ninh Hầu Phủ. Khi đó nàng còn cảm thấy lá trà kia đúng là đắt như vàng, lại mất 100 lạng bạc ròng một cân, Gia Mậu cười nói, 100 lạng bạc ròng không tính là đắt, nếu là đổi thành nhất kỳ nhất thương. 100 lạng bạc ròng còn không được một lượng đâu. Lão bản trà trang ở một bên hơi cười, vị công tử này thật là tinh mắt, nhìn một đã biết là quý công tử, loại trà bút minh tiền này không phải bình thường, là lứa trà sớm nhất đến từ khu vực Hàng Châu Tây Hồ, lượt sau nữa, thì không đáng nhiều bạc như vậy đâu, nhìn lá trà một chút thì biết. Lá trà nhỏ vụn cuộn tròn trong tay, phía trên còn có lông tơ ngân bạch, Tương Nghi nhìn những lá trà kia, nửa tin nửa ngờ, lúc trước nàng đã uống trà, nhưng chỉ là 10 lượng một cân, chưa từng thấy lá trà tinh tế như vậy, cầm trong tay xem đi xem lại, chỉ cảm thấy lá trà kia càng nhìn càng đáng yêu. Hôm nay đi một vòng Hoa Dương, không thấy trà trang và thêu phường. Tương Nghi quyết định muốn mở hai loại cửa hàng này, thêu phường Tần Mama và Phương Tẩu cũng tán thành, chẳng qua là trà trang này, tạm thời các nàng còn chưa biết phương pháp, cho nên không dám tùy tiện gật đầu. Tương Nghi thấy sắc mặt nghi ngờ của hai người, nói ra từng chút kế hoạch của mình. Mama và Tẩu Tử đều nói muốn bán thì phải bán độc môn. Hôm nay ta suy nghĩ rất lâu, vì sao Hoa Dương không thấy trà trang? Tương Nghi ngượng ngùng cười cười, ta kiến thức ít, chẳng qua là tự mình nghĩ loạn, Mama và Tẩu Tử nhìn giúp ta một chút. Lá trà là vật không thể thiếu của người Đại Chu, dù là nhà giàu sang hay là bách tính bình dân, trong nhà cũng không thiếu lá trà, mà trong thành Hoa Dương không có trà trang, đầu tiên là vì đến ngoại ô Hoa Dương đã núi trà có. Đến mùa, nông dân trồng chè gánh lá trà vào thành bán, cơ bản có thể mua trà dùng cả năm trong mùa xuân. Ngoại trừ nông dân trồng chè bán trà, còn có những tiệm tạp hóa cũng bán trà, rời rạc bày mấy cái bình, bên trong chứa đủ loại lá trà, khách tới mở bình ra, cầm một lá trà đi ra để cho người ta chọn, nhìn một chút, trà tiệm ta là không thể tốt hơn nữa đâu. Mama, Tẩu Tử, ta cảm thấy bán trà như vậy, đầu tiên là lá trà không đủ quý giá, vườn trà núi trà gần Hoa Dương không có danh phẩm gì, cũng chẳng qua là lúc đưa ra thị trường rất mới mẻ thôi.
Mà trong tiệm tạp hóa kia bán lá trà càng là tốt xấu lẫn lộn, không có cách nào phân biệt, để cho khách có đường chọn lựa. Tương Nghi nghĩ đến trà Trang Thúy Diệp kiếp trước, trong lòng có một loại xung động không nói ra được. Nàng nhất định phải mở trà Trang này buôn bán thật tốt. Người nhà có tiền, chỉ cần là đồ đủ tốt, sẽ không so đo mất bao nhiêu bạc, giống như Nhất Kỳ Nhất Thương, nổi danh kia, nếu như là hái xuống từ mấy chục bụi cây trà bên cạnh trên nguồn nước suối Tây Hồ Linh ẩn tự, đúng như Gia Mậu nói, 100 lạng bạc trồng một lượng cũng còn không đủ. Loại này là chuyên cung cấp cho Hoàng thượng hưởng dụng. Một năm sẽ không hái hơn 20 cân, có thể chảy tới trên thị trường, chỉ trên dưới 10 cân, bởi vì tính đặc biệt của nó, cho nên giá cả càng ngày càng cao, sớm một năm không thả bạc đi đặt trước, năm thứ hai căn bản là không mua được. Không nói loại lá trà kim quý này, cho dù là Đại Hồng Bào Vũ Di Sơn, phẩm chất tốt, nói ít cũng phải 5-60 lượng bạc một lượng. Nhưng những nhà giàu sang kia lại mắt cũng không nháy một chút, la hét muốn uống Đại Hồng Bào, giống như không dùng loại trà này đãi khách, thì mất thân phận. Khi đó trong Trường Ninh Hầu Phủ dùng lá trà khác nhau, vợ lẽ tam phòng nàng không biết, nhưng lại biết vị Dung lão thái gia kia uống là trà bút minh tiền trà, Dung lão phu nhân rất tiết kiệm, dùng là lão quân mi. Mà Dung đại gia cùng Dung đại phu nhân thì hào phóng, uống là Đại Hồng Bào. Khi đó mỗi lần Dung lão phu nhân tới phòng lớn bên này thì đau lòng hơn một lúc lâu, đây là Đại Hồng Bào, sao lại uống như nước trong vậy? Dung đại phu nhân chỉ cười, mẹ, bạc kiếm lời này không dùng, giống như áo gấm đi đâm, ai thấy được mình giàu sang. Ta uống trà này không vì mùi vị của nó, mà vì yêu danh tiếng của nó, để cho người ta thấy thì biết ta sống thoải mái nhàn nhã. Dung lão phu nhân nghe lời này, toàn thân run lập cập, nhưng không có phương pháp, vợ lão đại nắm trong tay không ít cửa hàng, hàng năm vào sổ không biết có bao nhiêu, nàng thích uống Đại Hồng Bào, mình cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Khi đó Tương Nghi nghe bọn nha hoàn nói chuyện này, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng bây giờ nàng xem xét lại, Trường Ninh Hầu Phủ chỉ là chủ tử các nô tài hàng năm uống trà, chỉ sợ cũng phải mất tới 7-8 ngàn lượng bạc, khó trách Dung lão phu nhân kia thương tiếc. Hôm nay vòng vo một vòng trong thành Hoa Dương, trình độ sầm uất của nó không kém Nghiễm Lăng. Nghiễm Lăng thắng ở có một bến tàu nổi tiếng Đại Chu. Mấy dòng sông giao hội ở nó nơi đó, cho nên thuyền vận phát đạt, trở thành thành thị quan trọng thông thương với nước ngoài. Mà Hoa Dương cách Nghiễm Lăng không xa, Lăng Giang chảy qua Hoa Dương, muốn vận thứ gì cũng rất thuận lợi, Tương Nghi nghĩ, mở trà trang là mua bán kiếm được tiền. Nàng quyết định muốn noi theo trà Trang Thúy Diệp kiếp trước, lấy thưởng thức trà ra bán trà. Cô nương, thưởng thức trà này, chỉ sợ sẽ thua thiệt. Tần ma ma do dự, thế nào cũng phải thu ít bạc mới được. Lá trà thì cũng thôi, nhưng nếu khách chỉ nói muốn uống Đại Hồng Bào, vậy tiền vốn một chén trà mấy 2-3 lượng bạc, nhưng là không cầm nổi. Có thể tới trà Trang thưởng trà, không giàu thì sang. Trong lòng Tương Nghi có dự tính, trước tiên chúng ta có thể mượn bản hiệu Lâm Đại Nhân dùng một chút. Những nghĩ đến chiếm tiện nghi kia dĩ nhiên là không dám tới sinh sự. Vậy cũng được. Phương Tẩu gật đầu một cái, cô nương có thể đi bái phỏng Lâm Tri Phủ, mời một nhà Lâm Tri Phủ tới thưởng trà trước, như vậy vừa có thể để cho người ta biết đến cửa hàng cô nương có chỗ dựa là Tri Phủ Đại Nhân, vừa có thể để cho nhà giàu thành Hoa Dương cảm thấy hiếu kỳ. Cũng muốn tới trà trang nếm thử một chút. Tương Nghi cười chúng chím gật đầu, đúng là ta nghĩ như vậy. Hôm nay ở đầu đường thấy Lâm Mậu Chân, mặc dù nói năng hùng hồn với Thúy Chi, tất cả đều phải dựa vào mình đánh liều, nhưng có vài phần trợ lực mình cũng có thể mang ra dùng một chút, không nên thanh cao quá mức, trong lòng Tương Nghi âm thầm quyết định. Qua hai ngày xử lý xong đồ trong cửa hang rồi đi chỗ Lâm Tri Phủ đưa tiền bảo hộ, sau này ở Hoa Dương không thể thiếu phải dựa vào hắn. Cô nương, không bằng ngươi viết đưa phong thư đưa đi kinh thành, mời lão phu nhân thay ngươi xem một chút. Ta nghĩ rằng có chủ ý của lão phu nhân, cô nương làm ăn nhất định sẽ tốt hơn một chứ. Tần ma ma suy nghĩ một chút, cảm thấy Tương Nghi cần phải để cho Dương lão phu nhân tới xem một chút. Một lần muốn mở hai cửa hàng, đầu nhập hơi lớn, lại sợ có nguy hiểm. Được. Tương Nghi tiệm một chút đầu, ta cũng nghĩ như vậy, đưa một văn kiện khẩn cấp cho lão phu nhân. Mấy ngày nay chúng ta xử lý hàng Lưu Ma Ma và Thúy Chi thu vào trước, sau đó mời thợ thủ công tới xem một chút,
hai cửa hàng này đã thông nên đổi thành dáng vẻ thế nào, sân phía sau nên tu sửa thế nào. Sân cũng phải sửa. Tần Mama và Phương Tẩu nhìn lẫn nhau một chút, cô nương định ở đến trong trà trang. Không không không, ta ở bên theo phường này, khu nhà nhỏ trà trang kia ta lấy rồi có chỗ dùng. Tương Nghi khẽ mỉm cười, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Được, cô nương ngươi nghĩ xong trước, viết thơ cho lão phu nhân. Nhìn một cái xem bà nói thế nào. Phương Tẩu đứng lên, bây giờ ta đi bên ngoài cửa hàng xem lại đồ vật, đồ trên giá hàng quá hỗn loạn rồi, phân biệt sửa sang lại, ngày mai bắt đầu thanh lý hàng hóa, làm trống cửa hàng lại nói. Quả thực Lưu Ma Ma buôn bán không tốt, ngổn ngang một đống lớn, cũng không biết kiếm được bạc thế nào. Nếu nàng là quản sự chọn mua, thấy trưng bày của cửa hàng này thì không muốn đi vào, có thể thấy thế gian ngàn người trăm mặt, mọi người có ý tưởng của riêng mình, như vậy mở cửa hàng ra cũng có thể kiếm được bạc, mặc dù không nhiều, nhưng lại không phải là một chữ thua thiệt. Ngươi cảm thấy trà trang của Lạc đại tiểu thư thế nào? Tần Ma Ma đi tới, giúp dọn dẹp hàng trên kệ đồ vật, dù nàng tuổi tác còn nhỏ. Ánh mắt lại sắc nhọn, lập tức nhìn chăm chú vào độc môn làm ăn này. Sao lại không phải? Mấy năm trước lão phu nhân đã nói chuẩn bị làm ăn về mặt này, cũng mua vườn trà Vũ Di Tây Hồ Động Đình Kỳ, bây giờ qua mấy năm, chính là lúc chuẩn bị buôn bán lá trà, sao Lạc đại tiểu thư đã nghĩ tới phương pháp này rồi? Tay của Phương Tẩu dừng một chút, ta vốn biết. Sang năm hoặc là năm sau nữa thì lão phu nhân mở trà trang rồi. Hết phần 6, mời các bạn đón nghe phần 7. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn.